Chương 861, luồng năng lượng từ phía sau bao phủ hoàn toàn Ninh Tiểu Xuyên, bất luận chạy về hướng nào cũng bị tấn công. Trước có cường địch, sau có sát chiêu. Trong lúc nguy hiểm Ninh Tiểu Xuyên không hề hoảng loạn, vẫn cứ lao lên trước về phía Thanh Mộc Thần Tử. Khi thấy Âu Dương Thừa Đức tung ra Chí Tôn Ngọc Phù, Thanh Mộc Thần Tử đã cười khẩy, chỉ cần giữ chân được Ninh Tiểu Xuyên là Chí Tôn Ngọc Phù sẽ giết được Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng hắn không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại bay về phía hắn. Đáng ghét! hắn muốn mượn sức mạnh của ta chặn công kích của trí tôn ngọc phù thay hắn thanh mục thần tử nhận ra dụng ý của ninh tiểu xuyên lập tức lùi về sau lúc này cú đấm hỏa diệm khổng lồ đó từ trên trời lao xuống giống như tảng thiên thạch với khí thế hùng hồn nếu rơi xuống đủ để khiến sinh linh trong bán kính vài trăm dặm biến mất cú đấm hỏa diệm khổng lồ đó cùng rơi xuống đỉnh đầu ninh tiểu xuyên và thanh mục thần tử thanh mục thần tử bất lực đành lấy diệt diễm phỉ thúy bình ra bảo vệ mình ninh tiểu xuyên cũng cho tinh la kích lơ lửng trên không trung chặn công kích của nắm đấm hỏa diệm. Uỳnh, bùm, nắm đấm hỏa diệm đâm thẳng vào hai món trí tôn vương khí, bị sức mạnh của diệt diễm phỉ thúy bình và tinh la kích đánh tan, biến thành đám khói lớn. Do ảnh hưởng của lực xung kích, cả Ninh Tiểu Xuyên và Thanh mục Thần Tử đều rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Hắn gọi ma kiếm trong huyết khiếu ra cầm trong tay, vung lên nhằm Thanh mục Thần Tử đâm tới. Phập, kiếm ma xuyên thẳng từ ngực ra sau lưng Thanh Mộc Thần Tử thanh mục thần tử toàn thân cứng lại không thể tin nổi nhìn thanh ma kiếm cắm trước ngực mình ngươi 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 dám sao ta không dám ninh tiểu xuyên cười khảy ta là thần tử của thanh mục thánh thổ nếu ngươi giết ta sẽ là kẻ thù của thanh mục thánh thổ chắc chắn chỉ có đường chết không chỗ trôn thanh mục thần tử khóe miệng chảy máu oán độc nói vậy sao để ta thử làm kẻ địch của thanh mục thánh thổ xem liệu có chết không chỗ trôn không Ninh Tiểu xuyên căn bản chẳng bận tâm lời uy hiếp của Thanh Mộc Thần tử, ánh mặt lạnh băng, hai tay nắm chặt thanh ma kiếm cắm Thanh Mộc Thần tử xuống đất, một luồng kiếm khí cường đại sộc thẳng vào cơ thể Thanh Mộc Thần tử. Á, à, Thanh Mộc Thần tử kêu lên đau đớn. Trước áp lực của kiếm khí, một quầng sáng mộc khí màu xanh bắn ra từ cơ thể Thanh Mộc Thần tử, biến thành một cây thanh thiên mộc. Thu lại, Ninh Tiểu xuyên lấy đi thanh thiên mộc của Thanh Mộc Thần tử, biến thành một ngọn cây nhỏ lơ lửng trong lòng bàn tay Ninh Tiểu xuyên. Thanh Thiên Mộc là thần mộc trong truyền thuyết, tuyệt đối có thể sánh ngang với bảo vật cấp trí tôn vương khí. Ngươi dám, dám đoạt Thanh Thiên Mộc của ta. Mắt Thanh Mộc thần tử chảy máu, gương mặt dữ dằn, nghiến răng trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lấy Thanh Thiên Mộc của ngươi thì sao? Vừa hay dùng Thanh Thiên Mộc của ngươi có thể thăng cấp cho Thanh Mộc Thiên Y của ta. Ninh Tiểu Xuyên cất Thanh Thiên Mộc vào trong vòng càn khôn. Thanh Thiên Mộc đối với Thanh Mộc thần tử là vô thượng chí bảo, sau này chưa biết chừng sẽ dựa vào năng lượng của nó để tu thành thứ thần. Chí bảo như vậy lại bị Ninh Tiểu Xuyên cướp mất. Còn chưa đợi Ninh Tiểu Xuyên động thủ, Thanh mục Thần Tử đã tức đến ngất đi. Để Thanh mục Thần Tử lại cũng là một cái phiền phức, bắt buộc phải trừ bỏ. Ninh Tiểu Xuyên nhấc ma kiếm, chuẩn bị nhằm cổ Thanh mục Thần Tử chém xuống. Ninh Tiểu Xuyên, người thật to gan. Đó là Thanh mục Thần Tử người cũng dám giết. Cửu khư thần tử bước ra từ cánh cửa hư không, một quyền đánh lên thân ma kiếm khiến nó chạch đi. Cửu khư thần tử nhấc thanh mục thần tử lên rồi lập tức bỏ chạy các ngươi dám giết ta sao ta không dám giết ninh tiểu xuyên thi triển thần long tật tốc đuổi theo thanh mục thánh thổ và cửu khư thánh thổ lẽ nào là đối tượng mà ngươi có thể đắc tội cửu khư thần tử không ngừng nhảy trong không gian thân thể lướt vài cái đã xa vài trăm trượng đúng là nực cười thiên đế sơn thì có thể tùy tiện đắc tội sao ninh tiểu xuyên ói ninh tiểu xuyên ngươi thực sự nghĩ mình giỏi lắm sao bản thần tử chỉ là chưa dùng tới sức mạnh thật sự mà thôi cửu khư thần tử đột nhiên dừng lại xung quanh cơ thể xuất hiện những dòng chảy hỗn loạn của không gian chúng giống như những con suối nhỏ tụ thành một dòng sông lớn bản thần tử sẽ cho ngươi thấy thần thuật thật sự trong dòng sông không gian phía sau cửu khư thần tử hiện ra một nhân ảnh già nua tuy thân thể đó thấp bé tóc bạc trắng nhưng mang khí thế rất hùng hồn sau khi nhân ảnh đó xuất hiện tu sĩ của cả cửu thiên thánh thành đều cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề đó là thân ảnh của khư thần thủy tổ của cửu khư thánh thổ một vị thứ thần vĩ đại khư thần cửu khư thần tử thi triển thần thuật có thể điều động sức mạnh của khư thần mọi người thấy hư ảnh phía sau cửu khư thần tử đều kinh hãi cảm nhận được áp lực lớn lao đúng thật giống như một vị thứ thần hồi sinh bước ra từ trong sử sách cửu khư thần tử thi triển được thần thuật lẽ nào ninh tiểu xuyên lại không ninh tiểu xuyên lấy thanh cổ đao đoạt được từ linh khu thần tử giơ tay lên cũng có một luồng thần lực tụ về phía hắn tạo thành một đế ảnh khổng lồ Khai thiên tích địa đao, thanh cổ đao chém xuống, kéo leo một dòng đao hí dài, giống như chém cả trời đất thành hai nửa vậy. Hắn cũng điều động được sức mạnh của thần linh. Đế ảnh đó, đó là thiên đế sao? Cửu khư thần tử vô cùng chấn kinh, cảm giác luồng sức mạnh bài sơn đảo hải đang ập tới, giống như sắp hất hắn bay đi. Thần lực mà cửu khư thần tử điều động đâu có thể sánh được với sức mạnh thiên đế? Uynh hư ảnh thứ thần phía sau thanh mục thần tử chỉ đỡ được đao quang một giây lát rồi bị đao khí nghiền nát tan thành vô số sợi thần lực dòng sông không gian cửu khư thần tử ngưng tụ được cũng bị đao khí cường thế chặt đứt phập một phần năm cái đầu của cửu khư thần tử bị đao khí chém rơi ngay cả xương sọ cũng bị rơi một mảnh lớn ác không thể không thể nào cửu khư thần tử ôm đầu đang máu me bê bét vẫn không thể chấp nhận được sự thật từ nhỏ tới lớn hắn vẫn là người đứng đầu trong những người cùng lứa bất luận gặp kẻ địch mạnh thế nào hắn cũng chưa từng thất bại hắn đã thi triển cả thần thuật, sao vẫn thua được? Thiên hạ đâu có ai là luôn bất bại. Ninh Tiểu Xuyên bay tới trước mặt cửu khư thần tử, một trưởng đánh trúng đầu cửu khư thần tử. Bốp, cửu khư thần tử kêu lên thảm thiết, rơi thẳng xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cửu khư thần tử rơi xuống từ mẫu hà, rồi nhìn bàn tay mình. Trong cơ thể hắn còn giấu năng lượng bảo hộ, coi như người mệnh lớn. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đánh một trường vào đầu cửu khư thần tử, cơ thể cửu khư thần tử đã lóe sáng chặn đứng trưởng của Ninh Tiểu Xuyên. Tuy cửu khư thần tử bị trọng thương nhưng không chết. Ninh Tiểu Xuyên cầm lấy bình phỉ thúy đang lơ lửng trên mặt nước. Một luồng hàn khí lạnh thấu xương tràn ra khiến tay Ninh Tiểu Xuyên bọc trong một lớp xương trắng. Đây chính là món trí tôn vương khí của Thanh Mộc thần tử. Ninh Tiểu Xuyên quan sát kỹ cái bình có hình dạng cổ quái này, trên đó có khắc năm chữ cổ. Bên cạnh mỗi chữ đều có một ấn ký đầu lâu tương ứng, cũng không biết có ý nghĩa gì lẽ nào là ký hiệu của vị đại nhân vật nào đó? Diệt diễm phỉ thúy bình. Ninh Tiểu Xuyên đọc ra năm chữ cổ, định cứ cất nó đi đã rồi về từ từ nghiên cứu tiếp. Thanh mộc thần tử, và cửu khư thần tử bị trọng thương được tu sĩ hai đại thánh thổ cứu đi. Thái thượng trưởng lão của thanh mộc thánh thổ bay tới, trầm giọng nói. Tiểu bối, người ức hiếp người quá lắm rồi. Còn không mau giao thanh thiên mộc và diệt diễm phỉ thúy bình ra đây. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ từ đối phương đó là sức mạnh cấp chân thân, giống như một ngọn núi lớn đứng trước mặt hắn vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ hãi, tay cầm diệt diễm phỉ thúy bình nói. Tu sĩ trung thổ các ngươi đều không biết đạo lý vậy sao? Rốt cuộc ai hức hiếp người quá đáng? Lứa trẻ không phải đối thủ thì lão bối ra tay sao? Tu sĩ trung thổ đều đã về lại, có chân nhân lão bối, cũng có cả truyền nhân thánh thổ trẻ tuổi. Âu Dương Thừa Đức cũng đứng đó. Vừa rồi hắn thấy thanh mộc thần tử, và cửu khư thần tử bị Ninh Tiểu Xuyên đánh trọng thương trong lòng cũng có sợ hãi, không dám đối đầu với Ninh Tiểu Xuyên, bèn lùi về bên cạnh cường giả lão bối. Chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên quá mạnh, vượt khỏi những gì mọi người dự liệu. Còn ai trong lớp trẻ dám giao đấu với Ninh Tiểu Xuyên nữa? Thái thượng trưởng lão Thanh mục Thánh thổ lạnh giọng, "Ninh Tiểu Xuyên, tốt nhất ngươi giao đổ ra đây. Nếu không cứ đợi mà dọn xác Cửu Thiên Thánh nữ và Ấu Thần Long đi, đưa lên đây." Hai truyền nhân Thánh thổ dẫn Tiểu Hồng và Bảo Châu Địa tặng lên, một sợi xích to bằng ngón tay xuyên qua xương vai trái của Bảo Châu Địa Tạng, chói hai tay nàng ra đằng sau, trên người đâu đâu cũng thấy vết thương, máu tươi thấm đẫm cả Phật bào. Tiểu Hồng cũng bị trở về nguyên hình, trên người cắm chín cây ngân châm phong bế thân thể rồng. Vì bị cắm ngân châm nên nó rất đau đớn, nằm dưới đất không ngừng run rẩy. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng và Bảo Châu Địa Tạng, phẫn nộ đến cực điểm, ánh mắt quét qua đám tu sĩ trung thổ trước mặt, quát lớn: "Ai? Rốt cuộc là kẻ nào?" Một vị thái thượng trưởng lão của Âm Trùng Thánh Thổ nói: "Tiểu Bối, ngươi rất tức giận. Nói thực với ngươi, Cửu Thiên Thánh Nữ đã giết chết linh tử của Âm Trùng Thánh Thổ bọn ta, lão phu ra tay bắt để nàng ta phải đền tội. Giết người đền mạng, đó là đương nhiên. Đừng nói là ngươi, cho dù là Cửu Thiên các chủ tới cũng vậy thôi." Ninh Tiểu Xuyên cười khẩy, "Chỗ các ngươi còn nói đến đạo lý sao?" Một vị thái thượng trưởng lão Thanh mục Thánh Thổ nhìn Ninh Tiểu Xuyên như nhìn một tên ngốc, nói: trong giới tu luyện, ai có sức mạnh, người đó có đạo lý. Đáng ghét, cho dù là giết người đền mạng, thì cũng là cửu thiên các bọn ta tự xử phạt đệ tử, đâu có tới lượt âm chủng thánh thổ tới giáo huấn thánh nữ của cửu thiên các bọn ta. Một thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ cũng dám ngông cuồng ở cửu thiên các, coi cửu thiên các chỉ có nữ tử thì dễ ức hiếp sao. Cửu thiên các chủ đứng trên tiên đảo, vô cùng phẫn nộ, tung một trường khiến cả cái thạch đài phía trước nổ tung. Lâm lạc, người đưa thành nữ về đây. Cửu Thiên các chủ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng. Các chủ hà tất phải giận như vậy? Linh tự âm chủng thánh thổ bọn ta bị giết chết, bọn ta chỉ muốn được giải thích chứ không có ý bảo Cửu Thiên thánh nữ đền mạng. Một nam tử trung niên cao gầy bay tới, tiếng cười u ám. Sự xuất hiện của hắn đã chặn Lâm Lạc chân nhân đang định tới tử mẫu hà lại. Cửu Thiên các chủ nheo mắt nhìn nam tử trung niên kia. Tu Sư La, ngươi đến cũng nhanh thật. Cao thủ khác của âm chủng thánh thổ cũng tới cửu thiên thánh thành rồi. Cửu thiên các chủ thích phóng tâm thần, quả nhiên cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cường đại khác. Nam tử trung niên này chính là trưởng giáo của âm chủng thánh thổ, Tu Sư La. Âm chủng trưởng giáo cười, nghe nói sứ giả thiên đình tới cửu thiên thánh thành, Tu Mỗ liền khởi động thánh thành truyền tống cổ trận, chỉ vì muốn tham bái sứ giả thiên đình sớm hơn người khác. Nhưng không ngờ sau khi tới cửu thiên thánh thành lại xảy ra chuyện không vui thế này. Cửu thiên các chủ lạnh giọng, Mã Hưu chỉ là một thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ, ta nghĩ hắn cũng không dám đối phó với thánh nữ cửu thiên cát, ở ngay cửu thiên thánh thành kẻ hạ lệnh bắt cửu thiên thánh nữ là ngươi đúng không âm chủng trưởng giáo nói các chủ lẽ nào linh tử của âm chủng thánh thổ lại chết vô ích sao nếu cửu thiên thánh nữ không chết thì âm chủng thánh thổ còn mặt mũi nào nữa còn đứng được trong thánh thổ hay không việc này vốn là cửu thiên các các ngươi vô lý cho dù có kinh động tới thế giới chi chủ thì cũng là âm chủng thánh thổ có lý âm chủng cười cửu thiên các chủ nói cho dù muốn xử phạt cửu thiên thánh nữ thì cũng là do cửu thiên các bọn ta xử. Các chủ hà tất phải nổi giận. Việc này chưa chắc đã không có biện pháp lưỡng toàn. Chỉ cần cửu thiên thánh nữ có thể gả cho thần tử âm chủng thánh thổ, thì coi như là người của âm chủng thánh thổ. Như vậy cửu thiên thánh nữ sẽ không phải bị xử chết nữa. Cửu thiên các vẫn giữ được thể diện. Còn âm chủng thánh thổ đón được cửu thiên thánh nữ về đương nhiên cũng là hỷ sự, cũng giữ được thể diện. Như vậy không phải điều vui sao? Âm chủng trưởng giáo nói. Nghe vậy, cửu thiên các chủ trầm tư, hừ lạnh. Chỉ một âm chủng linh tử, mà muốn đổi lấy cửu thiên thánh nữ có tư chất không thua âm chủng thần tử. Tu Sư La, ngươi tính toán cũng kỹ quá nhỉ. Âm chủng trưởng giáo cười. Trưởng giáo các đại thánh thổ, ở trung thổ chắc chắn rất nhanh sẽ tới cửu thiên thánh thành, để bái kiến sứ giả thiên đình. Việc này vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Nếu vì chút chuyện nhỏ mà động can qua, vạn nhất khiến sứ giả thiên đình nổi giận, thì đều không phải chuyện hay đối với cả hai bên chúng ta đây là âm chủng trưởng giáo đang gây áp lực cho cửu thiên các chủ. Ý muốn nói rằng trưởng giáo các đại thánh thổ trung thổ đều sẽ tới cửu thiên thánh thành, một mình cửu thiên các sao có thể chặn được các đại thánh thổ khác. Sắc mặt cửu thiên các chủ tối sầm, trong lòng vẫn nội nhưng vẫn không thể không suy nghĩ cho cửu thiên các cho thấu đáo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tu sĩ trung thổ nói từng chữ một, ta nói lại lần nữa, lập tức thả người. Tiểu bối, ngươi có hung hăng nữa cũng vô ích. Trước sức mạnh tuyệt đối thì ngươi căn bản không có quyền lên tiếng một thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh thành nói. Thái thượng trưởng lão của thanh mục thánh thành lên tiếng. Tiểu bối, lập tức giao thanh thiên mộc và diệt diễm phỉ thúy bình ra đây, quỳ xuống xin lỗi thanh mộc thần tử. Nếu hắn tha thứ cho ngươi thì thanh mục thánh thổ sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ cười khẩy. Ninh tiểu xuyên, ngươi cứ yên tâm. Âm chủng thánh thổ bọn ta sẽ không giết cửu thiên thánh nữ, mà ngược lại còn nghênh đón nàng về âm chủng thánh thổ, trở thành người của chúng ta. Bên tai Ninh Tiểu Xuyên toàn tiếng của các tu sĩ thánh thổ trung thổ, trong huyết khiếu của tim ngưng tụ một luồng ma khí, hòa vào huyết dịch truyền khắp thân thể. Trong cơ thể hắn giống như có một giọng nói đang bảo hắn rằng: "Sinh linh trên thế giới đều là giả dối, bị ổi, tham lam, lạnh lùng, ích kỷ, tất đều nên hủy diệt hết. Thế giới phải bị hủy diệt, sau đó mới được phục hồi, xây nên một nền văn minh mới." Giọng nói này quệ, với ma khí thành một tụ thành một luồng ý niệm nhập vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt hoàn toàn khác trước đó, có sự lạnh nhạt, sự thất vọng với chúng sinh, với thế giới. Nhìn ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ tu sĩ trung thổ đều khựng người. Nhìn cái gì mà nhìn? Trước mặt Thái Thượng trưởng lão còn dám vô lễ như vậy. Quỳ xuống cho ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Âm chủng thần tử di chuyển sang ngang đá, và khuỷu chân Ninh Tiểu Xuyên muốn ép hắn quỳ xuống. Phập, Ninh Tiểu Xuyên không chớp mắt lấy một cái, năm ngón tay biến thành móng sắc chọc vào cơ thể âm trùng thần tử, kéo quả tim bé bét máu ra. Âm trùng thần tử nhìn quả tim trong tay Ninh Tiểu Xuyên, rồi lại nhìn cái lỗ trước ngực mình, ánh mắt đầy sự kinh hoàng và tuyệt vọng, miệng phát ra tiếng như quỷ rú. Tim! Tim ta! Ninh Tiểu Xuyên chừng mắt nhìn thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ, tay vỗ mặt âm trùng thần tử. Âm trùng thần tử liền ngã ra nằm thẳng đứ dưới đất, mắt nhìn trời. Tu sĩ trung thổ tất cả đều sững người trời ạ à, ninh tiểu xuyên dám giết âm chủng thần tử hắn điên rồi nếu không sao lại dám làm ra việc nghịch thiên như vậy ma nhập chắc chắn hắn bị ma nhập rồi hắn đã biến thành một ma đầu khát máu lão phu sẽ thay mặt thiên đế sơn trừ bỏ hắn tránh hậu họa cho nhân tộc thái thượng trưởng lão của thanh mục thánh thổ từ trong cơ thể tỏa ra chân nhân chi lực miệng phun ra chân nguyên chân nguyên tụ lại thành một thanh phi kiếm sát khí sắc bén nhằm ninh tiểu xuyên chém tới đột nhiên một đám hồng quang đỏ trói đầy tà khí từ phía ninh tiểu xuyên ập tới huyết quang đánh tan phi kiếm thành đám bụi máu trên người ninh tiểu xuyên tà khí quá mạnh bùn đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mọi người cũng lùi hết ra xa sợ dính phải tà khí chỉ có các thái thượng trưởng lão không lui vì họ đều là chân nhân ngay cả lôi kiếp cũng đã vượt qua thì còn sợ gì một lúc sau họ cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến chân nhân cũng phải sợ hãi truyền ra từ đám huyết quang đó cộp cộp ninh tiểu xuyên đi ra từ đám huyết quang trên người mặt bộ chiến y đầy máu, tay cầm một thanh ma kiếm đỏ rực, đúng như tu la bước ra từ địa ngục. Mỗi bước đều khiến trời đất rung chuyển. Tuy chỉ là một chiếc huyết y nhưng nặng vạn cân, nhuốm máu tươi của vô số thứ thần. Huyết y trên người hắn. Có vấn đề. Sao lại có năng lượng của thứ thần? Thái thượng trưởng lão của thanh mục thánh thổ nhìn chăm chăm ninh tiểu xuyên đang tiến lại gần, bỗng có cảm giác sợ hãi. Nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, lạnh giọng nói. Ninh tiểu xuyên, huyết y người lấy ở đâu? người chết không có quyền hỏi. Ninh Tiểu Xuyên bắn huyết quang vạn trượng, một kiếm chém xuống. Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc Thánh Thổ cảm nhận được luồng sức mạnh lớn lao, từ trên đầu ập xuống, cơ thể phát ra tiếng lách tách, một cây cổ mộc màu bạc mọc ra từ xương sống, biến thành một cây đại thụ bọc quanh hắn. Cả cái cây bị ma kiếm chém tan. Ma kiếm nhắm trúng chán thái thượng trưởng lão chém xuống, chia hắn thành hai nửa. Hai nửa thân thể máu me be bé bay về hai hướng trái phái ninh tiểu xuyên vẫn đứng đó huyết y trên người lại càng thêm đỏ thái thượng trưởng lão của thanh mục thánh thổ lại bị hắn một kiếm chém chết hắn hắn sao đột nhiên lại mạnh như vậy tu sĩ trung thổ cảm thấy toàn thân lạnh toát như rơi xuống hố băng đừng nói là truyền nhân thánh thổ trẻ tuổi ngay cả những chân nhân lão bối cũng cảm thấy lạnh sống lưng lập tức quay người bỏ chạy phập ma kiếm của ninh tiểu xuyên lại chém ra một thái thượng trưởng lão khác lại chết dưới kiếm của hắn ma kiếm xuyên qua tim Ninh Tiểu Xuyên bước lên khiến xác hắn tan tành. Ninh! Ninh Tiểu Xuyên, người đã bị tà khí nhập thể, trở thành tà nhân rồi. Một thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ đứng phía trước Ninh Tiểu Xuyên, tay cầm một món trí tôn khí giống như viên ngọc. Thấy sát ý trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, tay hắn run lên cầm cập. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị thái thượng trưởng lão đó nhìn phía sau Ninh Tiểu Xuyên, thấy thái thượng trưởng lão, của cửu khư thánh thổ từ hư không dần dần tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên. Quá tốt! Hắn phải cố gắng thu hút sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần vị thái thượng trưởng lão kia đánh lén thành công, thì không phải sợ Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ninh Tiểu Xuyên, chiến y trên người ngươi đã nhuốm huyết dịch của thứ thần. Ngươi không thể chịu nổi đâu, mau cởi ra. Vị thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ quát. Ninh Tiểu Xuyên không nói lời nào, bước lên một bước, nhắc kiếm chém về phía thái thượng trưởng lão ngay khi hắn nhắc kiếm lên thì thái thượng trưởng lão cửu khư thánh thổ hét lên một tiếng, tung một trường vào lưng hắn. Trưởng lão âm trùng thánh thổ cười đắc ý. Tiểu bối, người quá non. Lời còn chưa nói hết, thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trưởng lão cửu khư thánh thổ. Thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh thổ vốn đánh lén từ phía sau của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng khi bàn tay hắn chạm tới huyết y của Ninh Tiểu Xuyên thì toàn thân giống như chạm phải điện. Một luồng tà khí đáng sợ thông qua bàn tay hắn xâm nhập vào cơ thể, nháy mắt cánh tay hắn đã đỏ rực rồi lan rộng tới vai ngực luồng tà khí đó rất nhanh khiến cả người hắn đỏ rực ngay cả tóc cũng dựng đứng lên biến thành tóc đỏ từng sợi huyết mạch nổi lên bề mặt da giống như những sợi dây leo mọc trong máu thịt nhìn vô cùng đáng sợ thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh thổ sau khi thấy bộ dạng chính mình dưới sông thì thét lên chói tai ngay cả thạch cơ yêu hậu khi chạm phải huyết y cũng bị tà khí tấn công khiến đại thương nguyên khí huống hồ là một thái thượng trưởng lão binh Ninh Tiểu Xuyên một trưởng đánh trúng đỉnh đầu thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh thổ. Đầu vỡ tan, xương cốt toàn thân vỡ vụn, thân thể nằm bẹp dưới đất. Chỉ trong chốc lát mà đã có ba thái thượng trưởng lão chân nhân của thánh thổ bị chết thảm. Hơn nữa họ đều chết trong tay của một tiểu bối trẻ tuổi. Xung kích lực này là quá lớn, rất nhiều người không thể tiếp nhận được sự thực này. Thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ vốn đang cười đắc ý, nhưng sau khi thấy thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh thổ nằm trong vũng máu, thì không cười nổi nữa, chạy. Trong đầu thái thượng trưởng lão âm trùng thánh thổ giờ chỉ còn một suy nghĩ này. Thế nhưng khi vừa quay người thì hắn phát hiện Ninh Tiểu Xuyên đã đứng phía sau hắn. Thái thượng trưởng lão âm trùng thánh thổ thất kinh. Ninh! Ninh Tiểu Xuyên, lão phu giờ thả người, thả ngay. Giờ mới nói, ngươi không thấy quá muộn sao. Ninh Tiểu Xuyên tung ra một trưởng. Thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ thậm chí không có khả năng phản kháng. Liền bị Ninh Tiểu Xuyên đâm xuyên người, nắm đấm ninh tiểu xuyên thỏ ra từ phía sau lưng hắn có một vị chân nhân chết thảm trên tiên đảo của cửu thiên thánh thành trưởng giáo của âm trùng thánh thổ trừng mắt nhìn cửu thiên các chủ đang chắn trước mặt mình phẫn nộ nói cửu thiên các chủ tên tiểu bối đó đã bị ma nhập lẽ nào ngươi không nhận ra không ngăn hắn lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ trung thổ chết trong tay hắn nữa nhưng cửu thiên các chủ lại chặn hắn lại vì thế âm chủng trưởng giáo phải dương mắt nhìn thần tử và một thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Thần tử và linh tử đều bị giết, còn tổn thất cả một vị thái thượng trưởng lão cấp chân nhân. Phải mất bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được một vị chân nhân? Một thiên kiêu. Đối với một thánh thổ mà nói, đây đúng là tổn thất nghiêm trọng. Hôm nay tuyệt đối là ác mộng đối với âm chủng thánh thổ. Cửu thiên các chủ trước đó bị âm chủng trưởng giáo uy hiếp vốn đã rất không vui. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự bị tu sĩ trung thổ trấn áp, thì có lẽ cửu thiên các chủ sẽ thỏa hiệp với các đại thánh thổ trung thổ. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại nhiều lần tạo nên kỳ tích, càng đánh càng mạnh, đánh cho đám cuồng nhân trung thổ tan đàn xẻ nghé. Cửu thiên các chủ đương nhiên rất vui vẻ, đâu thể để âm trùng trưởng giáo đi chấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Cửu thiên các chủ nhẹ nhàng nói, Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một tiểu bối của Bắc Cương, trung thổ nhiều cường giả như vậy đều ở tử mẫu hà, chấn áp hắn cũng không phải chuyện khó. Lúc này lại có hai vị thái thượng trưởng lão chết thảm dưới kiếm của Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên điên rồi. Điên rồi. Mau chạy đi. Âu Dương Thừa Đức sợ đến run lẩy bẩy, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên là cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tu sĩ trung thổ, bất luận là thiên kiêu trẻ tuổi hay chân nhân lão bối, thì cũng như đám cừu non chạy bán sống bán chết khỏi sự truy sát của Ninh Tiểu Xuyên. Âm chủng trưởng giáo nghiến răng. Cửu thiên các chủ, lẽ nào ngươi không nhận ra huyết y trên người Ninh Tiểu Xuyên rất cổ quái? Đó chắc chắn là chiến bào của thứ thần. Các vị thái thượng trưởng lão sao có thể là đối thủ của hắn? Đột nhiên âm trùng trưởng giáo ngộ ra, "Ta hiểu rồi, ngươi cố ý giữ chân bản chân nhân để Ninh tiểu xuyên giết chóc, muốn giết hết tu sĩ trung thổ sao? Cửu Thiên Thánh thành xảy ra huyết án nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ chấn động các đại thánh thổ trung thổ. Đến lúc đó đại lục chân nhân sẽ truy cứu Cửu Thiên các chủ, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?" Nhưng Cửu Thiên các chủ không bận tâm, bình thản nói, "Ngươi nghĩ đây là ý của bản các chủ?" Nói thật đây là ý của sứ giả thiên đình. Sứ giả thiên đình đại nhân đã hạ lệnh bọn ta không được nhúng tay vào trận chiến, trên tử mẫu hà. Cái gì? Ý của sứ giả thiên đình. Âm chủng trưởng giáo khựng người. Cửu thiên các chủ nói. Không tin ngươi có thể tìm thiên sứ đại nhân để hỏi. Nhân vật cấp bậc như cửu thiên các chủ, căn bản không cần phải lừa hắn. Âm chủng trưởng giáo đâu dám đi chất vấn sứ giả thiên đình. Một vị chân nhân là cường giả rất cường đại ở thiên hư đại lục, đứng trên đỉnh của kim tự tháp cường giả, nhưng với sứ giả thiên đỉnh, thì tính mạng của một chân nhân còn thua xa mạng của một thiên tài. Trong cửu thiên thánh thành, một tòa thánh thổ cổ trận xoay tròn, bắn ra sánh sáng chói lòa. Sau khi bạch quang biến mất, hơn 10 vị cường giả mặc thanh bào vượt không gian xuất hiện, ở chính giữa truyền tống trận pháp. Vừa tới cửu thiên thánh thành, trưởng giáo, của thanh mộc thần tử liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặt huyết y bay, lên phía trên cổ thành, đâm chết một chân nhân của linh khư thánh thổ máu tươi của chân nhân bắn ra giống như một trận mưa máu vậy. Thanh mục trưởng giáo cảm nhận được tà khí trên người Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt tối lại, quát lên. Cuồng đồ to gan, dám giết người trong cửu thiên thánh thành, đúng là ngông cuồng. Thanh mục trưởng giáo chỉ một ngón về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt đất lập tức mọc ra những sợi dây leo to, bằng cả thùng nước bắn lên không chung, quấn lấy người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vung tay chém xuống. Binh! Dây leo đó không giống cây mà như được đúc từ huyền thiết vậy ma kiếm không chặt được nó mà chỉ để lại một vết lõm tầm ba tấc nghiệt trướng ngươi vẫn muốn phản kháng đông hải linh đằng là thượng cổ thần mộc ngươi chặt được sao thanh mục trưởng giáo kéo một cái định kéo ninh tiểu xuyên từ trên trời xuống đột nhiên sắc mặt thanh mục trưởng giáo thay đổi hắn nhận thấy đông hải linh đằng đang bị một luồng tá khí khủng khiếp xâm thực có thể thấy nó đang khô héo rõ rệt tà khí gì mà ngay cả đông hải linh đằng cũng không chặn nổi thanh mục trưởng giáo quả đoán lập tức vung kiếm chặt đứt Đông Hải Linh Đằng ngăn tà khí xâm nhập xuống gốc. Sau khi Đông Hải Linh Đằng bị chặt đứt, lập tức quay về cơ thể Thanh Mục trưởng giáo. huỳnh Ninh Tiểu Xuyên giật mạnh, đoạn linh đằng khô héo quấn trên người hắn lập tức đứt thành nhiều đoạn. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại trên người Thanh Mục trưởng giáo, những tu sĩ đứng bên cạnh hắn ta cũng đều là cường giả. Xem ra cường giả thực sự của trung thổ cũng đã tới Cửu Thiên Thánh Thành rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bay ra khỏi Cửu Thiên Thánh Thành, đáp xuống bờ Tử Mẫu Hà, dùng nguyên khí cuốn bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng lên chạy về hướng bắc. Vì không muốn bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng dính phải tà khí trên huyết y, nên Ninh Tiểu Xuyên đành dùng nguyên khí bọc lấy họ kéo đi. Hắn biết mình có thể giết được chân nhân đều là nhờ vào chiếc huyết y thứ thần này. Tu vi thực sự của hắn vẫn chỉ là thiên nhân đệ cửu cảnh. Trưởng giáo các đại thánh thô ở trung thổ chắc chắn sẽ lần lượt tới Cửu Thiên Thánh Thành. Hắn đã giết nhiều tu sĩ trung thổ như vậy các thánh thổ há có thể tha cho hắn tuyệt đối không thể ở lại cửu thiên thánh thành nữa buộc phải đưa bảo châu địa tạng và tiểu hồng trốn đi chỉ khi trốn vào đại hoang thì mới có cơ hội sống sót giết những tu sĩ trung thổ kia ninh tiểu xuyên không hề hối hận nếu cho hắn lựa chọn lại hắn vẫn giết tiểu bối giết nhiều cường giả trung thôi như vậy còn muốn chạy một lão giả đầu đội mũ sắt cưỡi con thần lộc năm màu bay trên trời chặn đường ninh tiểu xuyên lão giả đó có mái tóc bạc dài chạm đất tay cầm một cái thức đồng nhìn rất tiên phong đạo cốt ninh tiểu xuyên dừng lại lạnh giọng lão già tránh ra lão già kia cười cười ai già tiểu bằng hữu gan ngươi cũng không nhỏ đã nhiều năm rồi không ai dám ăn nói như vậy trước mặt lão phu thanh mục trưởng giáo đuổi tới nói lão chân nhân huyết y trên người hắn vô cùng cổ quái tà khí rất nặng tuyệt đối không được chạm vào tốt nhất đừng để hắn tới gần lão già tóc bạc nhìn huyết y trên người ninh tiểu xuyên vẻ mặt trở nên nghiêm túc khẽ gật đầu đúng là cổ quái sao lại có khí tức của quy khư lẽ nào là hung vật lấy ra từ quy khư thước đồng trong tay lão giả bay lên cắm xuống đất biến thành một cái thiên trụ vạn trượng giống như cột trấn hải vậy ngay lập tức cả hư không bị cấm cố ninh tiểu xuyên mặc huyết y sức mạnh rất cường đại nhưng vẫn cảm giác như mình bị khảm vào đá đến ngón tay cũng không động đậy nổi lão giả này không ngờ lại mạnh thế với những thái thượng trưởng lão của các đại thánh thổ Ninh Tiểu Xuyên có thể một chiêu kích sát, nhưng khi gặp lão giả cưỡi hươu này, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thấy mình chưa đủ sức, tu vi vẫn thấp quá. Nếu tu vi của ta đột phá lên chân nhân cảnh, thi triển được chân nguyên thì có thể phát huy hết sức mạnh của huyết y, ngay cả lão giả kia cũng không chặn được ta. Ninh Tiểu Xuyên rất không cam lòng, vận sức dãy dụa trong không gian này. Uỳnh uỳnh, cây thước đồng cắm dưới đất bỗng rung chuyển. Lão giả cưỡi hươu hơi giật mình, lập tức đánh ra một đạo quang trụ vào đỉnh cây thước đồng khiến nó chìm sâu xuống đất hơn trăm mét. Nếu có dị sĩ tinh thông thiên văn địa lý ở đây, thì sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy cây thước đồng đó không chỉ khống chế không gian, mà ngay cả đại địa mạch lạc dưới lòng đất cũng bị phong tỏa, đại địa chi khí rừng lưu động. Cả trời đất đều bị phong bế. Âm trùng trưởng giáo và cửu thiên các chủ vội tới, nhìn ninh tiểu xuyên, cửu thiên thánh nữ và tiểu hồng bị đóng băng trên không trung. Cửu thiên các chủ, có phải ngươi nên giải thích cho lão phu không? Cửu Thiên Thánh Thành tại sao lại xuất hiện một tài nhân hung hãn như vậy? Khi huyết án xảy ra tại sao ngươi không ngăn cản? Thanh Mục trưởng giáo vô cùng phẫn nộ nói. Đệ nhất nhân của lớp trẻ Thanh Mục Thánh Thổ bị đánh chỉ còn nửa cái mạng. Một vị chân nhân của Thanh Mục Thánh Thổ chết thảm bên bờ tử mẫu hà. Tất cả đều xảy ra ở Cửu Thiên Thánh Thành. Thanh Mục trưởng giáo có thể không phẫn nộ sao? Cửu Thiên các chủ châm chọc nói. Tài nhân mà ngươi nói chỉ là một tiểu bối của Bắc Cương nhiều cường giả trung thổ như vậy vây đánh một tiểu bối nhưng lại bị ngược sát chỉ có thể nói tu sĩ trung thổ bất tài mà thôi thanh mục trưởng giáo mắt tối lại tiểu bối trẻ tuổi tiểu bối mà có chiến lực cường đại như vậy được sao nếu lão chân nhân không dùng đinh sơn thức chấn áp thì chỉ e cho dù lão phu ra tay cũng chưa chắc bắt được hắn cửu thiên các chủ nói hắn là linh tử của thiên đế sơn tên là ninh tiểu xuyên vốn là thiên kiều trong lớp trẻ nếu ngài không tin thì có thể đi kiểm tra Cửu Thiên Các nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, trong lòng cảm than, tiểu bối này đúng là một nhân kiệt hiếm có, đáng tiếc lại đắc tội với các đại thánh thổ trung thổ, họ không thể nào lại tha mạng cho hắn. Trong nửa ngày trưởng giáo của các thánh thổ khác cũng tới Cửu Thiên Thánh Thành. Cửu Khư trưởng giáo, Linh Khu trưởng giáo, còn cả trưởng giáo của sáu thánh thổ khác đều có tu sĩ chết dưới tay Ninh Tiểu Xuyên. Họ là những người phẫn nộ nhất, muốn Ninh Tiểu Xuyên phải đền mạng. Qua lời những đệ tử còn sống, họ đã biết toàn bộ quá trình của việc này tuy biết tu sĩ trung thổ đuối lý nhưng thế thì sao trong giới tu luyện cường quyền chính là đạo lý nhất định phải giết ninh tiểu xuyên trước khi người của thiên đế sơn tới linh khu trưởng giáo tối sầm mặt lại ánh mắt mang vài phần thâm ý không chỉ vì ninh tiểu xuyên và linh khư thánh thổ có huyết thù mà còn vì thiên phú ninh tiểu xuyên quá cao giờ hắn còn chưa đột phá chân nhân đã nghịch thiên như vậy sau này đến chân nhân cảnh thì còn ai là đối thủ của hắn thủy tổ của thiên đế sơn là thất huyền đạo nhân còn chưa chết thì đế phi đã xuất thế. Nếu để Ninh Tiểu Xuyên trưởng thành nữa thì sau này, còn thánh thổ nào có thể chống lại được thiên đế Sơn? Trung thổ lẽ nào lại bị kẻ ngoại lai thiên đế Sơn bá chiếm? Âm chủng trưởng giáo nói, đúng vậy, giờ chúng ta phải giết chết Ninh Tiểu Xuyên, cho dù sau đó thiên đế Sơn có tới cửu thiên thánh thành thì cũng muộn rồi. Các đại thánh thổ chúng ta giữ chân thiên đế Sơn lại, lại có đệ tư thế giới chi chủ ủng hộ phía sau, thiên đế Sơn cho dù có phẫn nộ thế nào thì cũng đành phải tiếp nhận sự thực này. Trưởng giáo của mười đại thánh thổ sau khi bàn bạc đã đi đến thống nhất. Thanh mục trưởng giáo đứng trên không trung phía trên Cửu Thiên Thánh Thành, tuyên bố tội ác của Ninh Tiểu Xuyên, giọng nói vang khắp cổ thành. Yêu tộc tuyên chiến với nhân tộc, Bắc Cương thay chất thành núi, nền văn minh nhân loại đang đứng trước nguy cơ bị hủy hoại. Vô số nhân kiệt trở thành tế phẩm của Bạch Cốt Tế Đài, giờ chính là lúc chúng ta phải đoàn kết chống lại yêu tộc. Nhưng lại có một chuyện khiến người ta đau lòng đã xảy ra. Thiên đế sơn linh tử, Ninh Tiểu Xuyên khát máu thành tính, sa đọa và ma đạo, tàn sát đồng bào nhân tộc, chỉ riêng chân nhân hắn đã giết 8 người. Đối với nhân tộc đây là tổn thất vô cùng lớn, với kẻ tà đồ không biết đại cục, lạm sát người vô tội, chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ. Chỉ một chữ, giết. Nữ tử của Cửu Thiên các phần lớn đều biết chân tướng của việc này, biết tại sao Ninh Tiểu Xuyên lại phản kích, vô cùng đồng tình với hoàn cảnh của Ninh Tiểu Xuyên và Cửu Thiên Thánh nữ. Sau khi nghe thanh mục trưởng giáo nói, rất nhiều người đều lộ vẻ khinh bỉ, là trưởng giáo một thánh thổ mà lại nói ra những lời vô sỉ đó, ra mặt cũng dày thật. Nói là vì nhân tộc, nhưng khi các nền văn minh ở Bắc Cương bị đại quân yêu thú tấn công, cũng không thấy thánh thổ ở trung thổ chi viện. Đường thư giao đứng trong cửu thiên thánh thành, nhìn thanh mục trưởng giáo. Quá vô sỉ. Tiểu thư đừng làm chuyện dại dột. Ninh tiểu xuyên đắc tội với thập đại thánh thổ của trung thổ. Nếu lúc này tiểu thư ra mặt giúp hắn, không chỉ không cứu được hắn mà còn khiến đường tộc rơi vào tuyệt cảnh một lão giả đứng bên cạnh đường thư giao lúc nào cũng cảnh giác đề phòng nàng làm chuyện thiếu lý trí một vị trưởng lão khác của đường tộc nói ngay cả cử thiên các chủ cũng không thể nghịch thiên vẫn phải giữ im lặng trước thập đại trưởng giáo thánh thổ đường tộc bọn ta đã không còn huy hoàng như xưa buộc phải biết nhẫn nhịn hôm nay chắc chắn ninh tiểu xuyên sẽ chết chẳng ai cứu được hắn cả đường thư giao siết chặt tay cố gắng kìm nén bản thân vì tộc nhân của đường tộc buộc phải khắc chế bản thân. Đứng trước đại thế, cho dù là trưởng giáo thánh thổ thì cũng phải cúi đầu, huống hồ là nàng. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên không trung, cười vang. Các người muốn giết ta, ta không có gì oán than. Nhưng ta chỉ có một điều kiện, không được làm hại họ. Hắn nhìn cửu thiên thánh nữ và tiểu hồng. Các trưởng giáo thánh thổ khác còn chưa nói thì cửu thiên các chủ đã bước ra một bước. Bản các chủ sẽ giúp người bảo vệ tính mạng cho họ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cửu thiên các chủ một lúc, trong bụng hiểu cửu thiên các chủ làm được như vậy đã là không dễ dàng gì. Hắn nói, cảm ơn. Trưởng giáo của thập đại thánh thổ vốn không muốn tha cho Tiểu Hồng và Bảo Châu Địa Tạng, nhưng cửu thiên các chủ đã lên tiếng thì họ cũng không tiện đắc tội cửu thiên các, bèn tạm thời gạt Tiểu Hồng và Bảo Châu Địa Tạng sang một bên. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên đang bị đóng băng trên không trung, trưởng giáo thập đại thánh thổ đang chuẩn bị mỗi người tung một đạo năng lượng, dùng cách đơn giản nhất giết Ninh Tiểu Xuyên. Lão giả tóc bạc cưỡi hưu ngũ sắc khẽ thở dài, cảm thấy đáng tiếc nói. Tuy hắn hiếu sát nhưng dù sao tư chất cũng siêu phàm, nếu đi theo con đường chính đạo chưa biết chừng có thể giúp nhân tộc đối kháng, với đại quân yêu tộc, lão chân nhân không cần phải cầu tình cho hắn. Với những loại người hại đồng loại như hắn, tuyệt đối không thể tha. Giờ không giết hắn sẽ là hậu họa sau này, trở thành ung nhọt của nhân tộc. Thanh mục trưởng giáo hùng hồn nói. Thập đại trưởng giáo thánh thổ cùng ngưng tụ thần thông công kích ninh tiểu xuyên. Không ngờ ta không chết khi đại chiến với yêu tộc, mà lại chết trong tay các tiền bối nhân tộc. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt, trong lòng có sự thật vọng chưa từng có. Xoẹt! Đột nhiên có một nhân ảnh quỷ Mỹ lướt qua không chung, rồi đáp xuống phía trước Ninh Tiểu Xuyên. Hắn ta vừa giống người vừa giống quỷ, thân thể gầy như bộ xương, miệng cười khặc khặc. Hắn há mồm nuốt hết thần thông của thập đại trưởng giáo Thánh Thổ vào bụng. Sau khi nuốt thần thông, thân thể hắn lập tức đỏ rực như thép nung, phát ra tiếng lách tách lách tách một lúc sau những đạo thần thông đó bị hắn luyện hóa, chuyển thành nguyên khí. Hề hề, trưởng giáo thánh thổ chỉ có chút tu vi này thôi sao? Tâm mà khẽ quệt môi, cười gần. Tuy người trưởng giáo chỉ tùy ý tung một trưởng, nhưng sức mạnh ở cấp bậc đó đủ khủng bố rồi, rất ít người có thể chống đỡ được. Huống hồ là nuốt thần thông vào bụng. Người trưởng giáo thánh thổ khựng người nhìn lão quỷ trên hư không, tất cả đều mang thần sắc nặng nề. Thanh mục trưởng giáo quát lớn, yêu nghiệt phương nào dám tới cửu thiên thánh thành làm loạn. Tâm ma lộ hai hàm răng vàng khè, nhìn thanh mục trưởng giáo nói. Tiểu tử, lùi sang một bên, ở đây không có chỗ cho người lên tiếng. Thanh mục trưởng giáo có thân phận thế nào mà có kẻ dám coi thường như vậy? Ngông cuồng. Thanh mục trưởng giáo vung tay, không khí ngưng tụ ra hàng vạn chiếc lá kim sắc. Mỗi chiếc lá đều phát ra kim quang, sắc bén tựa đao kiếm. Cánh tay rung lên, lá cây giống như trận mưa đao kim sắc bắn về phía lão quỷ. Từ tim của tâm ma bắn ra huyết quang trói mắt, phát ra âm thanh giống như chống ma vậy đám lá kim lập tức ngưng lại trong hư không không thể lại gần tâm ma được thanh mục trưởng giáo hừ lạnh miệng phun chân nguyên đám lá kim lập tức tụ lại với nhau thành một cái cây bắn ra trận mưa ánh sáng khi xuất hiện lần nữa tâm ma đã đứng ở trước thanh mục trưởng giáo một trưởng tung ra đánh bay thanh mục trưởng giáo xa mấy trăm dặm thanh mục trưởng giáo lấy lại thăng bằng đau đớn ôm ngực ánh mắt có vài phần ngưng trọng không phải tâm ma đã bị sử bà bà thu phục sao sao lại xuất hiện ở đây ninh tiểu xuyên nhìn thân ảnh gầy gò già nua kia trong lòng có vô số nghi vấn khặc khặc ninh tiểu xuyên chúng ta lại gặp nhau rồi sao lại là ngươi ninh tiểu xuyên hỏi không phải ta thì không phải ngươi đã bị giết rồi sao tâm ma nói cảm nhận sự cường đại của tâm ma người trưởng giáo thánh thổ lập tức đứng ở mười hướng mỗi người cầm một món chí tôn khí phong bế mười phương tiểu ma đầu này quả nhiên biết lão ma đầu cùng động thủ giết hết chúng đi cửu khư trưởng giáo nói tâm ma nhìn mười người ở mười phía cười lão phu là thị giả của sứ giả thiên đình, các ngươi nói ai là lão ma đầu? Nói láo, thiên đình sao có thể có ma đầu như ngươi? Thanh mục trưởng giáo trầm giọng nói, cửu thiên các chủ cũng không ngờ ninh tiểu xuyên lại quen biết người thiên đình. Tạo hóa của tiểu tử này không nhỏ, lại được thiên đình bảo vệ, thật đáng ngưỡng mộ. Lúc này bắt buộc phải nhắc nhở các trưởng giáo thánh thổ, kẻo họ lại chọn giận sứ giả thiên đình. Cửu thiên các chủ đích thân xác nhận thân phận của tâm ma, vị tiên sinh đây đúng là thị giả bên cạnh sứ giả thiên đình còn không mau thu chiến khí về các ngươi muốn khai chiến với thiên đình hay sao thị giả của sứ giả thiên đình nghe được điều này thập đại trưởng giáo thánh thổ lập tức thu binh khí đợi sứ giả thiên đình giá lâm ninh tiểu xuyên lại quen biết người của thiên đình lần này phiến phức rồi trưởng giáo các đại thánh thổ có dự cảm không lành ninh tiểu xuyên được sứ giả thiên đình bảo vệ muốn giết hắn gần như là không thể vị lão chân nhân cưỡi hươu ngũ sắc kia cũng lập tức thu định sơn thước về uỳnh uỳnh cây cột đồng cao vạn trượng ngay lập tức biến thành cây thước đồng quay về tay lão chân nhân đó là một món thần binh cổ xưa truyền thừa từ thời phong thần ít nhất cũng là bảo vật cấp trí tôn hoàng khí là thần vật đo đại địa định sơn hà tỏa địa mạch của người xưa sau khi định sơn thước được thu về ninh tiểu xuyên lập tức có thể cử động sử bà bà và thất công chúa của thiên đình ra khỏi cửu thiên thánh thành họ đi tới đâu các tu sĩ quỳ xuống hành đại lễ tới đấy, không dám ngẩng lên nhìn. Thanh mục thánh thổ trưởng giáo, hạng lễ bái kiến sứ giả thiên đình. Thanh mục trưởng giáo cúi người chào sử bà bà. Âm trùng thánh thổ trưởng giáo, tu sư la bái kiến sứ giả thiên đình. Âm trùng trương cũng hành lễ. Tất cả đều cảm nhận được dao động năng lượng cường đại từ sử bà bà. Đó tuyệt đối không phải sức mạnh của chân nhân, mà là vượt qua cả chân nhân. Thiên đình là chúa tể của cả đại diêm, đừng nói là trưởng giáo các thánh thổ, ngay cả năm vị thế giới chi chủ cũng phải nghe hiệu lệnh của Thiên Đình. Trưởng giáo các đại thánh thổ khác cũng lục tục hành lễ với Sử bà bà. Sử bà bà thì chẳng nhìn họ lấy một cái, tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt già nua giãn ra, giọng khàn khàn nói: "Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có đồng ý trở thành đệ tử của Thần Chữ Cung?" Các trưởng giáo thánh thổ cách đó không xa ánh mắt đều dị thường nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Khi thấy tâm ma, Ninh Tiểu Xuyên đã đoán sứ giả Thiên Đình chính là Sử bà bà, nên hắn cũng không ngạc nhiên gì. Sử bà bà thấy Ninh Tiểu Xuyên không đáp, lại nói. Thứ thần huyết y trên người ngươi là chiến bào của tử kim hoàng chủ đúng không? Đáng tiếc, nó đã nhiễm tà lực của quy khư, thứ tà lực đó ảnh hưởng tâm thần dẫn ngươi vào tà đạo. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lạnh lẽo nhìn thập đại trưởng giáo thánh thổ, lạnh nhạt nói. Trong thời loạn, chính đạo và tà đạo có gì khác biệt? Sử bà bà ho hắng hai tiếng, cười nói. Chỉ cần kiên cường giữ bản tính. Chính đạo và tà đạo vốn không có gì khác biệt chỉ sợ tâm của người bị tà lực thôn phệ mà mất phương hướng. Ninh Tiểu Xuyên trầm mặc một lúc lâu, nói, hảo ý của sử bà bà, vãn bối xin nhận tâm ta trước nay chỉ thuộc về bản thân, không một ai có thể khiến ta mất phương hướng. Nói xong Ninh Tiểu Xuyên liền kiên quyết bỏ đi, đồng thời đưa theo Tiểu Hồng và cửu thiên thánh nữ rời khỏi cửu thiên thánh thành. Thất công chúa thiên đình đứng cạnh sử bà bà vẫn luôn cho mày, rất không vui nói. Tiểu tử này quá không biết điều. Bà bà đích thân mời hắn vào thần chữ cung đó là, vinh hạnh lớn đến mức nào mà hắn lại bỏ đi không thèm quay đầu sử bà bà mỉm cười khẽ lắc đầu cứ để hắn đi đi sát niệm của hắn chưa hết sát khí đã hòa vào huyết mạch cho hắn thời gian ta tin hắn có thể ra khỏi ma cảnh nếu thật sự là tà lực của quy khư xâm nhập thân thể hắn thì với tu vi hiện nay hắn có thể thoát khỏi ma cảnh được sao thất công chúa từng nghe tới quy khư ngay cả trong điển tịch của thiên đình thì đó cũng là một vùng cấm địa viễn cổ sử bà bà nói với ý tứ sâu xa không cần lo cho hắn, sẽ có người giúp hắn. Hơn nữa hắn và ta cũng có liên quan khá mật thiết. Theo những gì ta hiểu về hắn thì hắn rất kiên định. Đêm xuống, trong một căn mật thất của cửu thiên thánh thành. Bên ngoài mật thất bố trí trận pháp. Thanh mục trưởng giáo ngồi trên thạch kỳ rộng, vuốt tròm dâu, ánh mắt lóe tinh quang sắc bén, nói. Đúng là không thể ngờ sau lưng ninh tiểu xuyên còn có người của thiên đình. Lần này thả hắn đi chắc chắn sẽ hậu họa khó lường bóng của cửu khư trưởng giáo chiếu lên tường chỉ to bằng cái bàn tay giống như đứng ở một nơi rất xa giọng nói phiêu hốt nghe nói ở bắc cương từng có một con phượng hoàng bảo hộ hắn nên một thiếu niên không có thân phận bối cảnh như hắn mới từng bước trưởng thành được ở bắc cương giờ xem ra hắn quen người của thiên đình chắc cũng có liên quan tới con phượng hoàng đó nếu không một tên tiểu tử đi ra từ man hoang sao có thể biết đại nhân vật của thiên đình bóng của âm trùng trưởng giáo cũng chiếu trên tường lạnh băng nói tiểu tử đó lại từ chối gia nhập thần chữ cung rõ ràng vẫn ôm hận chúng ta sát niệm chưa dứt đến khi tu vi của hắn có thành tựu chắc chắn sẽ tìm chúng ta báo thù thanh mục trưởng giáo gật đầu tu vi của hắn tuy không cao nhưng lại có thứ thần huyết y với tu vi của ta cũng không ngăn được hắn suýt nữa đã để hắn trốn mất may mà lão chân nhân dùng định sơn thức chấn áp được hắn hắn từ chối gia nhập thần chữ cung với chúng ta lại là chuyện tốt đúng vậy nếu hắn vào thần chữ cung thì chúng ta căn bản không thể trừ bỏ được hắn đúng phải nhân lúc hắn chưa trưởng thành phải giết hắn ngay từ trong trứng nước việc này ta sẽ phái người đi làm thứ thần huyết y cũng không phải không có cách nào áp chế lão phu sẽ cho biết sức mạnh của cá nhân mãi mãi không thể chống lại được thánh thổ thanh mục trưởng giáo nói nếu cho thế nhân biết các trưởng giáo đại thánh thổ đang bàn mưu đối phó với một tiểu bối trẻ tuổi thì chẳng ai tin được trong số họ bất cứ ai cũng có tuổi gấp hơn trăm lần ninh tiểu xuyên tu vi của ai cũng hơn ninh tiểu xuyên cả trăm lần thân phận ai cũng gấp trăm lần ninh tiểu xuyên bất cứ ai trong họ chỉ cần hạ lệnh là có thể điều động hàng triệu tu sĩ nhân tộc có thể rời núi lấp biển có thể tiêu diệt cả một quốc gia có thể tạo nên ảnh hưởng kinh thiên động địa nhưng cũng chỉ có nhân vật cấp trí tôn mới đáng để họ bày mưu nhưng một tiểu bối trẻ tuổi lại khiến họ có cảm giác nguy hiểm ăn không ngon ngủ không yên muốn trừ bỏ hậu họa trong đại hoang minh mông bốn bề đều là những ngọn đại thụ cao chọc trời một ngọn đại thụ có chu vi thân bằng 10 người ôm bị một sợi dây leo đen quấn chặt, ngay cả cành lá cũng bị quấn lấy, cả ngọn cây đã mất đi sức sống. Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới ngọn cây nhìn sợi dây leo, không nói lời nào, giống như đang trầm tư, lại giống như đang lãnh ngộ sự tàn khốc của thiên nhiên. Sau khi rời khỏi cửu thiên thánh thành hắn dẫn Tiểu Hồng và bảo châu địa tạng vào đại hoang, hắn không biết phải đi dâu, nhưng dường như chỉ có đại hoang không người là an toàn nhất. Tiểu Xuyên, tu sĩ trung thổ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu, Tại sao ngươi không đồng ý với sứ giả thiên đình vào thần chữ cung? Được sứ giả thiên đình bảo vệ chắc chắn họ sẽ không làm được gì ngươi. Bảo châu địa tạng đứng bên đống lửa, ánh lửa ấm áp hắt lên người nàng thành màu hồng quyến rũ. Ninh tiểu xuyên lạnh lùng nói, vào thần chữ cung sẽ bị ràng buộc. Chúng không giết được ta thì ta cũng không thể giết chúng. Chúng, thập đại trưởng giáo thánh thổ. Bảo châu địa tạng cảm giác ninh tiểu xuyên dường như có gì đó khác lạ. Ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, Nàng không cảm nhận được nhiệt độ từ người hắn. Ninh Tiểu Xuyên không đáp, vẫn nhìn ngọn cây. Tiểu Hồng tay cầm thiết kiếm, trên thiết kiếm cắm một cái đùi thú lớn, vừa nướng vừa chảy nước miếng nói: "Giết đi." Mấy lão già trung thổ đó kẻ nào cũng bị ổi, vô sỉ. Tốt nhất là giết sạch đi. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong vòng càn khôn một viên long nguyên thiểm điện to bằng nắm tay, ném cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng thấy viên long nguyên thì mắt mở to, lập tức buông cái đùi thú xuống lao tới bắt lấy long nguyên. Ninh Tiểu Xuyên đợi khi ta tu thành chân long tu vi chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc đến lúc đó chúng ta cùng giết tới trung thổ cho mấy lão già đó biết thế nào là lợi hại nhưng bảo châu địa tạng thì không vui như tiểu hồng ngược lại có phần lo lắng cho ninh tiểu xuyên tiểu xuyên ngươi thật sự chấn áp được tà khí trên thứ thần huyết y chứ có cần ta giúp không ninh tiểu xuyên nhìn nàng rồi khẽ gật đầu hai người ngồi dưới trăng vô cùng yên tĩnh tiểu hồng lấy được long nguyên xong dường như cũng ý thức được ninh tiểu xuyên và bảo châu địa tạng sắp phải tu luyện công pháp đặc biệt, liền chui vào trong rừng, cũng không biết trốn vào đâu tu luyện Long Nguyên rồi. Ánh trăng dịu dịu chiếu lên bảo châu địa tạng, tạo thành một tầng sáng mờ ảo trên làn da trắng của nàng. Bảo châu địa tạng cầm Phật châu, ánh mắt gợn sóng. Lịch sử của Hoan Hỷ Thiền có thể tìm hiểu từ thời đại phong thần. Khi đó từng có một vị đại đế tên là Dạ Ca thất bại trong quá trình tạo thần thể khiến tâm tính thành ma, đồ sát Phật giáo đồ, khi đó phật giáo chi chủ liền phái một vị bồ tát tới giáo hóa hắn nhưng bồ tát dùng đủ mọi cách cũng không thu phục được cuối cùng dùng bản thân quan hệ xác thịt với dạ ca trong vòng tay của bồ tát dạ ca liền hóa giải được ác niệm trong tim tràn ngập tình yêu đi theo phật giáo trở thành chủ tôn của chúng kim cương dạ ca là chủ tôn của ngũ đại minh chủ phật môn vị bồ tát kia chính là minh phi hai vị tiên sư phật môn cùng thành phật ninh tiểu xuyên nói nàng cảm thấy giờ ta chính là dạ ca tâm tình thành ma năm đó. Còn nàng là Minh Phi tới giúp ta. Bảo Châu Địa Tạng nói, đây là chân ngôn ghi chép trong điển tịch Phật Môn. Sau khi người mặc thứ thần huyết y bị tàn khí nhập thể, tâm tính thành ma, rất giống với lịch sử của Hoan Hỷ Thiền, có lẽ cũng là ý trời. Nàng lại nói, giờ ta sẽ truyền cho người Pháp quyết tu luyện Hoan Hỷ Thiền. Hoan hỷ vi thiên địa chi bản nguyên, vạn vật phồn diêm chi căn bản, Phật âm thể ký thị ban nhược, Phật dương thể ký thị phương tiện cùng tồn tại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ lắng nghe Bảo Châu Địa Tạng giảng giải, lãnh ngộ ý nghĩ thực sự của Hoan Hỷ Thiền. Thiền pháp có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận có thể chìm đắm trong tình dục đạo, vạn kiếp không thể siêu sinh. Dần dần hai người lại gần nhau, Bảo Châu Địa Tạng ngả vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, giọng nói dịu dàng truyền thụ cho Ninh Tiểu Xuyên Hoan Hỷ Kinh Văn. Dung mạo thánh khiết của nàng cùng với cơ thể yểu điệu, thật sự quyến rũ tới cực điểm, dưới sự dụ hoặc của nàng dục hòa trong cơ thể ninh tiểu xuyên càng ngày càng mạnh khi thiêu đốt tới cực hạn hắn ngang ngược kéo hai chân bảo châu địa tạng ra đặt nàng dưới thân cơ thể mềm mại dính chặt lấy hắn tạo thành trạng thái giao hợp bảo châu địa tạng nhìn gương mặt anh tuấn và khuôn ngực vững chãi của ninh tiểu xuyên trái tim đập thình thình trong lồng ngực cũng không biết trải qua bao gian nan cuối cùng cũng trao thân cho hắn rồi bảo châu địa tạng vô cùng ngượng ngùng dịu dàng nói tu luyện hoan hỷ thiền cần phải kích thích chín khiếu huyệt mẫn cảm trên phật âm thể truyền nguyên khí của phật dương thể đi qua chín khiếu huyệt vào trong phật âm thể sau đó sau đó trở về phật dương thể qua huyệt khiếu thứ 10, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp lại như vậy sẽ có thể thiên nhân hợp nhất ninh tiểu xuyên ngồi dưới đất ôm vòng eo thon của bảo châu địa tạng nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng nói chín khiếu huyệt nhạy cảm của nàng ở chỗ nào khiếu huyệt thứ 10 ở đâu bảo châu địa tạng lộ vẻ ngại ngùng Ninh Tiểu Xuyên hơi nhíu mày. Nếu nàng không nói thì sao tu luyện tiếp được? Bảo Châu Địa tạng cắn môi, dần thỏa hiệp, cho Ninh Tiểu Xuyên biết từng vị trí của chính khiếu huyệt, rồi sau đó giả vờ hừ một tiếng giận dỗi quay đầu đi, nói luôn vị trí của khiếu huyệt thứ 10 cho hắn. Nói xong nàng lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, cơ thể không ngừng run lên. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe tinh quang, đã hiểu hơn về hoan hỷ thiền. Vị trí của chính khiếu huyệt giống như chín vì sao trên người nữ tử mỗi khi kích thích một điểm là khiến nàng chìm sâu hơn vào dục hải. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt ve mỗi tác da thịt bảo châu địa tạng, kích thích chính khiếu huyệt của nàng. Đối với bảo châu địa tạng mà nói đây chính là sự sung sướng chết người, cặp mông đầy đặn của nàng dưới sự ma sát, giữa hai chân Ninh Tiểu Xuyên dần dần chìm đắm vào dục vọng. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiếp xúc với nam nhân, so với Ninh Tiểu Xuyên thì không có chút kinh nghiệm nào. Mới đầu còn có thể vừa truyền thụ quyết khiếu hoan hỷ thiền cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng dưới sự dày vò của hắn, không lâu sau chỉ phát ra những tiếng ưm a à mơ hồ. Nơi cấm địa giữa hai chân bên dưới tà Phật bào dần nổi lên những đợt sóng ao ạt. Tu hoan hỉ, tới cực lạc. Đêm nay cửu thiên thánh nữ cũng sẽ hạ phàm. Bảo Châu Địa Tạng tuy là người tu Phật nhưng toàn thân đầy sự mê hoặc, mị cốt thiên sinh, tiên thể tự nước. Khi Ninh Tiểu Xuyên và nàng tiếp xúc, nàng đồng thời cũng tới bờ dục hải. Có thể bắt đầu chưa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Bảo Châu Địa Tạng nhắm hờ mắt, khẽ gật đầu, cơ thể không ngừng run lên, nàng sớm đã không chờ nổi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vén phật bào của bảo châu địa tạng lên, vừa khẽ hôn vừa vuốt ve, chỉ chốc lát sau bảo châu địa tạng đã thần trí mơ hồ, không biết trời đất gì nữa, giống như say mỹ tử, nhiệt tình đáp lại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác trạng thái của nàng không ổn, dường như đã chìm trong tình dục, lập tức giữ nàng lại khẽ hô. Bảo Châu, ánh mắt mơ màng của Bảo Châu địa tạng lập tức tỉnh táo lại không ít, lúc này nàng mới nhận ra mình bị ninh tiểu xuyên lột sạch sẽ không còn gì trên người, nguyên khí đen trắng đang không ngừng truyền vào cơ thể. Đúng vậy, chính là nguyên khí hai màu đen trắng. Khi cởi Phật bào của Bảo Châu Địa Tạng, ninh tiểu xuyên đã kích phát trí tôn chi lực trong cơ thể dung hòa với nguyên khí, thông qua chính khiếu huyết truyền vào cơ thể Bảo Châu Địa Tạng. Hoan hỷ thiền coi trọng âm dương hợp thể, thiên nhân hợp nhất, năng lượng của hai người hợp thành một trở thành vòng tuần hoàn âm dương. Giống như hình xoáy âm dương bát quái, khi xoáy bắt đầu xoay chuyển sẽ khuấy động âm dương chi lực trong trời đất dung hòa trí tôn chi lực với nguyên khí vòng tuần hoàn trong cơ thể hai người sẽ khiến âm dương nhị khí càng dồi dào hơn loại bỏ tạp chất trong cơ thể khiến nhục thể càng thêm tinh thuần bảo châu địa tạng toàn thân xích lõa mỗi tác da thịt đều trắng mịn tựa ngọc ngồi trên bụng ninh tiểu xuyên cơ thể tỏa ra phật quang thánh khiến không có chút dâm ý ninh tiểu xuyên ngồi bên dưới giống như ôm một vị cửu thiên thánh nữ thật sự từ tốn chuyển động hai người giữ tư thế hoan hỷ thiền trong Phật miếu, trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn không ngừng chuyển động, hấp thụ âm dương chi khí trong trời đất, tu vi không ngừng tiến gần tới chân nhân cảnh. Tu luyện cả một đêm, mãi đến sáng hôm sau hai người mới tách nhau ra. Song tu cũng là công pháp tăng tiến dần dần, không thể nào tu luyện một đêm là đột phá chân nhân cảnh, chỉ có thể nâng cao tốc độ tu luyện của hai người, lĩnh ngộ chân nhân cảnh tốt hơn. Đương nhiên, sau một đêm tu luyện, tu vi của họ cũng tăng tiến vượt bậc. Đặc biệt là bảo châu địa tạng, đã từ thiên nhân đệ cửu cảnh trung kỳ lên hẳn đỉnh phong ninh tiểu xuyên vốn là thiên nhân đệ cửu cảnh đỉnh phong giờ tu vi tiến thêm một bước mơ hồ cũng cảm nhận được ngưỡng cửa chân nhân bảo châu địa tạng mặc lại phật y thắt đai lưng lại nhu tình nhìn ninh tiểu xuyên với vài phần ngượng ngùng của tiểu nữ hài tiểu xuyên từ nay về sau chúng ta là đạo lữ song tu lúc trước chúng ta đều chỉnh trong luyện công chưa thể hưởng thụ sự hoan lạc giữa nam và nữ hay là bây giờ chúng ta ninh tiểu xuyên nhìn phía rừng xa Tiểu Hồng quay về rồi. Bảo Châu Địa Tạng lập tức đứng cách Ninh Tiểu Xuyên ba bước, nhìn tiểu nữ hài đi chân đất đi ra từ trong rừng, có chút bực bội, cảm thấy Tiểu Hồng trở về thật chẳng đúng lúc tí nào. Tiểu Hồng đưa cho Bảo Châu Địa Tạng một cái bọc. Thánh nữ tỷ tỷ, chắc hôm qua hai người luyện công tiêu hao rất nhiều. Đây là linh quả ta hái được trên núi. Hai người ăn đi bổ sung nước. Nói xong Tiểu Hồng liền quay người đi. Bảo Châu Địa Tạng nhìn bóng lưng nho nhỏ của Tiểu Hồng mà giờ khóc giờ cười, nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, tiểu hồng là ấu thần long có thể tìm thấy thiên địa linh túy linh quả nó hái về chắc chắn đều là bảo vật hiếm có có thể sánh ngang thông linh kỳ dược nàng ăn một chút rất có ích cho nâng cao tu vi ninh tiểu xuyên nói bảo châu địa tặng mím môi nhưng chàng không thấy nó biết quá nhiều hay sao trí tuệ của ấu thần long vốn đã hơn con người hơn nữa khi nó trưởng thành dần thì tri thức trong huyết mạch long tộc sẽ dần thức tỉnh nó biết được nhiều thứ hơn cũng là bình thường ninh tiểu xuyên đáp Màn đêm lại buông xuống, Ninh Tiểu Xuyên dùng 9 vạn viên địa phẩm huyền thạch dựng nên một cái huyền thạch đài cao 3 mét. Huyền khí đậm đặc bao bọc quanh thạch đài. Nhìn từ xa huyền thạch đầu tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hô ứng với bầu trời sao trên cao. Một nam một nữ ngồi trên huyền thạch đài với tư thế giao hợp, quanh người là tầng huyền vụ mờ ảo, tỏa ra từng vòng Phật quang. Mất hết 8 đêm, tiêu hao 72 vạn viên địa phẩm huyền thạch, trạng thái của hai người cuối cùng cũng có thay đổi. Phật quang không ngừng tỏa ra từ cơ thể họ tụ lại thành một bông hoa sen khổng lồ, cánh hoa mở rộng về chín hướng. Đột nhiên trên trời có hắc vân cuồn cuộn tràn tới che khuất vầng trăng sao, che trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng. Giao động nguyên khí cường đại cuối cùng cũng dẫn tới chân nhân kiếp vân. Uỳnh uỳnh, lôi điện to bằng cả thùng nước, đánh xuống như mưa chút, đánh trúng đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng. Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng vẫn giữ tư thế hoan hỷ thiền, vận nguyên khí trong cơ thể tạo thành chín tầng Phật quang chặn lôi điện họ vô cùng bình tĩnh, chìm đắm trong thế giới tình dục, mặc cho lôi kiếp có mạnh thế nào thì thân thể họ vẫn không hề động đậy. Trên núi lơ lửng một vầng trăng sáng, ở giữa là một nữ tử trẻ tuổi, nhìn lôi kiếp trên không trung. Hoan hỉ thiền lại lợi hại như vậy, chân kiếp còn mạnh hơn lôi kiếp của chân nhân bình thường đến 9 lần. Đó chính là thần nữ của cửu thiên các. Nguyệt thần. Nguyệt thần không phải là danh xưng mà là tên gọi của nàng. Lấy thần làm tên, cho thấy quyết tâm thành thần của nàng. Những ngày này nàng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi tu luyện hoan hỷ thiền với cửu thiên thánh nữ, tà khí trong người Ninh Tiểu Xuyên quả thực được tạm thời bị áp chế. Xem ra bà bà lo lắng là thừa rồi. Cửu thiên thánh nữ dùng hoan hỷ thiền thu phục tà khí trong người Ninh Tiểu Xuyên. Đó là cách áp chế tà lực tốt nhất, căn bản không cần ta giúp hắn. Nguyệt thần nghĩ, xoẹt xoẹt, trong không khi chuyển tới âm thanh phi hành. Đột nhiên vô số thân ảnh đem theo một đám sát vân bay về phía lôi kiếp động tĩnh của lôi kiếp quá lớn đã thu hút sát thủ của thập đại thánh thổ tới rồi sao nguyệt thần thu nguyệt quang về thân thể không động đậy tách tách làn da lấp lánh biến thành thạch bì một lúc sau họ biến thành một bức tượng nữ thần lạnh lẽo đây chỉ là một loại thần thông hóa thạch chỉ trong nháy mắt đã biến một nữ tử xinh đẹp thành bức tượng không còn sức sống hai tu sĩ cường đại mặc khải giáp đen từ trên trời đáp xuống bên cạnh tượng đá nữ thần trên người họ có chân nguyên lưu động nhìn lôi kiếp với vẻ rất bình tĩnh khải giáp đen nặng nề như núi lớn bọc kín hết toàn thân họ bao gồm cả mắt và răng thật kỳ lạ vừa rồi rõ ràng cảm chi được có người đứng ở đây sao nháy mắt đã không thấy nữa rồi cuồng chân nhân thích phóng tâm thần kiểm tra xung quanh nhưng căn bản không tìm thấy khí thức của con người cuồng chân nhân chắc ngươi cảm chi nhầm rồi ở đây chỉ có bức tượng làm gì có người hồng liệt chân nhân cười cuồng chân nhân khẽ lắc đầu thôi giải quyết được ninh tiểu xuyên rồi nói nếu để hắn độ được lôi kiếp, tu thành chân nhân thì sẽ rất khó đối phó. Độ qua lôi kiếp thì sao? Cũng chỉ là chân nhân đệ nhất cảnh mà thôi. Chỉ cần áp chế được sức mạnh của thứ thần huyết ý là, hắn sẽ là cừu non mặc cho chúng ta làm thịt." Hồng Liệt chân nhân cười nó. Ninh Tiểu Xuyên đang độ kiếp cũng cảm nhận được có cường địch tới, lập tức điều động nguyên khí thu Phật liên lại, biến thành nụ hoa sen bọc lấy hắn và Bảo Châu địa tạng ở giữa. Uỳnh uỳnh. Bầu trời cuồn cuộn lôi vân, những tia lôi điện xuyên qua tầng mây đem theo sát cơ vô cùng đánh thẳng lên bông phật liên khổng lồ dưới mặt đất một đạo lôi điện đánh xuống cây cỏ trong bán kính vài trăm mét đều biến thành cho bụi cũng chỉ ái độ chân nhân kiếp mới gây nên cảnh tượng khủng bố thế này cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân đứng trên đỉnh núi nhìn về bông phật liên bị lôi điện bao bọc cũng không mạo hiểm tới công kích ninh tiểu xuyên lôi kiếp cũng có trí tuệ khi người ngoài xông vào khu vực lôi kiếp thì nó sẽ phát giác được tu vi của người xông vào các mạnh thì uy lực của lôi kiếp sẽ càng mạnh tiêu diệt tất cả những sinh linh trong khu vực lôi kiếp. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, lôi kiếp mạnh hơn khi ta độ chân nhân kiếp những 9 lần. Năm đó nếu ta gặp kiếp vân mạnh thế này thì chắc chắn không tu thành chân nhân. Trước khi kiếp vân biến mất, tuyệt đối không được tới gần hắn, dùng trí tôn khí công kích. Hồng liệt chân nhân nói, để ta trước. Cuồng chân nhân lấy ra một cây chiến trùy cấp thượng phẩm trí tôn khí từ trong hư không. Chiến trùy màu tử kim được đúc từ mảnh vỡ của những ngôi sao, nặng tới hơn trăm tỷ cân, hỗn thế chiến trùy. Ở cả thiên hư đại lục này, chỉ có lôi thần trùy của lôi thần yêu hoàng mới nặng hơn hỗn thế chiến trùy. Lôi thần trùy nặng tới hơn 300 tỷ cân. Vạn năm trước từng có một vị hỗn thế ma vương xuất thế, tay cầm hỗn thế chiến trùy đập vỡ một góc thiên hư đại lục, khiến một khoảng đất hàng vạn dặm chìm sâu dưới đáy biển. Hỗn thế chiến trùy là thần binh thuộc ba hàng đầu của linh khư thánh thổ. Tuy là thượng phẩm trí tôn khí, nhưng sức mạnh hủy diệt của nó còn khủng khiếp hơn một số trí tôn vương khí, chân nhân bình thường căn bản không thể nhắc nổi hỗn thế chiến trùy chỉ có cuồng chân nhân thiên sinh thần lực mới nhắc nổi linh khư trưởng giáo bảo cuồng chân nhân mang hỗn thế chiến trùy đi chính là để dùng nó hủy hoại thứ thần huyết y của ninh tiểu xuyên chỉ cần hủy được thứ thần huyết y ninh tiểu xuyên sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa cuồng chân nhân vừa vung chiến trùy lên còn chưa công kích thì cảm giác sau lưng trợt truyền tới dao động nguyên khí nhảy nhẹ chuyện gì vậy sao sau lưng lại có dao động nguyên khí tâm thần của chân nhân rất mạnh dù chỉ là một chút dao động rất nhỏ cũng không thoát được sự cảm chi của chân nhân có thể cảm chi được nhưng chưa chắc đã phản ứng được cuồng chân nhân vừa mới cảm nhận được nguyên khí rất nhẹ thì một luồng năng lượng cực lớn đã đánh trúng giữa lưng hắn dầm một tiếng kim thạch va chạm vang lên xương cốt toàn thân cuồng chân nhân phát ra tiếng răng rắc cả người rơi xuống chân núi tạo thành một cái hố khổng lồ kẻ nào dám đánh lén bản chân nhân cuồng chân nhân quát lớn bay vút lên đỉnh núi Cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân nhìn chăm chăm bức tượng nữ thần. Nguyên khí từ người họ tràn ra, phong tỏa không gian, có thể ra tay với bức tượng bất cứ lúc nào. Chính là bức tượng nữ thần đó ra tay đả thương cuồng chân nhân. Bức tượng nữ thần lên tiếng. Ta vốn tưởng một chiêu vừa rồi là giết được ngươi, không ngờ ngươi lại mặc thần huyết khải giáp. Trung thổ từng có một vị thứ thần vĩ đại, để chống lại công kích của yêu thú đã dùng huyết dịch của mình, luyện ra 8.000 bộ thần huyết khải giáp, dẫn đầu sinh linh thiên hư đại lục đánh lui yêu tộc về biển lớn. Sau khi yêu thú trở về biển thì vị thứ thần đó chết vì cạn thần huyết. Khải giáp đen trên người cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân chính là thần huyết khải giáp, dùng kim cương hắc thiết cứng nhất thiên hư đại lục luyện thành. Hơn nữa, bên trong mỗi bộ thần huyết khải giáp đều có một giọt thần huyết của thứ thần. Năm đó, 8.000 bộ thần huyết khải giáp đã bị hủy rất nhiều trong đại chiến với yêu tộc. Chỉ còn số lượng rất ít giữ lại được. Hiện nay thần huyết khải giáp không còn tới trăm bộ, tất cả đều cất ở đại lục chân nhân công hội chỉ trưởng lão của đại lục chân nhân công hội mới được dùng tới thần huyết khải giáp nếu không mặc thần huyết khải giáp ngay cả những nhân vật trưởng giáo thánh thổ cũng không dám chạm vào ninh tiểu xuyên giống như thanh mộc trưởng giáo lần đó rõ ràng là tu vi cao hơn hơn ninh tiểu xuyên nhưng lại không dám chạm vào thứ thần huyết y suýt nữa đã để ninh tiểu xuyên thoát được thập đại trưởng giáo thánh thổ lấy thần huyết khải giáp từ đại lục chân nhân công hội chính là để chống lại tà lực của thứ thần huyết y Cuồng chân nhân cười nói. Bọn ta mặc thần huyết khải giáp là để tới giết ma đầu khát máu ninh tiểu xuyên. Tiểu nha đầu, ngươi đừng quản chuyện người khác. Còn không mau hiện thân. Hồng liệt chân nhân dùng nắm đấm tựa sắt thép, nhằm tượng nữ thần đánh ra một quyền với tốc độ của chớp giật. Uỳnh Bức tượng đá nữ thần lập tức bùng phát bạch quang chói lòa, biến thành một vầng trăng sáng bay lên trời. Bên trong vầng trăng là một thân ảnh tuyệt đẹp. Trên người nàng mặc khải giáp trắng tựa bạch ngọc bao quanh bầu ngực, cặp mông đầy đặn và chiếc eo thon gọn mái tóc có nguyệt quang lưu động đó là thứ khí chất băng lãnh thần thánh giống như nữ thần nguyệt cung vậy hút ánh trăng vào cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên lẽ nào đây chính là nguyệt thần chi thể trong truyền thuyết hồng liệt chân nhân nói trong cổ tịch có ghi chép về nguyệt thần chi thể nhưng đó đều là thể chất chỉ có thần linh thiếu niên của thời đại phong thần mới tu thành được sau thời đại phong thần thì không còn nghe nói có ai tu luyện được thể chất đặc biệt này nữa lại là một tiểu nha đầu nữ thiên kiêu Ngươi chính là thần nữ của Cửu Thiên các đúng không? Cửu Thiên các các ngươi quả nhiên câu kết với tiểu ma đầu đó. Hôm nay bản chân nhân sẽ trừ bỏ cả ngươi. Cuồng chân nhân nhấc Hỗn Thế Chiến Trùy lên công kích lên trời. Vù. Nguyệt thần động thân, di chuyển sang ngang tránh được công kích của Hỗn Thế Chiến Trùy. Hỏa Liệt chân nhân nói, nàng ta đang kéo dài thời gian, mặc kệ đi, giết Ninh tiểu xuyên trước. Cuồng chân nhân cũng kịp phản ứng, không tấn công Nguyệt thần nữa. Hắn hai tay cầm chiến trùy, truyền hết sức mạnh vào cây chùy miệng hét lớn đập mạnh chùy xuống đất uỳnh 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 một luồng sức mạnh khủng bố khiến mặt đất nứt toác khói bụi cuồn cuộn nuốt chửng bông phật liên bên dưới lôi kiếp hỏa liệt chân nhân dùng pháp nhãn chắc chắn bắn ra một đạo ánh sáng nhìn xuống đại địa có lẽ ninh tiểu xuyên chết rồi ngay cả lôi vân cũng đã tan uỳnh uỳnh hai thân ảnh từ trong đám bụi bay về phía hỏa liệt chân nhân và cuồng chân nhân nguy rồi ninh tiểu xuyên vẫn chưa chết hắn đột phá chân nhân cảnh rồi hỏa liệt chân nhân kinh hô. Cho dù đột phá chân nhân cảnh thì sao? Trước hỗn thế chiến trùy vẫn sẽ tan xác, Mạch máu toàn thân cùng chân nhân nổi lên, lại nhắc hỗn thế chiến trùy tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề sợ hãi, gọi Ngọc Tỷ ra, biến thành một chiếc thần ấn khổng lồ lao thẳng vào hỗn thế chiến trùy. Uình! Ngọc Tỷ xuất hiện một vết rạn, quay lại tay Ninh Tiểu Xuyên. Cùng là thượng phẩm trí tôn khí, nhưng chỉ một đòn cũng đã khiến Ngọc Tỷ bị nứt. Cuồng chân nhân cùng tiếu, tiểu bối, ngươi thật không biết trời cao đất dày, dám đối chọi với hỗn thế chiến trùy. Thật ra, cùng chân nhân cũng rất chấn kinh, vì Ninh Tiểu Xuyên đã đỡ được một đòn của hỗn thế chiến trùy. Phải biết rằng tu vi của cùng chân nhân đã là chân nhân tầng thứ ba, cộng với thần lực thiên sinh của hắn và uy lực khủng khiếp của hỗn thế chiến trùy, cho dù là chân nhân tầng thứ tư, cũng không dám đỡ chính diện hỗn thế chiến trùy như vậy. Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới đột phá chân nhân cảnh, mà có thể đỡ được một đòn của hỗn thế chiến trùy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hỏa liệt chân nhân. Ninh Tiểu Xuyên cất ngọc tỷ đi, giọng trầm xuống. Thập đại trưởng giáo thánh thổ chỉ phái hai người tới giết ta, cũng coi thường ta quá rồi. Tiểu bối, ngươi đừng tưởng ở cửu thiên thánh thành giết được tám vị thái thượng trưởng lão đã là giỏi. Tu vi của họ chỉ là chân nhân tầng thứ nhất. Nếu là chân nhân tầng thứ hai thì ngươi chưa chắc đã là đối thủ. Hỏa liệt chân nhân lại nói. Ngươi chẳng qua có một chiếc thứ thần huyết y, bọn ta đã có cách áp chế nó, không có sức mạnh của thứ thần huyết y thì ngươi chẳng là cái gì hết. Cuồng chân nhân và hỏa liệt chân nhân đều có tu vi chân nhân tầng thứ ba, cũng có vị trí cao cao tại thượng trong số các thái thượng trưởng lão thánh thổ. Một tu sĩ mới đột phá chân nhân cảnh, trong mắt họ chẳng là gì. Chỉ cần áp chế được sức mạnh của thứ thần huyết y, thì Ninh Tiểu Xuyên chỉ là con hổ không có nanh. Ninh Tiểu Xuyên đỡ được một chiêu của hỗn thế chiến trùy đúng là biến thái. Cũng không biết cùng chân nhân và hỏa liệt chân nhân có phải đối thủ của hắn không một đạo nhân áo đỏ đứng phía xa lo lắng nói một đạo nhân áo xanh khác nói nhiệm vụ của chúng ta là bố trí cấm thần không gian đại trận trận pháp được bố trí xong thì trong không gian này sẽ không có bất cứ dao động thần lực nào ninh tiểu xuyên cho dù mặc thứ thần huyết y thì cũng không thể mượn sức mạnh của thần linh nữa không có sự trợ giúp của thứ thần huyết y chỉ một tu sĩ chân nhân tầng thứ nhất mà muốn chống lại hai chân nhân tầng thứ ba dù hắn có chiến lực nghịch thiên như thiên đế cũng phải chết Hai đạo nhân này đều là chân nhân đến từ Châu Thiên Thánh thổ, là trận pháp đại sư hàng đầu trung thổ. Chôn vô số huyền thạch xuống lòng đất, liên kết đại địa mạch lạc lại, bố trí một tuyệt thế đại trận với bán kính hàng nghìn dặm. Trong trận pháp, tất cả thần lực đều bị rút sạch, trở thành không gian vô thần. Với sự lan truyền của tu sĩ các thánh thổ, tội ác của Ninh Tiểu Xuyên đã lan khắp trung thổ. Ngay cả những tu sĩ chưa từng gặp Ninh Tiểu Xuyên cũng nghe tới tên hắn, đúng là hóa thân của ma đầu, là kẻ địch chung của nhân tộc không chỉ tu sĩ trung thổ muốn trừ bỏ hắn mà ngay cả rất nhiều thiên kiêu nhân tộc tâm cao khí ngạo cũng muốn giết ninh tiểu xuyên ma đầu khát máu như ninh tiểu xuyên ai giết hắn sẽ danh mãn thiên hạ trở thành anh hùng người người sùng kính ninh tiểu xuyên nhìn cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân nếu các ngươi đã tới tìm cái chết thì ta sẽ cho các ngươi mãn nguyện một đám ma vân đỏ rực ngưng tụ trên đỉnh đầu ninh tiểu xuyên tỏa ra hàn khí lạnh lẽo cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân cùng lúc thu lại nụ cười Tuy bên ngoài có vẻ không coi Ninh Tiểu Xuyên ra gì, nhưng thật ra không hề coi thường, mà coi hắn như một kẻ địch lớn. Bản chân nhân muốn xem xem thứ thần huyết y của ngươi rốt cuộc mạnh tới mức nào. Hồng Liệt chân nhân cười khẩy, "Với các ngươi thì việc gì phải dùng tới thứ thần huyết y?" Ninh Tiểu Xuyên nói. Hai chân nhân đều mặc thần huyết chiến y, ngay cả tà lực của thứ thần huyết y cũng không tổn thương được tới họ. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên không mặc thứ thần huyết y, 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm bay ra từ trong cơ thể biến thành 19 thanh cự kiếm dài hơn 10 mét cắm xuống mặt đất tạo thành kiếm trận. Ninh Tiểu Xuyên, Cuồng Chân Nhân, Hồng Liệt Chân Nhân đều đứng trong kiếm trận. Khi Ninh Tiểu Xuyên độ chân nhân kiếp, 10 thanh cụ tượng thần thông kiếm đã dung hòa với huyết nhục của hắn cũng độ kiếp cùng. 19 thanh chiến kiếm đều đạt tới cấp hạ phẩm trí tôn khí, thậm chí sắp là trung phẩm trí tôn khí rồi. Khi xung kích chân nhân cảnh, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng cùng luyện, hóa 72 vạn viên địa phẩm huyền thạch, mỗi viên địa phẩm huyền thạch đều chứa một lượng cực lớn huyền khí. Trong đó một phần rất lớn được 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm hấp thụ. Vì thế phẩm cấp của 19 thanh thần thông kiếm này mới tăng mạnh như vậy, lên tới gần trung phẩm trí tôn khí. Chu thần kiếm trận. Cuồng chân nhân vẫn rất chấn tĩnh, giờ hỗn thế chiến trùy lên đập mạnh xuống mặt đất. Uỳnh uỳnh. Một luồng sức mạnh cường đại lan rộng, về bốn phương tám hướng đánh bật cụ tượng thần thông kiếm bay lên khỏi mặt đất. Chỉ một kiếm trận mà muốn chấn áp bản chân nhân. Người quá ngây thơ đấy không dùng thứ thần huyết y thì chiêu tiếp theo sẽ là lúc ngươi phải chết cuồng chân nhân giơ chiến trùy lên cười điên cuồng cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân đều là trận pháp đại sư ở bên ngoài đã bố trí cấm thần không gian đại trận nên họ căn bản không sợ thứ thần huyết y ninh tiểu xuyên nhìn hỗn thế chiến trùy trong tay cuồng chân nhân gương mặt rất bình tĩnh gọi ra nửa thanh tinh la kích nắm chặt trong tay ao ao chân nguyên truyền vào tinh la kích thanh cổ kích vốn hoen dỉ lập tức tỏa sáng chói lòa ngay cả khí linh đã ngủ vùi rất lâu cũng thức tỉnh, phát ra khí thế vương giả. Ánh sáng trong tinh la kích nối thành một thế với ánh sao trên trời. Sau khi đạt tới chân nhân cảnh, Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ra song nguyên thần, nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên. Nói về độ cường đại thì thiên vũ nguyên khí thua xa chân nguyên. Dưới sự nâng đỡ của chân nguyên hùng hậu, Ninh Tiểu Xuyên phát huy được một phần 10 năng lượng của món binh khí tàn khuyết này. Tuy chỉ là năng lượng của một phần 10 của nửa món trí tôn vương khí, nhưng uy lực đã khủng bố tuyệt đỉnh đẩy lui được cả cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân ngay cả hỗn thế chiến trùy uy lực cường hãn cũng chỉ ngang ngửa được với tinh la kích chân nguyên của hắn quá dồi dào chỉ cảnh giới chân nhân tầng thứ nhất nhưng phát huy được sức mạnh bản nguyên của trí tôn vương khí tu vi của hắn thật sự chỉ là chân nhân tầng thứ nhất sao cuồng chân nhân càng đánh càng kinh hãi mỗi chùy hắn tung ra đều như đánh lên bức tường sắt khiến tay tê dại trước kia hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống này chỉ cần hắn nhắc hỗn thế chiến chùy lên là sẽ có chiến lực vô địch, trước nay chưa từng gặp tình huống bất lợi, trăm trận trăm thắng, căn bản không một ai đỡ được một chùy của hắn. Thanh kích gãy của hắn uy lực quá khủng bố. Nếu không gãy thì chắc chắn là một món chí tôn vương khí cường đại." Hồng Liệt chân nhân nói. "Nếu không phải tận mắt chứng kiến Ninh Tiểu Xuyên độ qua lôi kiếp, thì hai người họ tuyệt đối không tin tu vi của Ninh Tiểu Xuyên chỉ là chân nhân tầng thứ nhất. Tu sĩ chân nhân tầng thứ nhất sao có thể mạnh đến vậy?" nhưng họ không biết ninh tiểu xuyên khác với những tu sĩ khác tu sĩ khác đều chỉ là một nguyên thần còn ninh tiểu xuyên thì có hai đại nguyên thần diệt thế nguyên thần và thiên địa nguyên thần cùng cảnh giới thì diệt thế nguyên thần và thiên địa nguyên thần đều có thể cất chữ được nhiều chân nguyên hơn có thể nói tuy ninh tiểu xuyên chỉ là chân nhân tầng thứ nhất nhưng số lượng chân nguyên trong cơ thể hắn lại có thể sánh với tu sĩ chân nhân tầng thứ hai hơn nữa diệt thế chân nguyên và thiên địa chân nguyên tinh thuần hơn cường đại hơn chân nguyên của tu sĩ chân nhân tầng thứ hai. Uỳnh, tinh la kích vốn hoen dỉ dưới sự tác động của chân nguyên, lớp dỉ dần bong ra, giống như chút bỏ lớp vỏ cũ, mặc lên bộ vỏ mới, lộ ra bản thể màu xanh ngọc bích. Trong nháy mắt, cả không gian biến thành màu xanh, có vô số vì sao lấp lánh trên không trung. Ninh Tiểu Xuyên triển khai thần long tật tốc, nhanh như chớp, cầm thanh trường kích đâm về phía cuồng chân nhân. Cuồng chân nhân vùng hỗn thế chiến chùy đập lên tinh la kích. Uỳnh ầm, cánh tay cùng chân nhân rung lên, phát ra tiếng răng rắc của xương, không nhấc nổi hỗn thế chiến chùy lên nữa. Tay, tay ta. Dầm một tiếng, hỗn thế chiến chùy rơi xuống đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Một chiêu vừa rồi đã khiến cùng chân nhân gãy tay. Hồng liệt chân nhân nhìn ninh tiểu xuyên tay cầm thanh kích, cảm giác lạnh toát sống lưng. Cuồng chân nhân nuốt một viên nhân cấp đan để phục hồi thương thế, nói. Tiểu ma đầu ngươi đã đánh thức sức mạnh bản nguyên của trí tôn vương khí, chỉ khi dùng trí tôn phù mới chấn áp được hắn tiểu ma đầu ngươi đi chết đi hồng liệt chân nhân lập tức gọi ra một tấm ngọc thành phù rồi đánh về phía ninh tiểu xuyên ngọc thạch phù lập tức phát sáng trói lóa biến thành một cái đại thù bạch sắc giống như một tầng thần vân từ trên trời ập xuống nó giống như một cái thần thủ không phải thứ sức người có thể chống đỡ được một luồng sức mạnh khiến người ta khó thở ập xuống nhìn cái bàn tay khổng lồ trên trời ngay cả hai đạo nhân áo xanh và áo đỏ cũng cảm thấy áp lực cực lớn Cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân dùng tới trí tôn ngọc phù, lẽ nào họ không phải đối thủ của tiểu ma đầu? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị đạo nhân đại kinh, lập tức lùi ra xa, sợ bị năng lượng trí tôn ngọc phù đả thương. Quỳnh quỳnh, cự thủ rơi xuống, trên mặt đất tạo thành một cái thủ ấn khổng lồ vài nghìn mét. Thủ ấn là trung tâm, những ngọn núi lớn xung quanh đều sụp đổ. Cả không gian đều tràn ngập năng lượng hỗn loạn nhưng cũng vì một đòn này mà cấm thần không gian đại trận của hai vị đạo nhân bị hủy hoại không thể cấm cố được sức mạnh thần linh được nữa chỉ cần trí tôn ngọc phù tung ra ninh tiểu xuyên chắc chắn sẽ tan thành cho bụi cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân căn bản không bận tâm cấm thần không gian có tác dụng gì hay không đừng nhìn nữa năng lượng của trí tôn ngọc phù ngay cả chúng ta cũng không ngăn được huống hồ là ninh tiểu xuyên hồng liệt chân nhân rất tin tưởng vào sức mạnh của trí tôn ngọc phù tin chắc ninh tiểu xuyên đã chết cuồng chân nhân nhìn thủ ấn khổng lồ, thấy ở giữa thủ ấn lơ lửng một cái bình phỉ thúy màu xanh, trong lòng có dự cảm không lành. Đó là diệt diễm phỉ thúy bình. Lẽ nào? Diệt diễm phỉ thúy bình lắc một cái, một thân ảnh bay ra từ miệng bình, tay cầm cây kích, một kích đâm thẳng vào ngực hồng liệt chân nhân. Ngay cả thần huyết khải giáp cũng bị món trí tôn vương khí này đâm xuyên qua. Phụt! Hồng liệt chân nhân phun một ngụ máu, chấn kinh nhìn ninh tiểu xuyên. Ngươi! Ngươi thật chưa chết! Ninh Tiểu Xuyên ánh mắt lạnh băng, nhìn Hồng Liệt chân nhân ngực không ngừng tuôn máu, nói. Vậy phải cảm ơn thần tử của thanh mộc thánh thổ của các ngươi. Nếu không phải nhờ nó có lẽ ta đã chết dưới năng lượng của trí tôn ngọc phù rồi. Bình ngọc này chính là diêm diệt mà Ninh Tiểu Xuyên đoạt được từ thanh mộc thần tử, là một món trí tôn vương khí. Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên trốn trong diêm diệt, dùng năng lượng của nó mới chặn được công kích của trí tôn ngọc phù. Phụt phụt. Năng lượng của tinh la kích đánh vỡ tan huyết mạch trong người hồng liệt chân nhân ngay cả nguyên thần của hắn cũng vỡ tan tành sau khi giết hồng liệt chân nhân rút tinh la kích ra ninh tiểu xuyên lại nhìn sang cuồng chân nhân cuồng chân nhân thấy ánh mắt của ninh tiểu xuyên thì run lên tiểu ma đầu ngươi ngươi đã rơi vào ma đạo thật rồi tinh la kích vung lên đánh trúng đầu cuồng chân nhân thần huyết khải giáp không bị vỡ nhưng một luồng năng lượng cường đại từ khải giáp chuyển lên người cuồng chân nhân giống như cả con sóng lớn đập vào đầu cuồng chân nhân đầu cuồng chân nhân toác ra máu tươi đầy mặt trong đầu chỉ còn một màn đêm, trước mắt dần trở nên mơ hồ. Ninh Tiểu Xuyên kích phát sức mạnh của thần ma trí tôn thể, gầm lên một tiếng, nhắc hàn thác hơn tỷ cân lên đập xuống đầu cuồng chân nhân. Thân thể cuồng chân nhân bên trong khải giáp gãy thành hai nữa, ngay cả nguyên thần cũng tan biến, hắn đã chết thực sự. Tiểu ma đầu giết cả cuồng chân nhân và hồng liệt chân nhân. Hai đạo nhân ở phía xa thấy Ninh Tiểu Xuyên giết liền hai chân nhân, thì vô cùng sợ hãi, lập tức khởi động không gian trận pháp trốn đi. Ninh Tiểu Xuyên đã biết có người thầm bố trí trận pháp, nhìn về hướng hai đạo nhân kia chạy trốn, lẩm nhẩm: "Coi như các ngươi chạy nhanh." Ninh Tiểu Xuyên đặt Hỗn Thế Chiến Trùy xuống đất, dùng Diệt Thế Ma Hỏa luyện hóa hai bộ Thần Huyết Chiến Giáp. Thần Huyết Chiến Y có sức phòng ngự quả thực kinh người. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không dùng sức mạnh bản nguyên của tinh La Kích, thì căn bản không thể phá được Thần Huyết Chiến Y. Sau khi bị Diệt Thế Ma Hỏa luyện hóa, năng lượng nguyên thần bên trong khải giáp của cùng Chân Nhân và Hồng Liệt Chân nhân đã bị luyện hóa hoàn toàn. Hai bộ thần huyết chiến y lập tức biến thành hai quả cầu đen to, bằng cái đầu người lơ lửng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. "Mở ra cho ta." Ninh Tiểu Xuyên dùng nguyên thần khống chế hai quả cầu. "Ao ao." Chúng lập tức mở ra biến thành hai bộ khải giáp đen. Một bộ thần huyết khải giáp vốn bị tinh la kích đâm xuyên một lỗ, lúc này đã được chữa lành hoàn chỉnh. Đây chính là điểm lợi hại của thần huyết khải giáp, chỉ cần thần huyết khải giáp không bị hỏng hoàn toàn thì có thể tự chữa lành không chỉ có khả năng phòng ngự mà còn có thể tăng gấp đôi sức mạnh cho tu sĩ. Rất tốt. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cất hai bộ khải giáp đi. Vù. Một vầng trăng sáng vàng vặc từ trên trời đáp xuống biến thành một nữ tử trẻ tuổi. Ánh mắt nguyệt thần mang thần sắc phức tạp, nhìn nam tử vừa quen thuộc, vừa xa lạ trước mặt. Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn gọi tên hắn. Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, dường như đến lúc này hắn mới nhận ra nàng, trong đại hoang hung thú hoành hành, độc trứng dày đặc, đâu đâu cũng là cấm địa. Nhưng với Ninh Tiểu Xuyên bây giờ thì nguy hiểm ở đại hoang chẳng là gì cả. Chỉ cần hắn không xông vào cấm khu thượng cổ, thì căn bản chẳng có yêu thú nào động được tới hắn. Một dòng hoang hà từ trong hoàng cô sơn mặc đổ về hướng nam, về trung thổ xa tít tắp. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh dòng hoang hà, nhìn mặt nước mù mịt hơi nước. Trong đại hoang mênh mông này, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Như vậy, những năm qua người vẫn ở cửu thiên các tu luyện ư, sao ngươi lại hồi sinh được nguyệt thần nói sau khi rời khỏi ngọc lam đế quốc bà bà liền đưa ta và tâm ma tới phong thần động phủ chính ở trong đó bà bà tìm được bí quyết thượng cổ tu thành thần y luyện chế được đan dược hồi sinh dùng đan dược xong ta đã hồi sinh hoàn toàn không còn là người chết sống nữa thì ra bà bà cũng biết vị trí của phong thần động phủ chẳng trách mà bà ấy xuất hiện ở ngọc lam đế quốc ninh tiểu xuyên lẩm bẩm một lúc lâu sau ánh mắt ninh tiểu xuyên hồi phục thần thái nói tại sao ngươi lại lấy tên là nguyệt thần không lẽ muốn quên hết chuyện trước kia phía trên dòng sông là một vầng minh nguyệt ánh trăng như vô số tầng ngân xa tỏa xuống khiến hơi nước trên mặt sông mang sắc thái như mộng ảo nguyệt thần nhìn vầng mình nguyệt nói ngươi nhìn vầng trăng kia cách chúng ta không biết bao nhiêu tỷ dặm mãi mãi lơ lửng trên không trung trong phong thần động phủ ta gặp thần hồn của một vị thần linh viễn cổ bà ấy nói bà từng là chủ thần của nguyệt cung sống trên vầng trăng đó nhưng khi có trận chiến phong thần bà ta đã chết trong vạn thần đại trần chỉ có một tia thần hồn còn lại thần hồn đó của bà ta trốn trong phong thần động phủ nên mới không bị tiêu diệt bà ấy đã truyền thừa cho ta chút thần hồn cuối cùng nhưng bà ấy có một yêu cầu ta bắt buộc phải đổi tên thành nguyệt thần sau này xây dựng lại nguyệt cung thay bà ấy ninh tiểu xuyên nói phong thần động phủ nguy hiểm và cơ ngộ tồn tại song song ngươi có được thần hồn của chủ thần nguyệt cung đó chính là cơ duyên nếu là người khác thì có lẽ đã chết trong phong thần động phủ rồi Nguyệt thần lắc đầu. Ta có được đại cơ ngộ như vậy đều là nhớ ngươi. Nếu không phải ngươi truyền cho ta tu luyện thần pháp tam thi chảm đạo, với thiên phú nghìn năm khó gặp của ta, thần hồn của Nguyệt cung chủ thần chắc chắn sẽ không chọn ta. Tam thi chảm đạo từng là thần pháp mà tổ sư đời thứ nhất của diệt thế đạo từng tu luyện. Diệt thế sư tổ tu luyện ngược tam thi chảm đạo, thành đạo chảm tam thi nghịch thiên trùng sinh. Khi cơ hàn tinh bị sử bà bà đưa đi, Ninh Tiểu Xuyên cũng không nghĩ sử bà bà lại luyện chế được hồi sinh dược vì thế mới chuyển pháp quyết tu luyện tam thi chảm đạo cho nàng. Khi đó Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ ôm một chút hy vọng chứ không nghĩ nàng ta lại thành công. Dù sao thiên phú của cơ hàn tinh cũng không phải nổi trội lắm, căn bản không thể so với diệt thế sư tổ. Ninh Tiểu Xuyên nói, sao lại liên quan tới tam thi chảm đạo? Nguyệt thần nói, vì Nguyệt cung chủ thần tu luyện tam thi chảm đạo, bà đã chặt bỏ thiện niệm và ác niệm, loại bỏ thất tình lục dục, cuối cùng có được đại đạo. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Thì ra là vậy. Thế ngươi làm thế nào tu thành Nguyệt Thần chi thể? Nguyệt cung chủ thần tăng đẳng cấp thiên phú cho sao? Nguyệt thần khẽ lắc đầu. Sau khi đạt tới địa tôn cảnh, đẳng cấp thiên phú không thể thay đổi nữa mà chỉ thể chất bản thân mới thay đổi được. Nguyệt cung chủ thần truyền cho ta phương pháp tu luyện có thể giúp ta hấp thụ được tinh hoa của ánh trăng, ngưng luyện nhục thân. Ta cũng đã rất nỗ lực mới tu luyện được Nguyệt Thần chi thể trước khi tới thiên nhân cảnh. Đẳng cấp thiên phú chỉ có thể được nâng cấp khi tu vi dưới địa tôn cảnh tu luyện thể chất buộc phải hoàn thành trước khi đạt tới thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên cũng là, tu luyện được thần ma trí tôn thể khi ở địa tôn cảnh tầng thứ 5. Nếu đến lúc đó mà hắn chưa tu thành thần ma trí tôn thể, thì cả đời hắn cũng không thể. Đương nhiên không phải chỉ thiên tài vạn năm khó gặp mới có thể tu luyện được thể chất. Một số thiên tài 8.000, 9.000 năm khó gặp cũng có thể tu luyện được dị trùng thể chất. Chỉ là độ khó sẽ lớn hơn một chút. Nguyệt thần chỉ có thiên phú nghìn năm khó gặp, nhưng lại nghịch thiên tu luyện được nguyệt thần chi thể, trong đó đương nhiên có sự trợ giúp của thần hồn nguyệt cung chủ thần bản thân nàng cũng khẳng định đã có nỗ lực hơn người thường nếu không thì chắc chắn không thể thành công nguyệt thần nói đẳng cấp thiên phú càng cao thì càng dễ tu luyện thành cường giả cử thế vô song nhưng từ xưa tới nay cường giả cử thế vô song lại không phải người có thiên phú cực cao nghe nói trên đàn phật tổ của phật giáo thiên phú tu luyện còn kém người thường chứ đừng nói tới đẳng cấp thiên phú nhưng ngài với đại nghị lực đại công đức tu luyện thành phật ngưng tụ được phật tổ kim thân cuối cùng trở thành một trong những thánh giả cường đại nhất thời đại phong thần ninh tiểu xuyên gật đầu cho dù là thiên phú vạn năm khó gặp thì cũng có người không tu luyện tới chân nhân cảnh với ý chí của ngươi sau này có lẽ có thể trở thành thần linh vĩ đại như nguyệt cung chủ thần ngừng một chút ninh tiểu xuyên lại nói bà bà bảo ngươi tới tìm ta lẽ nào là muốn ta tới thần chữ cung nguyệt thần nhìn ninh tiểu xuyên nói gia nhập thần chữ cung ngươi mới tu luyện nhanh hơn được chắc ngươi cũng hiểu cho dù thiên phú cao thế nào nhưng nếu không có đại thế lực đằng sau cung cấp công pháp tu luyện huyền thạch thì tốc độ tu luyện của ngươi cũng không bằng được với những người có thiên tư kém ngươi nếu gia nhập thần chữ cung không chỉ được trí tôn chỉ điểm mà còn được đọc các loại võ kinh thần cấp thần thuật dùng nhân cấp đan hàng đầu có thể vào động thiên tu luyện tốc độ tu luyện trong động thiên gấp trăm lần bên ngoài với thiên phú của ngươi cộng với việc thần chữ cung toàn lực bồi dưỡng không quá 10 năm ngươi sẽ tu thành trí tôn, xưng bá cả thiên hư đại lục. Trong vòng 100 năm có hy vọng đúc được thần thể, trở thành thứ thần. Đến lúc đó, thiên hạ rộng lớn thế này, nhưng có nơi nào không đi được. Nhưng nếu ngươi không vào thần chữ cung tu luyện, với thiên tư của ngươi, muốn tu thành trí tôn có lẽ phải mất trăm năm. Cho dù là thiên đế tài năng đáng kinh ngạc năm xưa, nếu không vào thiên đình tu luyện, được thiên đình bồi dưỡng hết sức, thì cũng không thể nào tu thành thứ thần chỉ trong 300 năm ngươi quả nhiên là thuyết khách mà bà bà phái tới ninh tiểu xuyên không có chút cảm xúc nào bình tĩnh nhìn nguyệt thần nói sau khi gia nhập thần chữ cung ta có thể giết thập đại trưởng giáo thánh thổ không nguyệt thần trầm mặc một lúc nói đại địch hiện nay của nhân tộc là thiên mộng yêu hoàng là đại quân yêu thú bắc cương ninh tiểu xuyên nói nhân tộc còn chỗ cho ta sao chỉ cần ngươi gia nhập thần chữ cung bà bà đương nhiên sẽ giúp ngươi giải thích với người đời ánh mắt nguyệt thần mang vài phần hy vọng nàng rất mong ninh tiểu xuyên vào thần chữ cung không muốn thấy hắn chìm đắm trong tà lực tối nay ninh tiểu xuyên đã giết liền hai chân nhân nguyệt thần cảm thấy ma tính trong ninh tiểu xuyên đang mạnh dần lên ngươi về nói với bà bà tâm của ta mãi mãi thuộc về ta khi giết được hết những kẻ nên giết có lẽ ta sẽ tới thần chữ cung ninh tiểu xuyên nói bảo châu địa tạng chầm chậm bước lại gần nguyệt thần sư tỷ ta sẽ ở bên cạnh giúp hắn áp chế tà lực tỷ không cần phải lo lắng Nguyệt thần nhìn bảo châu địa tạng một cái, rồi lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn là Ninh Tiểu Xuyên mà ta biết không? Nếu có một ngày ngươi thật sự lạc hướng trong ma đạo thì ta sẽ đích thân giết ngươi. Nếu thật sự có ngày đó thì ta sẽ cảm ơn ngươi. Ninh Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng, nhìn lên vầng minh Nguyệt. Nguyệt thần nhìn Ninh Tiểu Xuyên hồi lâu rồi mới đi về phía đại hoang. Đợi đã. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên quay lại. Nguyệt thần mừng thầm, dừng bước nói. Ngươi cuối cùng cũng thay đổi chú ý, ninh tiểu xuyên tới trước bảo châu địa tạng đưa tay vuốt má nàng nói nàng theo nàng ta tới thần chữ cung đừng theo ta nữa bảo châu địa tạng nói giờ chúng ta là đạo lữ người nghĩ ta sẽ đi sao sẽ hắn vừa dứt lời thì bảo châu địa tạng nhắm mắt ngất trong lòng ninh tiểu xuyên ninh tiểu xuyên giao bảo châu địa tạng cho nguyệt thần sư muội của ngươi không nên theo ta đưa nàng ấy về thần chữ cung giúp ta chăm sóc nàng nguyệt thần ôm bảo châu địa tạng nhìn theo ninh tiểu xuyên Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Một việc rất nguy hiểm. Sau này ngươi sẽ biết. Không phải ngươi đã nói muốn có tốc độ tu luyện nhanh nhất, thì phải được đại thế lực ủng hộ sao? Trong thiên hư đại lục, ngoài thần chữ cung gia còn có một nơi nữa không hề thua kém. Ninh Tiểu Xuyên không hề quay lại. Khi câu cuối cùng dứt thì Ninh Tiểu Xuyên cũng biết mất. Ba ngày sau, một cột huyết trụ bắn lên từ trong rừng, mang theo luồng sát khí tỏa ra kiếm ý khủng bố. Vút vút. Trong không khí, bốn bề đều là kiếm khí. Ninh Tiểu Xuyên cầm ma kiếm đỏ rực, cảm nhận sức mạnh cường đại trong ma kiếm. Sau khi được chân nhân kiếp tôi luyện, lại hấp thụ huyết dịch của cùng chân nhân và hồng liệt chân nhân, ma kiếm cuối cùng cũng đạt tới trung phẩm trí tôn khí. Muốn nâng lên thượng phẩm trí tôn khí còn khó hơn, gấp 10 lần nâng lên trung phẩm trí tôn khí, cần nhiều huyết khí hơn nữa. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, thân hình biến mất. Ngay sau đó hắn đứng trên đỉnh Hoàng Cô Sơn Mạch đầy hàn phong, nhìn về hướng yêu tộc Thánh Quốc. Ánh mắt đầy kiên định, tay cầm ma kiếm chém về phía đại hoang. Quỳnh Huỳnh đại địa nứt toác. Trong đại hoang xuất hiện một đường kiếm rộng vài chục mét, tạo thành rãnh kiếm khí mở rộng hàng trăm dặm. Đây chính là sức mạnh một kiếm của hắn hiện nay. Ninh Tiểu Xuyên ở trong đại hoang đợi Tiểu Hồng xung kích cảnh giới chân long. Sau khi dùng nguyên long, Tiểu Hồng liền ngồi xuống dưới một ngọn cây, toàn thân được bọc trong lôi diện. Cứ một khoảng thời gian ngắn trôi qua là sức mạnh trên người Tiểu Hồng lại lớn hơn một chút. Với tốc độ luyện hóa nguyên long này thì trong hôm nay là có thể đột phá, hóa thành chân long. Ninh Tiểu Xuyên ngồi khoanh chân lặng lẽ đợi. Trong lúc đợi Tiểu Hồng, Ninh Tiểu Xuyên lấy tinh la kích ra quan sát thật kỹ. Khi giao đấu với Hỏa Liệt chân nhân và cùng chân nhân, vết hoen gì trên bề mặt kích đều được chút bỏ, lộ ra bản thể tỏa lưu quang màu xanh. Đây mới là bản thể của Vương khí. Nếu không phải dựa vào năng lượng bản nguyên của tinh la kích, thì với tu vi chân nhân tầng thứ nhất, Ninh Tiểu Xuyên không thể chiến thắng được hai chân nhân tầng thứ ba đó tinh la kích tuy bị gãy nhưng dường như khí linh của nó không tiêu vong nếu kết nối được với khí linh chưa biết chừng tìm được một nửa còn lại phục hồi hoàn chỉnh món trí tôn vương khí này ninh tiểu xuyên dùng tâm thân ngưng tụ thành hình người chui vào trong tinh la kích không gian bên trong tinh la kích giống như một vùng biển đầy sao vô cùng vô tận không nhìn thấy điểm tận cùng khi giao chiến với cùng chân nhân và hỏa liệt chân nhân khí linh của tinh la kích đã thức tỉnh tạm thời ninh tiểu xuyên tin chắc khí linh của tinh la kích ở không gian bên trong đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai ninh tiểu xuyên chủ nhân chủ nhân ninh tiểu xuyên ngẩng lên trời nhìn thấy một ngôi sao lơ lửng ở đó giọng nói chính là phát ra từ đó ninh tiểu xuyên khẽ động thân đáp xuống ngôi sao ngươi chính là khí linh của tinh la kích ngươi ở đâu ta ở ngay dưới chân chủ nhân khí linh tinh la kích lại nói sau khi tinh la kích bị chặt gãy ta cũng bị trọng thương đành dung nhập linh hồn vào khí châu mới sống được đến bây giờ Ninh Tiểu Xuyên nói. Xem ra người bị thương rất nặng. Ta phải làm thế nào giúp ngươi phục hồi hồn lực. Chỉ khi tìm một nửa thanh tinh la kích còn lại, nối liền hai nửa lại ta mới thực sự thức tỉnh. Khí linh tinh la kích nói. Ninh Tiểu Xuyên lại hỏi. Nửa thanh tinh la kích còn lại ở đâu? Giờ ta rất yếu, không cảm ứng được sự tồn tại của nó. Chỉ khi nó rất gần thì ta mới cảm ứng được. Khi cảm ứng được khí thức của nửa còn lại ta sẽ nói với chủ nhân ngay. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói chuyện thêm với khí linh tinh la kích hắn biết thêm được rất nhiều điều ví dụ như tinh la kích được một vị trí tôn nhân tộc đưa ra từ quy khư sau đó bị giáo chủ song tử thánh giáo ở trung thổ dùng một món viễn cổ hoàng khí chặt đứt khí linh không cho ninh tiểu xuyên biết tại sao tinh la kích lại xuất hiện ở quy khư dường như đến nó cũng không rõ nó chỉ nhớ rằng tinh la kích là món thứ phẩm do một thứ thần tạo ra vị thứ thần đó vốn định tạo ra một món thứ thần khí nhưng trong quá trình chế tạo đã có sai sót cuối cùng chỉ tạo ra một món trí tôn vương khí Tinh La Kích tuy chỉ là một thần khí chế tạo thất bại nhưng nguyên liệu sử dụng cũng là nguyên liệu tạo nên thứ thần khí. Vì thế nó vẫn cường đại hơn phần lớn các món trí tôn vương khí khác. Với tu vi hiện nay, ta cùng lắm chỉ phát huy được một phần 10 sức mạnh bản nguyên của Tinh La Kích, nhưng vẫn đủ để kích sát cường giả chân nhân tầng thứ ba. Nếu hợp nhất hai nửa Tinh La Kích thành trí tôn vương khí hoàn chỉnh, cho dù chỉ phát huy được một phần 10 sức mạnh thì có lẽ cũng đủ chống lại trưởng giáo thánh thổ. Đương nhiên với tiền đề là người đó không có trí tôn vương khí một tòa thánh thổ chỉ có một món trí tôn vương khí, là đã có thể uy hiếp các thế lực khác, đảm bảo cho thánh thổ mình không suy bại. Loại thần binh cấp bậc đó, sức mạnh phát huy ra đương nhiên không tầm thường. Một vị trí tôn vạn cổ cảnh nắm trong tay một món trí tôn vương khí, uy lực phát huy ra đủ để chấn động cả sao trên trời. Nó không phải thứ mà Ninh Tiểu Xuyên có thể tưởng tượng được. Ninh Tiểu Xuyên còn có một món trí tôn vương khí khác, là diệt diễm phỉ thúy bình đoạt được từ thanh mộc thần tử. Thanh mộc thần tử cũng rất may mắn, không chỉ có được thanh thiên mộc trong truyền thuyết mà còn được một món trí tôn vương khí. Nhưng vận khí của hắn lại không bằng được Ninh Tiểu Xuyên, cuối cùng lại bị Ninh Tiểu Xuyên đoạt mất. Trước đó, Ninh Tiểu Xuyên từng luyện hóa diệt diễm phỉ thúy bình nhưng không nghiên cứu kỹ, chỉ biết diệt diễm phỉ thúy bình rất kiên cố, có thể phóng to thu nhỏ. Có thể gọi là trí tôn vương khí thì chắc chắn có lai lịch. Bề mặt diệt diễm phỉ thúy bình phủ rất nhiều cổ văn, ở giữa có khắc sáu cái ấn ký. Ninh Tiểu Xuyên truyền chân nguyên vào trong bình, diệt diễm phỉ thúy bình quả thực giống như cái động không đáy không ngừng thôn vệ chân nguyên của ninh tiểu xuyên ào đột nhiên diệt diễm phỉ thúy bình rung lên văn tự bên trên bình phát ra tia lửa ấn ký đầu tiên dần sáng lên rồi một luồng sức mạnh cường hãn bạo phát từ trong diệt diễm phỉ thúy bình chiếc bình vốn chỉ to bằng bàn tay bỗng bay lên biến thành chiếc bình cao hơn 10 mét bắn ra tia lửa chói lòa ninh tiểu xuyên biết đó không phải sức mạnh bản nguyên của diệt diễm phỉ thúy bình thế là hắn tiếp tục truyền chân nguyên vào diệt diễm phỉ thúy bình tiêu hao khoảng một phần mười lượng chân nguyên thì ấn ký thứ hai trên diệt diễm phỉ thúy bình sáng lên uỳnh diệt diễm phỉ thúy bình biến cao đến hơn trăm mét xoay tròn trên không trung giống như một ngọn hỏa diễm sơn vậy vẫn chưa kích phát được năng lượng bản nguyên trong diệt diễm phỉ thúy bình ninh tiểu xuyên tiếp tục truyền chân nguyên vào bình nhưng nó bắt đầu không có phản ứng nữa ấn ký thứ ba mãi không phát sáng chân nguyên trong cơ thể ninh tiểu xuyên càng ngày càng ít tiêu hao ngày một nhiều năng lượng toàn thân gần như bị rút cạn. Cuối cùng khi Ninh Tiểu Xuyên gần như sắp không chịu nổi nữa thì ấn ký thứ ba trên diệt diễm phỉ thúy bình phát sáng. Uỳnh uỳnh, diệt diễm phỉ thúy bình lại biến to lên gấp vài trăm lần, cao đến hơn nghìn mét. Thật sự giống như một chiếc thần bình viễn cổ, che khuất cả bầu trời, tỏa ra nhiệt độ còn nóng bỏng hơn cả mặt trời. Dưới sự thiêu đốt của diệt diễm phỉ thúy bình, cả đại hoang bốc cháy ngùn ngụt. Ninh Tiểu Xuyên điều khiển diệt diễm phỉ thúy bình đánh xuống mặt đất. Uỳnh uỳnh, đại địa dung chuyển, cả khu rừng nháy mắt đã biến thành hỏa vực, tất cả cây cối, sinh linh đều biến thành cho bụi. Ninh Tiểu Xuyên thu diệt diễm phỉ thúy bình về, nó lại biến thành chiếc bình to cỡ bàn tay. Chân nguyên trong người hắn gần như đã cạn. Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa, liền một lúc trăm viên địa phẩm huyền thạch mới hồi phục được một nửa chân nguyên. Xem ra, với tu vi hiện nay ta căn bản không phát huy được năng lượng bản nguyên của diệt diễm phỉ thúy bình. Muốn phát huy được bắt buộc phải khiến cả sáu ấn ký phát sáng mới được kích hoạt được 6 ấn ký thì số lượng chân nguyên phải nhiều gấp 10 lần. Hiện nay ta kích hoạt 3 ấn ký đã là cực hạn rồi. Có lẽ cũng chỉ có nhân vật cấp trưởng giáo thánh thổ mới phát huy được năng lượng bản nguyên của trí tôn vương khí. Cũng may tinh la kích chỉ là tàn binh, nếu không ta cũng không thể phát huy được năng lượng bản nguyên của nó. Tuy không phát huy được năng lượng bản nguyên diệt diễm phỉ thúy bình, nhưng với ninh tiểu xuyên hiện nay, kích hoạt được 3 ấn ký, uy lực phát huy được cũng rất khả quan rồi. Sức mạnh của diệt diễm phỉ thúy bình mà ninh tiểu xuyên hiện nay phát huy được chỉ là năng lượng bình thường còn năng lượng bản nguyên của nó rất nghịch thiên ví dụ một vị trưởng giáo thánh thổ nếu kích phát được năng lượng bản nguyên của trí tôn vương khí thì thậm chí có thể chiến đấu với trí tôn tay không quang minh trưởng giáo hồi đó chính là phát huy được năng lượng bản nguyên của trí tôn vương khí nên mới đại chiến được với lôi thần yêu hoàng nếu lôi thần yêu hoàng không có trí tôn vương khí thì chưa chắc đã giết được quang minh trưởng giáo thậm chí quang minh trưởng giáo còn có cơ hội chạy thoát nhưng lôi thần yêu hoàng lại có lôi thần trùy cấp trí tôn vương khí. Cuối cùng quang minh trưởng giáo vẫn chết trong tay lôi thần yêu hoàng. Ninh Tiểu Xuyên cất diệt diễm phỉ thúy mình đi, lấy hỗn thế chiến trùy ra. Lại là một món chiến lợi phẩm không tồi. Một tỷ 300 triệu cân, cũng không biết luyện chế từ nguyên liệu gì. Nếu không kích phát thần ma trí tôn thể thì với tu vi hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nhấc nổi hỗn thế chiến trùy. Tuy chỉ là một món trí tôn khí nhưng sức hủy diệt của nó, không hề thua kém chí tôn vương khí hắn không ngừng truyền chân nguyên vào hỗn thế chiến trùy. Khi Ninh Tiểu Xuyên truyền chân nguyên vào hỗn thế chiến trùy, trọng lượng của nó không ngừng tăng lên, đã lên tới 1 tỷ 350 triệu cân. Đó chỉ là trọng lượng của riêng hỗn thế chiến trùy. Mà trong hỗn thế chiến trùy còn có cả một số trận pháp cao thâm nữa. Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nhấc chiến trùy lên nữa, nó nằm yên dưới đất không động đậy. Ta hiểu rồi. Cuồng chân nhân, sở dĩ có thể nhấc được hỗn thế chiến trùy là vì hắn không truyền chân nguyên vào, mà chỉ dùng chân nguyên điều khiển cánh tay, dùng sức mạnh nhục thân nhất chùy lên. Cũng chỉ hắn có thần lực thiên sinh thì mới có sức mạnh nhục thân lớn đến vậy. Nếu thật sự dùng chân nguyên để phát huy năng lượng bản nguyên của hỗn thế chiến chùy, trọng lượng hỗn thế chiến chùy không thể chỉ có hơn một tỷ cân, thậm chí có thể lên tới 10 tỷ cân. Khi phát huy được năng lượng bản nguyên của hỗn thế chiến chùy, một chùy đánh ra chưa biết chừng có thể khiến đại lục vạn dạm chìm dưới đáy biển. Ninh Tiểu xuyên thu chân nguyên về, kích phát thần ma trí tôn thể thân thể biến thành hai màu trắng đen, sức mạnh nhục thân tăng lên vài lần. Lên! Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng nhắc được hỗn thế chiến trùy lên. Hắn dùng sức mạnh nhục thân nhắc hỗn thế chiến trùy lên. Dùng sức mạnh nhục thân nhắc hỗn thế chiến trùy lên, cho dù không dùng chút chân nguyên nào thì sức phá hoại phát ra cũng vô cùng khủng bố. Đặt hỗn thế chiến trùy xuống rồi cất đi. Đều là chiến binh cường đại, nếu ma kiếm cũng thăng cấp lên thượng phẩm trí tôn khí thì tốt biết bao. Đối với Ninh Tiểu Xuyên, ma kiếm chính là bản mệnh chiến khí của hắn, có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Muốn thăng cấp ma kiếm lên thượng phẩm trí tôn khí thì cần một lượng huyết khí cực lớn, hoặc tìm được binh tủy, dùng nó để tăng cấp cho ma kiếm. Chỉ khi về quy khư mới tìm được binh tủy, nhưng quy khư lại quá nguy hiểm, ngay cả từ kim hoàng chủ vào đó cũng máu nhuộm đỏ cả thần y. Nếu không phải vạn đắc dĩ, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không vào quy khư lần nữa. Vẫn là cách đầu tiên là khả thi. Huyết khí. Trong đại hoang đâu đâu cũng thấy yêu thú, đó chính là nơi tốt nhất để ma kiếm lấy máu đi đi lấy đủ máu rồi trở về ninh tiểu xuyên nhìn ma kiếm biến thành một đạo huyết quang bay vào đại hoang ninh tiểu xuyên tách ra một đạo tâm thần ngưng tụ thành ý niệm thể điều khiển ma kiếm vào đại hoang giết yêu thú lấy máu còn bản tôn của hắn vẫn ở cạnh tiểu hồng không cho phép bất cứ sinh linh nào làm phiền tiểu hồng đột phá chân long cảnh sau khi đạt tới chân nhân cảnh thất đại tâm thần của ninh tiểu xuyên đã có thể suy nghĩ độc lập khi tới thất khiếu thần ma tâm tiểu thành thì hoàn toàn có thể tham ngộ đại đạo bằng bảy đạo phân thần. Trong đó, một đạo tâm thần ngưng tụ ý niệm thể vào đại hoang giết yêu thú, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, hút huyết khí, tăng cường phẩm chất ma kiếm. Đạo tâm thần thứ hai cũng ngưng tụ thành ý niệm thể biến thành hình người, mở địa kinh tham ngộ đại đạo trong đó. Đạo tâm thần thứ ba biến thành hình người tham ngộ tử hà kinh, tham ngộ đạo của tử kim hoàng chủ. Đạo tâm thần thứ tư tu luyện diệt thế kinh khắc trên diệt thế thần bi, tu luyện diệt thế đạo, đạo tâm thần thứ năm toàn lực tu luyện tiếp thần đạo đạo tâm thần thứ sáu ngồi dưới trấn yêu tháp quan sát ấn ký hình kiếm trên tháp tham ngộ hỗn nguyên nhất khí kiếm kiếm quyết mạnh nhất của tử kim hoàng chủ đạo tâm thần thứ bảy ở lại trong bản thể luyện hóa thanh thiên mộc dung nhập thanh mộc thiên y trợ giúp nó trưởng thành nhìn từ xa sẽ thấy sáu ninh tiểu xuyên hoàn toàn giống nhau ngồi dưới đất mỗi một ninh tiểu xuyên đều là chân thân đều đang chuyên tâm tu luyện đây chính là bảy đạo phân thần của thất khiếu thần tâm cung nếu ninh tiểu xuyên muốn thì hoàn toàn có thể dùng huyết khí tạo ra sáu nhục thân cho mình giống như thiên mộng yêu hoàng đã làm mỗi nhục thân đều có sức mạnh ngang nhau đều có thể tu luyện có thể tư duy độc lập những tri thức phân thân có được đều sẽ chia sẻ với bản tôn nếu hợp thể thì tu vi của bảy người cũng hợp thành một chỉ ai có thất khiếu thần ma tâm cung mới có thể phân ra bảy đạo tâm thần thời gian bất chi bất giác trôi đi đột nhiên một đám kiếp vân từ xa bay tới bầu trời tối đen lại bao trùm cả đại hoang tiểu hồng sắp độ chân long kiếp rồi Ninh Tiểu Xuyên lập tức thu hết phân thân về, lùi ra khỏi khu vực của Kiếp Vân. Tiếng long ngâm từ dưới lôi kiếp vang vọng khắp đất trời. Một con hỏa long đỏ rực khổng lồ từ dưới mặt đất bay thẳng lên tầng lôi vân. Xẹt xẹt xẹt. Đám lôi vân không ngừng xoay chuyển, cuồn cuộn, biến thành một cái lôi chỉ bọc lấy con hỏa long. Hàng nghìn vạn đạo lôi điện đánh lên người hỏa long. Không hổ là ấu thần long, nhục thân cường đại, có thể độ kiếp bằng phương thức này. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tiểu Hồng trong đám lôi vân, không thấy lo lắng cho nó nữa, với phương thức độ kiếp này, lôi kiếp căn bản không thể tổn thương được tới tiểu hồng. Long tộc bản thân đã là chủng tộc của lôi điện, phong vũ. Lôi kiếp đối với chúng chỉ như cơm bữa, rất ít khi nghe nói long tộc lại bị xét đánh chết. Đột nhiên cuồng phong nổi lên, lại một đám lôi vân đỏ rực nữa tràn tới, còn cường hãn hơn đám vừa rồi gấp mấy lần. Uỳnh uỳnh, vô số đạo lôi trụ đỏ rực xuyên qua đám lôi vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mỗi đạo lôi trụ đều có đường kính hơn một mét, to đến kinh người, giống như những dòng lôi hà đổ về phía hỏa long. Xì xì, hỏa long bị lôi trụ đánh trúng, thân thể đen lại, hơn 10 tấm vải rụng xuống. Đây mới là chân long kiếp thật sự. Lúc này thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể giúp, Tiểu Hồng phải dựa vào chính mình thôi. Uỳnh uỳnh uỳnh, lôi điện đánh xuống như mưa chút khiến hỏa long rơi xuống đất. Vô số lôi quang đánh xuống đất khiến cả ngọn núi thành bình địa, những tảng cự thạch cũng thành cho bụi. Một canh giờ qua đi, kiếp vân mới dần tan trên mặt đất đâu đâu cũng thấy lửa cháy rất nhiều nơi thậm chí còn trào lên cả dung nham những ngọn khói đen xì bốc lên bao phủ cả bầu trời khiến ngày thành đêm ninh tiểu xuyên lập tức xông vào trong biển lửa lấy ra một viên tam chuyển hoàn dương đan cho vào miệng tiểu hồng hỏa long vốn đang hấp hối dưới tác dụng của dược lực tam chuyển hoàn dương đan dần dần hồi phục sức lực bắt đầu ngưng tụ kiếp lực trong không gian củng cố nguyên thần mới tu luyện được vù một lúc lâu sau con hỏa long khổng lồ biến thành một thiếu nữ tuyệt mỹ khoảng 13-14 tuổi ngồi trên đất. Mái tóc đỏ rực xóa xuống chạm tới đất, bầu ngực nhô cao, vùng bụng phẳng lì, eo thon dáng gọn. Từ tiểu nữ hài 7-8 tuổi giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp. Tuy gương mặt còn non nớt, nhưng phát dục còn đẹp hơn nữ từ 17-18, thật khiến người ta không dám nhìn thẳng vào ngọc thể của nàng. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ nhìn một cái rồi quay người đi, chắp tay sau lưng nhắm mắt lại. Cũng không biết đợi bao lâu sau, cuối cùng Tiểu Hồng cũng củng cố xong nguyên thần, cặp mắt mỹ lệ chậm chậm mở ra, hàng mi chớp chớp nhìn thân thể mình, tay vuốt vuốt mái tóc, rồi lại bóp bóp bộ ngự, vẻ mặt rất mơ hồ. Cảm giác thân thể hình như khác trước rồi. Nơi nên căng, rất căng. Nơi nên nhỏ cũng vô cùng là nhỏ. Ninh tiểu xuyên, hình như ta lớn rồi. Tiểu hồng điều động long khí biến thành bộ váy đỏ che đi thân thể. Mặc xong y phục thì lại càng thêm quyến rũ, giống như long nữ công chúa vậy. Ừm. Ninh tiểu xuyên gật đầu, trên đầu Tiểu Hồng mọc hai cái sừng rồng trong suốt, chỉ ngắn một tấc, bề mặt đôi sừng có hỏa quang bao bọc, giống như được chạm khắc từ tinh thạch vậy. Cuối cùng cũng lớn rồi. Ninh Tiểu Xuyên ngươi thấy ta đẹp hay là thánh nữ tỷ tỷ đẹp hơn? Tiểu Hồng chớp chớp mắt, xoay người vài vòng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, mái tóc đỏ rực dài tựa thác, tà váy bay lên lộ ra đôi chân thon dài. Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói: "Ngươi, ngươi vẫn chỉ là một tiểu nữ hài." "Tiểu? Ta nhỏ chỗ nào hả?" Tiểu Hồng không đồng ý với cách nói của Ninh Tiểu Xuyên, hơi ưỡn ngực lên, bộ ngực vốn đã nhô nay càng rõ hơn. Nếu luận vẻ đẹp, Tiểu Hồng đúng là hàng đầu, sắc đẹp còn tinh tế hơn cả đường thư giao và bảo châu địa tạng, còn có linh khí hơn, giống như một vị long nữ vậy. Nhưng trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Hồng vẫn chỉ là một tiểu hài tử nhí nhảnh, hắn căn bản không nhìn Tiểu Hồng như một nữ tử. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát rồi. Hai chân Ninh Tiểu Xuyên phát ánh sáng bảy màu, triển khai thất thải tật tốc bay về phía đại hoang ở phía bắc thái độ của ninh tiểu xuyên khiến tiểu hồng rất không hài lòng nàng trợn đôi mắt phượng lộ hàm răng trắng đi đâu chứ đi tìm tiểu linh nhi ninh tiểu xuyên đáp mắt tiểu hồng sáng trưng lập tức biến thành một cái bóng mỹ lệ đuổi theo ninh tiểu xuyên rất nhanh tiểu hồng đã đuổi kịp xác nhận lại đi tìm tiểu linh nhi thật hà ninh tiểu xuyên tăng tốc đúng vậy nhưng nàng ấy ở yêu tộc tiểu hồng nói ninh tiểu xuyên nói thế thì sao ta chính là đến yêu tộc tiểu hồng cười mê người theo sát sau ninh tiểu xuyên trong lòng rất vui vẻ cuối cùng cũng được gặp tiểu linh nhi rồi trảm thiên hoang lĩnh yêu hoàng đại nhân đã hạ lệnh hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại ở bắc cương tại sao trong cương thổ ngươi quản hạt vẫn còn một nền văn minh ngũ phẩm thanh tước vương có phải ngươi nên giải thích không tế vũ vương đứng giữa yêu điện thần sắc không được tốt nhìn thanh tước vương thanh tước vương uể oải nằm trên vương tạo phía trên yêu điện lộ ra một chân trắng bóc, giọng nói mềm uột. "Tế Vũ Vương, Bản Vương làm gì cũng biết chừng mực, không cần ngươi phải quản. Địa Ngô yêu hoàng các ngươi không phải đang xử lý các thế lực của Thạch Cơ yêu hậu sao? Sao lại quản tới địa bàn của ta rồi? Lẽ nào các ngươi đối phó xong Thạch Cơ yêu hậu chuẩn bị tới đối phó Phạm yêu hoàng?" Tế Vũ Vương nói. Thanh Tước Vương nói đùa rồi, Bản Vương đối với Phạm yêu hoàng chỉ có lòng kính sợ. Cho Bản Vương thêm lá gan nữa cũng không dám đắc tội yêu hoàng đại nhân nhưng thanh tước vương địa bàn của ngươi còn một nền văn minh nhân loại mà ngươi lại không quản e là phạm yêu hoàng cũng không biết chuyện này đúng không nếu bản vương bẩm báo cho phạm yêu hoàng thậm chí lên cả thiên mộng yêu hoàng thì ngươi có gánh được trách nhiệm không thanh tước vương nheo mắt sinh linh trong thiên hạ là một nhà hà tất phải đuổi cùng giết tận thanh tước vương vốn đã đồng ý với ninh tiểu xuyên sẽ giúp hắn bảo vệ ngọc lam đế quốc ngọc lam đế quốc chỉ có thể coi là vùng đất nhỏ lại khá khuất nẻo chỉ cần có thanh tước vương bảo vệ thì yêu tộc sẽ không phát hiện ra. Nhưng việc gì cũng không thể tuyệt đối. Tế Vũ Vương bên dưới Địa Ngô Yêu Hoàng, tuy sát đảng phản nghịch của Thạch Cơ Yêu Hậu, lại đuổi tới tận Trảm Thiên Hoang Lĩnh, phát hiện ra một nền văn minh nhân loại ngũ phẩm. Thế là Tế Vũ Vương đích thân tới Yêu Điện, của Thanh Tước Vương yêu cầu Thanh Tước Vương lập tức hạ lệnh công phá Ngọc Lam Đế Quốc. Nếu không Tế Vũ Vương sẽ bẩm báo lên Phạm Yêu Hoàng, để Phạm Yêu Hoàng xử lý Thanh Tước Vương. Tế Vũ Vương là thuộc hạ của Địa Ngô Yêu Hoàng lãnh địa hắn quản lý cách trảm thiên hoang lĩnh rất xa xôi vì thế hắn không hiểu lắm về thanh tước vương hắn căn bản không biết đằng sau thanh tước vương còn có một vị khiến cả yêu hoàng cũng phải e rè là liêu tễ vũ vương thấy thanh tước vương cố tình giả vờ ngu ngốc thì phẫn nộ những gì nên nói bản vương đều đã nói nếu người còn cố tình chấp mê bất ngộ bao che nhân tộc thì cứ đợi mà thu xác mình đi tễ vũ vương hất tay bỏ đi đợi đã thanh tước vương đứng dậy khỏi vương tọa để lộ ra dáng người thon gọn trên người còn có mùi hương thoang thoảng tiến lại phía tễ vũ vương tễ vũ vương lộ nụ cười đắc ý biết là thanh tước vương sẽ thỏa hiệp tễ vũ vương quay lại cười tễ vũ vương đã thay đổi chú ý thì hãy lập tức hạ lệnh phái đại quân yêu tộc đi thảo phạt văn minh con người đồng thời hỗ trợ bản vương bắt dư nghiệt của thánh chủ trốn trong đó nhưng rồi tễ vũ vương dần cảm thấy không khí có gì đó không ổn thanh tước vương dường như không phải muốn thỏa hiệp mà là muốn giết người diệt khẩu trên người nàng ta tỏa ra hàn khí lạnh tận xương sống ngưng tụ thành một dòng hàn lưu trào về phía tễ vũ vương tễ vũ vương không nghĩ nhiều lập tức triển khai thân pháp bay ra khỏi yêu điện yêu điện này là địa bàn của thanh tước vương chắc chắn có bố trí trận pháp nếu bị nhốt trong yêu điện thì sẽ rơi vào thế bị động còn muốn chạy gương mặt vốn vui vẻ của thanh tước vương lập tức trở nên lạnh lẽo Uỳnh! cánh cổng lớn của yêu điện bỗng đóng chặt mặt đất yêu điện lập tức bắn lên vô số chùm sáng ngưng tụ thành một đại trận nhốt tễ vũ vương ở bên trong thanh tước vương cũng có phần hốt hoảng thanh tước vương ngươi ngươi thật to gan ta là thuộc hạ của địa ngô yêu hoàng ngươi mà giết ta địa ngô yêu hoàng sẽ lập tức cảm nhận được ta chết ở đâu đến lúc đó ngươi gặp chuyện lớn rồi đấy thật đáng sợ quá thanh tước vương khẽ vỗ vỗ ngực làm bộ như bị tễ vũ vương dọa sợ lắm tễ vũ vương ánh mắt tối lại lập tức biến thành bản thể tễ vũ vương biến thành một con chim lớn màu trắng với bản vuốt sắc bén muốn phá vỡ trận pháp thoát ra ngoài thanh tước vương dứt một sợi tóc sợi tóc lập tức biến thành chiếc lông vũ cháy rực lửa xanh. Phụt, một đạo thanh quang lướt qua. Yêu nguyên trong cơ thể Tế Vũ Vương đã bị chiếc lông xanh xuyên qua. Con chim khổng lồ kêu lên một tiếng thảm thiết, nằm thẳng đơ dưới đất. Người đâu? Dọn xác. Thanh Tước Vương thản nhiên hô một tiếng rồi chuẩn bị quay lại vương tọa. Chiếc vương tọa kia làm từ ngọc hương huyền linh mộc, phủ một tấm thảm nhung mềm mại, giống như chiếc giường lớn êm ái, nàng rất thích nằm ngủ trên đó nhưng thanh tước vương vừa quay người thì lại thấy có kẻ đang nằm trên đó rồi nàng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ hắn vào yêu điện từ khi nào có kẻ vào được yêu điện mà nàng không hề hay biết lại còn nằm trên vương tọa của nàng các hạ thật to gan dám ngồi trên vương tọa của bản vương lẽ nào không biết đó là tội chết thanh tước vương từng bước tiến về phía vương tọa muốn nhìn rõ gương mặt của đối phương ninh tiểu xuyên nằm trên vương tọa hai chân gác lên tay ghế bên trái lưng quay về phía thanh tước vương nhìn con loan điều chạm trên tường nói nếu ngươi giết được ta thì hãy định ta tội chết nhé thanh tước vương cười đột nhiên thân thể khẽ động biến thánh một đạo thanh quang bay tới vương tọa xoẹt không biết từ lúc nào trong tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm phát ra tiếng kiếm chói tay đâm về phía nam tử nằm trên vương tọa tay ninh tiểu xuyên rung lên trong tay đã xuất hiện ma kiếm ma kiếm vung lên kéo theo một đường hồng quang bọc lấy bảy đạo kiếm quang khiến thanh tước vương bay ngược ra sau leng keng thanh cổ kiếm trong tay thanh tước vương lập tức gãy thành tám đoạn rơi xuống đất sau khi tới chân nhân cảnh đây là lần đầu tiên thanh tước vương gặp khó khăn không ngờ lại bị đối phương một kiếm đánh lui nộ hỏa trong thanh tước vương dần biến mất ngược lại có vài phần tiếu ý tiểu tử giỏi lắm không hổ là truyền nhân của diệt thế đạo mấy năm không gặp đã đạt tới cảnh giới này rồi khi ninh tiểu xuyên lấy ra ma kiếm thì thanh tước vương đã biết hắn là ai rồi ninh tiểu xuyên ngồi thẳng lên thu ma kiếm về nói tốc độ tu luyện của ngươi cũng không chậm đã tới chân nhân cảnh rồi hừ, cảnh giới của ta chỉ bị sức mạnh của thế giới này áp chế mà thôi. Nếu không có sự áp chế đó, bản đại vương dùng một ngón tay cũng giết chết được ngươi. Tránh ra cho ta. Thanh tước vương vẻ mặt coi thường tiến lại vương tọa đẩy ninh tiểu xuyên ra, thoải mái nằm lên trên, lại biến thành người đẹp ngủ trên giường. Ninh tiểu xuyên vẫn không hiểu cái tu vi bị sức mạnh của thế giới này áp chế, nghĩa là sao? Lẽ nào thanh tước vương không phải sinh linh của thiên hư đại lục, mà đến từ một thế giới khác? sinh linh từ thế giới khác đến thế giới này thì tu vi sẽ bị áp chế thân thể mềm mại của thanh tước vương uể oải nằm trên vương tạo hai tay đỡ mắt mở mắt tò mò hỏi ninh tiểu xuyên trên người ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khí tức của ngươi thay đổi rất nhiều ta không nhận ra được ngươi nữa ninh tiểu xuyên trầm mặc một lúc nói ngươi đã giết tễ vũ vương địa ngô yêu hoàng chắc chắn sẽ tới đây sớm thôi ngươi đã có đối sách gì chưa đối sách gì thanh tước vương nghĩ một lúc rồi như nghĩ ra được diệu kế, cười. Ta sẽ nói là người giết tễ vũ vương, thế được không? Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt. Được, đây đúng là cách không tồi. Lấy ta dụ hắn, cũng tránh cho thiên lam đế quốc bị phát hiện. Đùa thôi, ngươi nghĩ thật à? Thanh tước vương cười. Yên tâm đi. Cho dù địa ngô yêu hoàng tới thì tự nhiên cũng có liêu thúc đối phó rồi. Lần này ngươi tới trảm thiên hoang lĩnh không phải chỉ để thăm ta chứ. Còn có tiểu linh nhi. Ninh tiểu xuyên nói. Ngoài ra, Thanh Tước Vương hỏi tiếp. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta muốn gặp thiên mộng yêu hoàng. Ngươi muốn gặp thiên mộng yêu hoàng. Bộ dạng uể oài buồn ngủ của Thanh Tước Vương nghe Ninh Tiểu Xuyên nói vậy, đôi mắt nhắm hờ lập tức trợn tròn. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên đầy kiên định. Đúng vậy, ta muốn gặp thiên mộng yêu hoàng. Thanh Tước Vương nói. Ngươi cũng biết thiên mộng yêu hoàng hận con người đến tận xương tủy. Chỉ hận không thể giết sạch con người. Ngươi còn dám đi gặp nàng. Ta có tính toán của ta, ngươi dẫn đường cho ta là được rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Khi Ninh Tiểu Xuyên và Thanh Tước Vương đang nói chuyện, két, cánh cửa lớn của yêu điện bị đẩy ra, hai thân ảnh một đỏ một tím bay vào. Đó là hai mỹ nữ đầy linh khí, chỉ 13-14 tuổi, dáng người yểu điệu, làn da trắng bóc, bay tới hai bên vương tọa. Thiếu nữ có đôi mắt tím đem theo một làn hương nhẹ lao thẳng vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, giọng nói ngọt lịm. Cha, Tiểu Linh Nhi nhớ cha quá. Tiểu Linh Nhi cũng như Tiểu Hồng, đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi, không còn là tiểu nữ hài chân đất nữa nếu ở đây có người ngoài thì chắc chắn sẽ giật mình kinh ngạc khi thấy thiếu nữ xinh đẹp kia lao vào lòng một nam tử trẻ tuổi mà gọi hắn là cha cảnh tượng nhìn thế nào cũng khiến người ta nghĩ theo hướng khác tiểu hồng đứng bên cạnh nghe hai cái răng nhỏ nói tiểu linh nhi ninh tiểu xuyên căn bản không phải cha muội đừng bị hắn lừa nữa ninh tiểu xuyên thấy tiểu linh nhi đã lớn cũng định nói sự thật cho nàng tiểu linh nhi ta không phải cha ruột ngươi Năm đó ngươi nở ra từ trứng, người đầu tiên ngươi thấy là ta nên mới gọi ta là cha. Giờ ngươi cũng đã lớn, tu luyện đã có thành tựu, nên đi tìm phụ mẫu ruột thôi." Tiểu Hồng liền nói. "Đúng, đúng, cho dù muốn nhận hắn là cha thì cũng là cha nuôi. Tiểu Linh Nhi, ta cùng muội đi tìm phụ mẫu." Tiểu Linh Nhi đã lớn rồi, trí lực đương nhiên cũng tăng trưởng, không còn ngây thơ không biết gì như trước nữa. Nàng cũng dần dần chấp nhận sự thật này. "Vậy sau này con gọi là cha nuôi được không?" Tiểu Linh Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng biết Tiểu Linh Nhi vẫn luôn coi hắn là cha, giờ muốn con bé thay đổi cách xưng hô ngay thì không thể. Nếu vậy thì cứ gọi là cha nuôi đi. Ninh Tiểu Xuyên quyết định thu nhận người con gái nuôi này. Tiểu Linh Nhi nở ra từ quả trứng Ninh Tiểu Xuyên nhặt được, cùng sinh ra với Tiểu Hồng, là thiên địa linh chủng. Trên người nàng có rất nhiều bí mật. Ninh Tiểu Xuyên đã đọc rất nhiều điển tịch cổ, muốn tìm xem Tiểu Linh Nhi là sinh linh gì nhưng trong các điển tịch đó căn bản không có ghi chép tương tự, cuối cùng hắn đành phải từ bỏ. Tuy thanh tước vương tuổi cũng không nhiều, nhưng lai lịch rất thần bí, biết rất nhiều bí mật mà Ninh Tiểu Xuyên không biết. Chưa biết chừng nàng ta biết lai lịch của Tiểu Linh Nhi. Thế là Ninh Tiểu Xuyên hỏi thanh tước vương. Thanh tước vương nói, Tiểu Linh Nhi rốt cuộc là chủng tộc gì, thật ra ta cũng đã tìm hiểu, còn hỏi cả Liêu Thúc. Liêu Thúc đoán Tiểu Linh Nhi có lẽ đến từ nhân tộc cao cấp nào đó đã tuyệt chủng nhân tộc đó có quan hệ mật thiết với thần long tộc thể chất có thể chống đỡ thần long nhưng cũng vì thể chất quá cường đại mà nhân khẩu ít ỏi khả năng sinh sản lại thấp cuối cùng tuyệt chủng biến mất khỏi vũ trụ thế giới này luôn luôn công bằng như vậy chủng tộc thể chất càng mạnh thì số lượng càng ít khả năng sinh sản càng thấp thủy nhân tộc có thể chất kém nhất nhưng số lượng lại nhiều nhất khả năng sinh sản cũng mạnh nhất tiểu linh nhi đưa tay cho ta ninh tiểu xuyên nắm lấy tay tiểu linh nhi dùng tay làm cầu tách thiên địa nguyên thần ra, biến thành tinh quang bắn về phía chán tiểu linh nhi. Sâu trong chán tiểu linh nhi là một vùng khí hải mênh mông, bên trên lơ lửng một ngôi sao màu tím. Trước kia tu vi của ninh tiểu xuyên không cao, tuy biết trong chán tiểu linh nhi có một ngôi sao tím, ẩn chưa bí mật về thân thế của nàng, nhưng căn bản không thể đi tìm hiểu. Giờ ninh tiểu xuyên đã là chân nhân cảnh, tu luyện được nguyên thần, cuối cùng cũng vào được trong chán tiểu linh nhi để tìm hiểu. Trong chán một người lại có cả một thế giới, rốt cuộc đây là bí mật gì? ninh tiểu xuyên phi hành trong khí hải nhìn về phía ngôi sao tím kia cảm giác hắn cảm nhận được giống như lần đó đứng trong yêu tộc thánh quốc nhìn về võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ vậy ngôi sao tím trong trán tiểu linh nhi có khí tức còn khủng bố hơn võ đạo tâm cung của tử kim hoàng chủ khiến nguyên thần của ninh tiểu xuyên cảm thấy áp lực rất lớn nếu ngôi sao tím đó nổ tung thì lực phá hoại của nó sẽ không thể tưởng tượng nổi lẽ nào lại là một cái võ đạo tâm cung khác nhưng hình như đó là một ngôi sao thật sự bề mặt của ngôi sao đó có sông hồ có núi non có biển lớn giống như một thế giới chân thực đầy sự sống chứ không phải tâm cung của ai đó ninh tiểu xuyên mất ba ngày mới đáp được xuống bề mặt ngôi sao tím huyền khí đậm đặc thật còn hơn huyền khí ở thánh thổ đúng là thánh địa tu luyện ninh tiểu xuyên nhặt lên một viên đá to cỡ nắm tay một viên đá nhìn bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu lại là một viên thượng phẩm huyền thạch nguyên thần của ninh tiểu xuyên chui sâu xuống lòng đất rất nhanh đã tới độ sâu hơn chục mét đào được một viên thiên phẩm huyền thạch to cỡ trứng bồ câu. Ở thiên hư đại lục, chỉ ở thánh thổ mới có một lượng ít thiên phẩm huyền thạch, chuyên dùng để khởi động thứ thần trận pháp. Nhưng trên bề mặt ngôi sao tím này, tùy ý đào một cái cũng được một viên thiên phẩm huyền thạch. Nếu cố tình đi tìm chưa biết chừng còn tìm được khoáng mạch thiên phẩm huyền thạch. Rồi ninh tiểu xuyên đào một ngọn cỏ chín lá lên. Nhìn cây thảo dược có vẻ bình thường vậy, nhưng lại có dược lực tương đương thông linh kỳ dược 3 năm tuổi. Ở đây có hơn 20 ngọn cỏ chín lá, mỗi cây đều tương đương thông linh kỳ dược 3.000 năm tuổi. Vậy sau này khi luyện chế đan dược, thì Ninh Tiểu Xuyên căn bản không lo sẽ không tìm được dược thảo. Điều khiến Ninh Tiểu Xuyên thấy lạ đó là dược lực của cỏ chín lá này, tương đương thông linh kỳ dược 3.000 năm tuổi, nhưng lại không có linh trí, mà chỉ là một ngọn dược thảo bình thường. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên lại tìm được rất nhiều dược thảo khác, trong đó dược lực mạnh nhất là ngọn cỏ có dược lực tương đương thông linh kỳ dược 8.000 năm tuổi, nhưng vẫn chỉ là dược thảo, không có linh trí đúng là một ngôi sao quý đâu đâu cũng là bảo vật một thế giới như này mà ở bên ngoài hoàn toàn có thể phát triển thành thất phẩm văn mình thậm chí có thể cao hơn một thế giới thế này sao lại ở trong trán tiểu linh nhi rốt cuộc là ai đã phong ấn thế giới này vào trong người tiểu linh nhi ninh tiểu xuyên không tin một thế giới như vậy lại tự nhiên sinh ra chắc chắn là có người cố tình phong ấn nó vào cơ thể tiểu linh nhi người này là ai lẽ nào là cha mẹ của tiểu linh nhi ninh tiểu xuyên tiếp tục phi hành trên đại lục vài nghìn dặm cũng cũng thấy có sinh linh nào sống. Rõ ràng tràn ngập huyền khí, đâu cũng là bảo vật, nhưng ngoài thực vật ra thì không có khí thức nào của sự sống nữa. Quá yên tĩnh. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy bên bờ một mặt hồ xanh biếc có một khu giống như, có người ở với những tòa lầu cao. Ninh Tiểu Xuyên bay lại gần. Uỳnh! Một tầng kết giới trong suốt chặn hắn lại. Phá! Ninh Tiểu Xuyên rút ma kiếm ra chém một nhát lên kết giới. Kết giới bật lại một đạo kiếm khí mạnh hơn đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên bùm trên người ninh tiểu xuyên xuất hiện một tầng thanh quang chặn kiếm khí lại kết giới mạnh thật nếu không phải có thanh mộc thiên y hộ thể thì có lẽ ta đã bị kiếm khí đả thương rồi ninh tiểu xuyên cảm nhận được sự cường đại của kết giới không liều lĩnh ra tay nữa bên hồ có rất nhiều tòa lầu yên tĩnh dị thường không thấy bất cứ một bóng người nào rõ ràng những người ở đây đã rời đi từ rất lâu rồi những người từng sống ở đây là ai họ đi đâu rồi ninh tiểu xuyên đem theo nghi hoặc tiếp tục bay về phía trước trên đường hắn lại thấy một vài di tích có người từng sống khác, nhưng vẫn không thấy một ai. Hơn nữa bên ngoài những di tích đó đều bố trí kết giới. Ninh Tiểu Xuyên dùng toàn lực cũng không thể phá được kết giới đó. Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên chẳng có thu hoạch gì, đành rời khỏi ngôi sao tím. Nguyên thần của hắn bay ra khỏi chán Tiểu Linh Nhi. Cha nuôi, sao vừa mới vào đã ra rồi? Tiểu Linh Nhi mở mắt tò mò nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, vừa mới vào. Đúng vậy. Tiểu Linh Nhi đáp, Ninh Tiểu Xuyên nhớ rõ ràng hắn đã ở trong đó 8 ngày mà. Lẽ nào đó là động thiên tu luyện? Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhắm mắt, bấm ngón tay tính toán. Quả nhiên chỉ mới trôi qua một lúc. Theo như hắn suy đoán, thì tu luyện ở ngôi sao tím kia 3 năm thì bên ngoài mới qua một ngày. Chắc chắn đó là một tòa động thiên, còn là động thiên thần cấp. Nhưng ngôi sao tím đó bị phong ấn trong chán Tiểu Linh Nhi, chỉ nguyên thần mới vào được trong đó tu luyện. Hơn nữa cũng không thể đem huyền thạch và dược thảo trong đó ra ngoài được những viên huyền thạch dược thảo ninh tiểu xuyên lấy trong đó đều không mang ra được ninh tiểu xuyên lập tức nói với tiểu linh nhi những điều hắn suy đoán và những gì nhìn thấy trong ngôi sao tính kia tiểu linh nhi nghe xong rất chấn kinh trong cơ thể con có một thế giới ninh tiểu xuyên gật đầu nguyên thần của con có thể vào đó không tiểu linh nhi hỏi có lẽ là được ninh tiểu xuyên nói được ninh tiểu xuyên hướng dẫn tiểu linh nhi lập tức điều động nguyên thần bay vào khí hải trong chán mình một lát sau nguyên thần tiểu linh nhi đã bay ra đúng là một thế giới toàn là bảo vật con đào được rất nhiều huyền thạch cả dược tài nữa định mang ra cho cha nuôi nhưng không được tiểu linh nhi có chút thất vọng nói rồi nàng nói cha nuôi cha nuôi nói ngôi sao tím đó là một tòa động thiên thần cấp nhưng chỉ nguyên thần mới vào được hơn nữa lại chẳng đem được gì ra ngoài con thấy chẳng có ích gì cả ninh tiểu xuyên lắc đầu có tác dụng lớn ấy chứ ninh tiểu xuyên lấy địa kinh ra nói nếu ta dùng ba năm để tham ngộ địa kinh thì có thể lĩnh ngộ ra đủ thiên đạo quy tắc muốn đột phá chân nhân đệ nhị cảnh không hề khó tiểu linh nhi hiểu ra con hiểu rồi võ kinh vốn cần ba năm để tham ngộ nhưng vào ngôi sao kia thì chỉ cần một ngày ninh tiểu xuyên nói không chỉ như vậy nếu tu luyện một loại thần thông kiếm quyết hay thần thuật nào đó cũng có thể vào đó tu luyện tiểu linh nhi hơi nhíu mày chỉ nguyên thần mới vào tu luyện được tuy có thể tham ngộ võ kinh tu luyện thần thông nhưng lại không thể tu luyện nhục thể. Muốn đột phá chân nhân tầng thứ hai vẫn không đơn giản. Ninh Tiểu Xuyên nói, như vậy đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi. Đến khi tu vi của con cao hơn, có lẽ có thể điều khiến ngôi sao đó, thậm chí có thể gọi nó ra khỏi cơ thể. Nghe Ninh Tiểu Xuyên nói, Tiểu Linh Nhi lập tức điều động chân nguyên, định điều khiển ngôi sao tím đó. Mãi lâu sau, Tiểu Linh Nhi thở ra một hơi dài, có phần bực bội. Cha nuôi, tu vi của con hiện giờ căn bản không di chuyển nổi nó, ninh tiểu xuyên đã dự liệu được kết quả này nói đó là cả một thế giới với tu vi hiện giờ đương nhiên con không thể di chuyển nó được nhưng sau khi con đạt tới vạn cổ cảnh chưa biết chừng có thể điều khiển được đột nhiên có một trận hàn phong thổi tới ninh tiểu xuyên dường như cảm giác được điều gì ngẩng đầu lên trời từ phía xa là cả một đám yêu vân xám cuồn cuộn tràn tới bao phủ cả trảm thiên hoang lĩnh mặt trời bị che lấp ngày biến thành đêm một hắc ảnh khổng lồ phi hành trong yêu vân khí tức hùng hậu tỏa ra khiến tất cả sinh linh dưới mặt đất phải sợ hãi run rẩy, quỳ xuống không dám ngẩng lên. Bóng của địa ngô yêu hoàng hiện ra trên hư không cao tới vài trăm mét, hắn lạnh lẽo nói. Ai là chúa tể trảm thiên hoang lĩnh, lập tức ra gặp mặt bản hoàng. Thanh tước vương tử trong yêu điện đi ra, nhìn lên cự ảnh. Yêu hoàng đại nhân giá lâm trảm thiên hoang lĩnh có việc gì không? Địa ngô yêu hoàng hừ lạnh. Biết rồi còn hỏi. Tốt nhất đừng dở cho trước mặt bản hoàng. Khai thật đi, có phải ngươi đã giết tễ vũ vương? cho dù đối mặt với một yêu hoàng nhưng thanh tước vương lại không hề có chút sợ hãi, đáp. Đúng vậy, tế vũ vương mạo phạm bản vương, bị ta giết rồi. Lẽ nào ngươi không biết hắn là thuộc hạ của bản hoàng, muốn giết là giết. Địa ngô yêu hoàng vô cùng phẫn nộ nói. Thanh tước vương vẫn vẻ mặt không bận tâm. Giết thì cũng đã giết rồi, giờ nói những lời này còn có tác dụng gì. Ta cũng hết cách, trách thì chỉ có thể trách tu vi của hắn quá kém. Trước khi tới, địa ngô yêu hoàng đã nghĩ dù sao chảm thiên hoang lĩnh, cũng là lãnh địa của phạm yêu hoàng tìm được hung thủ giết tễ vũ vương thì sẽ giao cho phạm yêu hoàng xử lý hắn không ngờ thanh tước vương lại to gan như vậy căn bản không coi hắn ra gì là một yêu hoàng có thể chấp nhận thuộc hạ của mình bị thuộc hạ của yêu hoàng khác giết nhưng không thể chấp nhận thuộc hạ của yêu hoàng khác coi thường mình chỉ một yêu vương mà dám ngông cuồng như vậy hôm nay bản hoàng sẽ cho người biết đứng trước một vị yêu hoàng là phải có sự kính sợ quỳ xuống cho ta địa ngô yêu hoàng ngưng tụ một cái đại thủ ấn nhằm đỉnh đầu thanh tước vương ấn xuống thủ ấn của địa ngô yêu hoàng còn chưa đánh xuống thì từ trong trảm thiên hoàng lĩnh vọng ra một tiếng gầm lớn tựa sấm tiếng gầm đó biến thành một cột sóng âm đánh cho thủ ấn của địa ngô yêu hoàng vỡ tan địa ngô yêu hoàng giật mình không ngờ trong trảm thiên hoàng lĩnh lại có một sinh linh cường đại như vậy tu vi gần bằng cấp yêu hoàng rồi sinh linh phương nào trước mặt bản hoàng còn không mau hiện thân địa ngô yêu hoàng ngưng tụ thành hình người đứng phía trên yêu vân liêu từ dưới mặt đất bay lên đứng đối diện với địa ngô yêu hoàng tỏa ra khí thể không hề thua kém địa ngô yêu hoàng nói địa ngô yêu hoàng nếu ngươi muốn báo thù cho tễ vũ vương thì phải qua cửa của lão phu trước đã trên đầu địa ngô yêu hoàng xuất hiện một cái thông thiên yêu mục màu xanh nhìn về phía liêu một lúc lâu sau con mắt đó mới đóng lại với tu vi của nó mà cũng không thể nhìn thấu được bản thể của liêu rốt cuộc ngươi là ai tại sao lại ẩn thân ở bắc cương địa ngô yêu hoàng quát lớn Liêu nói, bản tạo là ai ngươi không cần biết. Trảm thiên hoang lĩnh không phải nơi ngươi nên đến. Hãy về đi. Địa ngô yêu hoàng đương nhiên không thể nào dễ dàng rút lui như vậy. Hắn cười khẩy, giống như thanh quang kiếm bay ra, nháy mắt đã tới trước mặt Liêu. Uỳnh uỳnh. Trong yêu vân, những đợt sóng khí không ngừng cuồn cuộn, sức mạnh của hai cường giả không ngừng lao vào nhau, phát ra những tiếng như sấm rền. Một lúc lâu sau hai đám yêu vân đã tan đi. Sắc mặt địa ngô yêu hoàng có phần khó coi, chầm giọng nói, "Với tu vi của các hạ hoàn toàn có thể tự phong yêu hoàng, nhưng lại cam tâm ẩn thân ở nơi hẻo lánh như Trảm Thiên Hoang Lĩnh. Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?" Liêu chắp tay sau lưng nói, "Yêu hoàng, mời quay về đi." "Hừ, bản hoàng chắc chắn sẽ bẩm báo việc này lên Thiên Mộng Yêu Hoàng." Địa Ngô Yêu Hoàng nói. Liêu nói, "Nếu vậy chúng ta hãy cùng đi gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng." Địa Ngô Yêu Hoàng khựng người, vốn hắn định dùng Thiên Mộng Yêu Hoàng uy hiếp Liêu nhưng không ngờ Liêu lại dám đi gặp thiên mộng yêu hoàng thật. Rốt cuộc hắn ta có lai lịch thế nào? Vậy chúng ta gặp nhau ở yêu tộc Thánh Quốc. Địa ngô yêu hoàng lạnh giọng nói. Nói xong địa ngô yêu hoàng lập tức biến thành con rết đen khổng lồ, cưỡi đám yêu vân bay đi, chớp mắt sau đã ở xa tới vài nghìn dặm. Liêu thúc, thật sự phải đi gặp thiên mộng yêu hoàng sao? Thanh tước vương hỏi. Liêu biến thành một đạo ánh sáng từ trên trời đáp xuống mặt đất. Thiên mộng yêu hoàng đã tu luyện thành thứ thần thể tầng thứ nhất, Mọi việc ở Thiên hư đại lục đều không qua nổi tuệ nhãn của bà ta. Trên người chúng ta có khí tức đến từ một thế giới khác, giống như hai hạt cát đỏ trong một đĩa cát trắng vậy, có thể qua được mắt kẻ khác chứ không qua được mắt bà ta." Ninh Tiểu Xuyên tiến lại. "Liêu Tiền Bối, ta cùng hai người đi gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng." Liêu nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc dường như không có gì lạ, nói: "Trên người ngươi có tà lực đến từ quy khư, nếu ngươi không phải truyền nhân của Diệt Thế Đạo thì đã bị tà lực thôn phệ rồi. Thiên phú của ngươi rất cao." thành tựu sau này sẽ rất sán lạn, vì thế nghe lão phu một câu. Thiên mộng yêu hoàng không có bất cứ thiện cảm gì với nhân loại, chỉ hận không thể tiêu diệt hoàn toàn nhân loại, e là ngươi còn chưa gặp được chân thân của bà ta, thì đã chết ở yêu tộc Thánh Quốc rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, chỉ cần tiền bối đưa ta vào yêu tộc Thánh Quốc, ta tin chắc chắn thiên mộng yêu hoàng sẽ gặp ta. Nếu ngươi đã tự tin như vậy thì lão phu sẽ đưa ngươi đi. Bàn tay lưu biến thành một đám yêu vân khổng lồ đỡ thanh tước vương, Ninh Tiểu Xuyên, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng trên lòng bàn tay. Sau đó, Liêu bay lên rồi nhằm hướng Đại Mộng Trạch bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Đại Mộng Trạch trên hư không lơ lửng một tòa yêu tộc đại điện hoa lệ, vô số thị tùng yêu tộc quỳ bên ngoài đại điện, giống như chúng sinh quỳ lại thần linh vậy. Địa Ngô yêu hoàng nửa quỳ, cung kính nói: "Thiên Mộng yêu hoàng đại nhân, sự việc là như vậy, xin yêu hoàng đại nhân hãy làm chủ cho Tế Vũ Vương." Thiên Mộng yêu hoàng đứng phía trên cửu trùng thiên khuyết, đầu đội phượng quan thân mặc long bào mái tóc trắng xõa ra chạm tới đất trên người thiên mộng yêu hoàng tỏa ra thứ thần uy cường đại uy nhiếp khiến sinh linh đẳng cấp như địa ngô yêu hoàng cũng phải cam tâm quỳ dưới đất ngưng tụ được thứ thần thể tầng thứ nhất tu vi của thiên mộng yêu hoàng đã lên đến trình độ chưa từng có trước đây truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé cái gọi là thần uy chính là uy thế mà chỉ thần linh mới có thiên mộng yêu hoàng hiện nay giống như một vị thần linh sống trên thế gian này cho dù là yêu hoàng gặp thiên mộng yêu hoàng cũng phải quỳ một thị tùng cúi người từ bên ngoài đi vào vẻ mặt kính sợ nói thanh tước vương và liêu dưới chứng phạm yêu hoàng cầu kiến yêu hoàng đại nhân thiên mộng yêu hoàng đã đoán được thanh tước vương và liêu sẽ tới nói cho vào thị tùng kia thận trọng nói thêm còn có một nhân loại cũng muốn cầu kiến đại nhân thiên mộng yêu hoàng tỏa ra hàn khí lạnh băng khẽ vuốt đầu ngón tay trắng muốt của mình người cần ta chỉ cho cách làm sao thuộc hạ thuộc hạ hiểu. Thuộc hạ sẽ lập tức cho người áp giải hắn lên bạch cốt tế đài, sau khi nghiền nát thành nghìn mảnh sẽ đẩy xuống tế đài luyện thành huyết tương. Thị Tùng yêu tộc run rẩy nói. Hắn còn chưa lui ra thì bên ngoài điện vọng vào giọng của một nam tử nhân tộc. Từ lâu nghe danh yêu hoàng đại nhân là thần thánh khó được gặp, lẽ nào lại đối đãi với một người muốn đầu nhập phe mình như vậy sao? Thật khiến người ta thất vọng quá. Nghe giọng nói đó, các sinh linh yêu tộc trong điện đều giật mình, len lén nhìn về phía thiên mộng yêu hoàng, Lần đầu tiên thấy có người ăn nói như vậy với Thiên Mộng Yêu Hoàng, người này chết chắc rồi." Địa Ngô Yêu Hoàng cười thầm, lại còn dẫn nhân loại tới gặp Thiên Mộng Yêu Hoàng, đúng là ngu ngốc. Nếu chọc giận Thiên Mộng Yêu Hoàng, đừng nói là nhân loại đó, e là ngay cả Liêu và Thanh Tước Vương cũng phải chết." Huỳnh. Thân ảnh to lớn của Thiên Mộng Yêu Hoàng đứng trên không trung, cao đến trăm trượng, giống như hình ảnh của một vị thần linh với thần uy cường đại nhìn xuống Ninh Tiểu Xuyên, Thanh Tước Vương và Liêu đang đứng ngoài điện. Dưới tác dụng của thần uy, ngay cả liêu với tu vi cường đại như vậy cũng phải nửa quỳ dưới đất. Tinh thần và ý chí của sinh linh cả đại mộng trạch đều bị áp lực của thần uy khiến, cho quỳ dạp xuống. Ngươi muốn về phe bản hoàng. Thiên mộng yêu hoàng nhìn ninh tiểu xuyên nửa quỳ phía dưới, lạnh lùng nói. Phải biết là, chỉ có cường giả cấp yêu hoàng mới có thể giữ trạng thái nửa quỳ, trước mặt thiên mộng yêu hoàng. Còn các sinh linh khác không quỳ hai gối thì là phủ phục dưới đất. Ninh tiểu xuyên không có tu vi như yêu hoàng, nhưng lại vẫn chỉ nửa quỳ trước mặt thiên mộng yêu hoàng, đương nhiên khiến thiên mộng yêu hoàng rất không vui. Uỳnh! Một luồng thần uy cường đại trào dâng từ thần ảnh của thiên mộng yêu hoàng đè xuống ninh tiểu xuyên. Thần uy không chỉ áp chế nhục thân của tu sĩ mà còn cả tinh thần và ý chí. Lỗ chân lông toàn thân ninh tiểu xuyên đều đang dỉ máu, phải chịu một áp lực cực lớn nhưng hắn vẫn nửa quỳ, chứ không bị thần uy của thiên mộng yêu hoàng trấn áp. Nhân loại, với tu vi đó mà ngươi chịu được áp chế của thần uy, coi như có tư cách sống. Cho người cơ hội nói, tại sao muốn theo bản hoàng? Thiên Mộng Yêu Hoàng thu thần uy về, Sinh Linh trong đại mộng trạch đều thở phào đứng dậy. Trong mắt Sinh Linh yêu tộc, một nhân loại vì muốn giữ tính mạng mà đầu quân yêu tộc, cam tâm làm nô bộc cho yêu tộc cũng không phải chuyện lạ. Thực tế, ở yêu tộc thánh quốc có rất nhiều nhân loại đầu quân cho yêu tộc, trong đó thậm chí còn có trưởng lão thánh thổ, truyền nhân kiệt xuất của thánh thổ. Nhưng nhân loại này không phải theo yêu tộc mà là trực tiếp theo Thiên Mộng Yêu Hoàng, điều này hoàn toàn khác. Thiên Mộng Yêu Hoàng là một vị thần linh, cho dù là Yêu Hoàng thì trong mắt bà ta cũng chưa chắc có bao nhiêu sức nặng. Một nhân loại trẻ tuổi lại dám theo bà ta, nếu thất bại thì chỉ có đường chết. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, ta không có chỗ đứng trong nhân tộc, các đại thánh thổ tại trung thổ đều muốn giết ta, chỉ có theo Yêu Hoàng thì ta mới có cơ hội sống. Ninh Tiểu Xuyên tin chắc, với tu vi của Thiên Mộng Yêu Hoàng, Thiên hư đại lục chẳng có gì có thể giấu được bà ta. Chỉ cần dùng thần niệm là Thiên Mộng Yêu Hoàng sẽ biết ngay mọi việc đã xảy ra với Ninh Tiểu Xuyên. Thiên Mộng Yêu Hoàng nhìn chăm chú Ninh Tiểu Xuyên rồi nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng bản hoàng sẽ thu nhận ngươi? Bản hoàng dựa vào cái gì mà tin ngươi thật lòng muốn theo yêu tộc?" Ninh Tiểu Xuyên ung dung nói: "Đến nhờ cậy Yêu Hoàng đại nhân, đương nhiên không thể đến tay không. Ta đưa đến thứ mà Yêu Hoàng đại nhân cần." Địa Ngô Yêu Hoàng cười khẩy: "Tiểu tử, Yêu Hoàng đại nhân là người thế nào? Thứ ngươi mang đến lẽ nào có thể lọt vào pháp nhãn của Yêu Hoàng đại nhân?" yêu thị còn không mau lôi hắn ra ninh tiểu xuyên lạnh lùng nhìn địa ngô yêu hoàng ngươi là cái thá gì trước mặt yêu hoàng đại nhân có chỗ cho ngươi nói sao một nhân loại lại dám quát hắn địa ngô yêu hoàng phẫn nộ tiểu tử ta là một trong cửu đại yêu hoàng bắc cương địa ngô yêu hoàng ngươi dám láo sược như vậy trước mặt bản hoàng ninh tiểu xuyên nói trong mắt ta bắc cương chỉ có một vị yêu hoàng đó chính là thiên mộng yêu hoàng đại nhân nơi có thiên mộng yêu hoàng đại nhân mà ngươi dám xưng hoàng ngươi có coi thiên mộng yêu hoàng đại nhân ra gì không ngươi ngươi địa ngô ngươi lui xuống thiên mộng yêu hoàng nói địa ngô yêu hoàng đại kinh lẽ nào thiên mộng yêu hoàng lại tin lời ninh tiểu xuyên cho rằng hắn bất kính địa ngô yêu hoàng lập tức giải thích yêu hoàng đại nhân nghe ta giải thích bản hoàng à không địa ngô lập tức sẽ bỏ từ hoàng đi bản hoàng bảo ngươi lui xuống giọng nói thiên mộng yêu hoàng trở nên lạnh băng địa ngô yêu hoàng lập tức ngậm mồm gườm gườm nhìn ninh tiểu xuyên rồi lui đi thiên mộng yêu hoàng nhìn ninh tiểu xuyên nhân loại ngươi vừa nói muốn dâng cho bản hoàng một thứ giờ đưa ra đi nếu thứ đó không khiến bản hoàng hài lòng thì ta có thể đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm đấy nếu là trấn yêu tháp thì sao ninh tiểu xuyên nói chúng yêu trong đại mộng trạch điều thất kinh trấn yêu tháp trong tay hắn sao ninh tiểu xuyên lấy trấn yêu tháp ra cầm trong tay vù thiên mộng yêu hoàng phất áo trấn yêu tháp lập tức bay vào tay muốn có được sự tin tưởng của thiên mộng yêu hoàng thì bắt buộc phải dâng lên trấn yêu tháp trước khi tới đại mộng trạch ninh tiểu xuyên đã có quyết định như vậy rồi trên đường tới đại mộng trạch ninh tiểu xuyên đã mượn động thiên trong cơ thể tiểu linh nhi để tu luyện xong hỗn nguyên nhất khí kiếm mà tử kim hoàng chủ để lại trong trấn yêu tháp với ninh tiểu xuyên mà nói giờ trấn yêu tháp chẳng còn tác dụng gì nữa với thiên mộng yêu hoàng mà nói cho dù có trấn yêu tháp thì thật ra cũng chẳng có tác dụng gì vì trong trấn yêu tháp có nhốt một con đại yêu viễn cổ côn với tu vi hiện tại của thiên mộng yêu hoàng thì chưa chắc đã là đối thủ của côn bà ta chắc chắn sẽ không thả côn ra khỏi trấn yêu tháp muốn dùng được trấn yêu tháp thì thiên mộng yêu hoàng bắt buộc phải luyện chết côn đã đại yêu như côn bị nhốt trong trấn yêu tháp hàng vạn năm còn không chết thiên mộng yêu hoàng muốn luyện chết nó chắc chắn không phải chuyện dễ vì thế mới nói ninh tiểu xuyên dâng trấn yêu tháp cho thiên mộng yêu hoàng với thiên mộng yêu hoàng mà nói thì chẳng có tác dụng gì cả ngược lại hắn làm vậy lại lấy được tín nhiệm của thiên mộng yêu hoàng thứ chiến binh khiến thiên mộng yêu hoàng e rẻ duy nhất ở thiên hư đại lục này chính là trấn yêu tháp ninh tiểu xuyên người đã dâng trấn yêu tháp cho bản vương thì cũng coi như là một đại công bắt đầu từ hôm nay ngươi tiếp quản lãnh địa của tễ vũ vương bản hoàng phong ngươi là diệt nhân vương nhưng phàm là tu sĩ nhân loại đi theo yêu tộc đều do ngươi quản lý ngươi đồng ý chứ thiên mộng yêu hoàng nói thiên mộng yêu hoàng phong danh diệt nhân vương cho Ninh Tiểu Xuyên thật ra có mục đích để Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn đối lập với nhân tộc, trở thành kẻ thù chung của nhân tộc. Ninh Tiểu Xuyên nói, thuộc hạ đồng ý. Địa ngô yêu hoàng lập tức quỷ xuống, hô lớn. Cung hỷ yêu hoàng đại nhân đã có được trấn yêu tháp. Chúng ta có thể chờ ngày diệt trừ nhân tộc, xưng bá thiên hư đại lục. Toàn bộ sinh linh trong đại mộng trạch cũng hô lớn. Diệt trừ nhân tộc, xưng bá thiên hư. Diệt nhân vương, từ giờ về sau ngươi là thuộc hạ của bản hoàng nếu để ta phát hiện ngươi có lòng dạ khác với yêu tộc, bản hoàng sẽ không do dự mà giết ngươi. Địa ngô yêu hoàng gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên, trong mồm lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Thiết là yêu vương, đưa hắn tới động phủ của diệt nhân vương. Một vị yêu vương thân cao bảy trượng, toàn thân đầy vảy sắt từ đằng sau địa ngô yêu hoàng bước ra, đưa Ninh Tiểu Xuyên đi vào sâu trong đại mộng trạch. Rồi thiên mộng yêu hoàng triệu kiến riêng thanh tước vương và liêu. Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng đi theo Ninh Tiểu Xuyên tới động phủ thiết là yêu vương nhìn tiểu hồng và tiểu linh nhi ánh mắt lộ sự thèm khát nheo mắt nói diệt nhân vương ngươi có biết ngươi đã đắc tội địa ngô yêu hoàng đại nhân không ồ vậy sao ninh tiểu xuyên lạnh lùng nói thiết là yêu vương nói hôm nay ngươi khiến địa ngô yêu hoàng mất mặt trước nhiều người như vậy địa ngô yêu hoàng chắc chắn sẽ trả thù đến lúc đó ngươi chết là chắc nhưng ngươi cũng đừng lo bản vương theo địa ngô yêu hoàng nhiều năm như vậy chỉ cần bản vương xin giúp thì chắc chắn địa ngô yêu hoàng sẽ mở lối cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói, vậy thì đa tạ yêu vương. Thiết la yêu vương nhìn Tiểu Hồng và Tiểu Linh Nhi phía sau Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt lóe tinh quang, cười nói, diệt nhân vương, lẽ nào ngươi muốn bản vương tay không đi xin sỏ địa ngô yêu hoàng hay sao? Trong lúc nói thiết la yêu vương đã dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới động phủ diệt nhân vương. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nói, thiết la yêu vương nghĩ dâng lên thứ gì, thì mới dập tắt được nộ hỏa của địa ngô yêu hoàng. Thiết la yêu vương cười thầm, coi như tiểu tử này biết điều, nói. Hai bộc nữ của ngươi không tồi, có thể dâng lên cho địa ngô yêu hoàng. Nếu địa ngô yêu hoàng vui, chưa biết chừng sẽ không truy cứu việc hôm nay nữa. Tiểu hồng đã thấy tên thiết la yêu vương này ngứa mắt lâu rồi, nghe thấy nộ hỏa bùng lên. Lão yêu quái, ngươi nói ai là bộc nữ? Lẽ nào không phải? Thiết la yêu vương cười châm chọc, Tiểu Hồng sau khi tu thành chân long đã học được cách che giấu long khí. Đừng nói là thiết lạ yêu vương, ngay cả cấp yêu hoàng cũng chưa chắc nhìn thấu được chân thân của Tiểu Hồng. Tiểu Linh Nhi là thiên địa linh chủng, có tu vi của chân nhân, nhưng tu vi trên người nàng lại không lộ ra ngoài, chẳng khác gì với một thiếu nữ nhân tộc bình thường. Chính vì thế thiết lạ yêu vương mới coi hai người họ là bộc nữ của Ninh Tiểu Xuyên. Trong mắt hắn, hắn là một vị yêu vương thân phận cao quý. Ninh Tiểu Xuyên chỉ là nhân loại, cho dù được thiên mộng yêu hoàng phong là diệt nhân vương thì cũng không thể có địa vị cao trong yêu tộc chắc chắn sẽ chủ động lấy lòng hắn nhưng rồi rất nhanh hắn đã phát hiện mình lầm rồi lầm to rồi á à, thần tức long hỏa ngươi ngươi là ấu thần long yêu hoàng đại nhân cứu mạng thiết la yêu vương biến thành một quả cầu lừa kêu lên thảm thiết bay về phía yêu điện tiểu hồng cười khanh khách rất muốn đuổi theo thiết la yêu vương nhưng ninh tiểu xuyên đã ngăn lại tiểu hồng vẫn nghe lời ninh tiểu xuyên Ninh Tiểu Xuyên bảo ngừng tay thì Tiểu Hồng ngừng tay, cùng hắn vào trong động phủ. Từ nay về sau, động phủ này chính là nơi tu luyện của Ninh Tiểu Xuyên. Động phủ này rất rộng, kiến trúc vô cùng hoa lệ, chỉ những yêu vương mới có tư cách có động phủ thế này. Bái kiến Diệt Nhân Vương đại nhân." Một lão giả tóc bạc thấy Ninh Tiểu Xuyên lập tức cúi người hành lễ. Ninh Tiểu Xuyên nhìn lão giả đó, hơi nheo mắt lại, "Ngươi là người của Thiên Đế Sơn?" Lão giả đó gật đầu cười, nói: lão hù từng là đệ tử hạch tâm của thiên đế sơn tông chủ đầu tiên của phần kiếm tông kỷ viện từng có một lần gặp mặt diệt nhân vương đại nhân phải biết rằng phần kiếm tông là ngoại môn thế lực xếp trong người thế lực hàng đầu tại thiên đế sơn với ninh tiểu xuyên hồi trước mà nói tông chủ đầu tiên của phần kiếm tông là đại nhân vật muốn gặp cũng không được không ngờ mới qua mấy năm mà tông chủ phần kiếm tông đã trở thành bộc nhân của hắn Người cũng đi theo yêu tộc ninh tiểu xuyên có thể nhận ra kỷ viện đã là thiên nhân tầng thứ chín đúng là cường giả hàng đầu chắc chắn có địa vị không tồi ở thiên đế sơn kỷ việt cười ngượng ngùng lão nô cùng đệ tử thiên đế sơn tới trung thổ nửa đường thì bị đại quân yêu tộc tấn công địch quá đông bị một yêu vương bắt nếu không chọn cách đầu hàng thì chỉ có chết ta nghĩ diệt nhân vương đại nhân cũng hiểu tâm trạng này kỷ việt tưởng rằng ninh tiểu xuyên cũng như mình cũng là bị yêu tộc bắt nên mới buộc lòng phải đầu hàng với những tu sĩ ý chí không đủ kiên định như kỷ việt ninh tiểu xuyên chẳng có thiện cảm gì hôm nay hắn vì mạng sống mà đầu hàng yêu tộc, thì nay mai nếu yêu vương kề đao lên cổ hắn, hắn cũng sẽ phản bội Ninh Tiểu Xuyên. Tuy Ninh Tiểu Xuyên cũng đầu hàng thiên mộng yêu hoàng, nhưng hắn có kế hoạch của hắn, hắn hoàn toàn khác với loại người như kỷ viện. Huyết khí nồng nặc thật, Ninh Tiểu Xuyên ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức đi về hướng có mùi tỏa ra, dốc rách, sâu trong động phủ vọng ra tiếng nước chảy. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, nhìn về phía trước thì thấy một dòng sông được tạo nên từ máu tươi, chảy từ bên trên xuống, xuyên qua động phủ xuống dưới lòng đất. Đó thật sự là máu tươi, máu tươi tạo thành sông. Trên mặt sông nổi vô số tia huyết vụ. Kỳ Việt cười giữ tợn, nói. Dòng huyết hà này chảy ra từ bạch cốt tế đài, trong máu có thần lực của viễn cổ yêu thần. Nếu uống nước huyết hà hàng ngày có thể tăng tốc độ tu luyện gấp 10 lần. Đại vương, ngài phải biết là, chỉ có cấp yêu vương mới được đãi ngộ như vậy. Ninh Tiểu Xuyên nói. Máu trong huyết hà đều là máu người đúng không? Kỳ Việt gật đầu, liếm môi nói chỉ cần nâng cao tu vi ai cần biết đó là máu người hay máu yêu nói đúng ninh tiểu xuyên lập tức ngồi xuống bên bờ huyết hà lấy ma kiếm ra ném xuống sông cho nó hấp thú huyết khí trong yêu điện thiên mộng yêu hoàng ngồi trên lòng hoàng kỷ màu kim phía trước hiện ra một cái gương dài hơn 10 mét trên mặt gương là hình ảnh ninh tiểu xuyên ngồi bên bờ huyết hà tu luyện bạch cốt yêu hậu mặc trường bào đen lộ ra gương mặt gầy guộc cười lạnh hắn lại dùng máu của nhân loại để nâng cao tu vi căn bản không hề do dự từ đó có thể thấy hắn thật sự hận nhân tộc thật lòng muốn đi theo yêu tộc yêu hoàng đại nhân ngài có thể yên tâm rồi thiên mộng yêu hoàng nheo mắt nhìn ninh tiểu xuyên lạnh lùng nói người nghĩ hắn thật sự đầu hàng yêu tộc sao lẽ nào không phải bạch cốt yêu hậu ngạc nhiên hỏi thiên mộng yêu hoàng lắc đầu ngay cả thần uy của bản hoàng hắn cũng chống đỡ được ý chí kiên định như vậy sao có thể phản bội nhân tộc hắn chỉ là muốn lợi dụng tài nguyên của yêu tộc để nâng cao tu vi thậm chí muốn giám sát nhất cử nhất động của bản hoàng nếu để hắn trưởng thành, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ tấn công bản hoàng một đòn chí mạng. Bạch Cốt yêu hậu đứng dậy, lạnh giọng nói: Ta đi trừ bỏ hắn. Thiên Mộng yêu hoàng nhấc tay lên, khẽ lắc lắc một ngón tay, nói: Chỉ là một chân nhân mà thôi, giết hắn dễ thế nào chứ? Tư chất của hắn rất cao, là một nhân tài không tồi. Nếu bản hoàng lợi dụng được thì cũng là thanh đao sắc bén. Nhưng Thiên Mộng yêu hoàng nói: Bản hoàng muốn may mòn dần ý chí của hắn để hắn thật sự trở thành nô bộc cho ta. Bắc Cương có hàng nghìn hàng vạn nền văn minh con người, mỗi nền văn minh đều có tới hàng tỷ người. Giờ những nền văn minh này đều bị đại quân yêu tộc công kích, vô số người bị áp giải tới đại mộng trạch làm tế phẩm, bị đẩy vào bạch cốt tế đài luyện hóa thành huyết khí. Huyết khí tụ thành sông. Trong động phủ của mỗi vị yêu vương đều có một dòng huyết hà giúp nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Tu luyện trong yêu vương động phủ tuyệt đối không hề chậm hơn tu luyện trong động thiên. Ma kiếm lơ lửng trên dòng huyết hà, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng hút máu tươi vào trong kiếm thể sau khi được ma kiếm luyện hóa lại truyền một luồng năng lượng khác vào trong cơ thể ninh tiểu xuyên nâng cao tu vi cho hắn ninh tiểu xuyên cảm nhận được rõ ràng trong huyết khí có chứa viễn cổ thần lực luồng thần lực đó chắc chắn không phải đến từ thiên mộng yêu hoàng mà là từ một đối tượng cường đại khác của yêu tộc khí tức vô cùng hùng hậu giống như bao bọc được cả vũ trụ này hấp thụ thần lực vào cơ thể trực tiếp dung nhập vào nguyên thần sẽ nâng cao tốc độ tu luyện của tu sĩ lên 10 lần. Lẽ nào nguồn gốc của luồng thần lực này là từ vị yêu thần trong truyền thuyết? Yêu tộc dùng cách tế tự để đổi lấy thần lực của yêu thần, thần lực dung nhập vào huyết dịch yêu vương, yêu hoàng để nhanh chóng tăng cường thực lực chỉnh thể. Chưa biết chừng, mọi việc thiên mộng yêu hoàng làm ở thiên hư đại lục đều là ý chỉ của vị yêu thần kia. Nhưng rốt cuộc yêu thần là người như thế nào? Làm vậy có mục đích gì? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng có nhiều hoài nghi, cuối cùng đành phải dẹp sang một bên, tiếp tục tu luyện. Tu vi càng cao thì địa vị của hắn trong yêu tộc sẽ càng cao, mới biết được nhiều bí mật của yêu tộc hơn. Cùng lúc với mượn huyết khí nhân tộc và thần lực yêu thần để tu luyện, mấy đạo tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên cũng vào thế giới trong tiểu linh nhi ngồi trên ngôi sao tím đó, tham ngộ Địa kinh, Diệt Thế kinh và Tử Hà kinh. Ở bên ngoài qua một ngày thì tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên trong ngôi sao tím đã tham ngộ được 3 năm. Có thể nói, mỗi phút qua đi Ninh Tiểu Xuyên đều có tiến bộ vượt bậc trong lý giải võ đạo với tốc độ tu luyện hiện nay, không lâu nữa là hắn có thể lên đến chân nhân cảnh giới thứ hai. Tại một động phủ khác ở yêu tộc Thánh Quốc, địa ngô yêu Hoàng Đại Nhân, bên cạnh diệt nhân vương thật sự có một con thần long, đã tu luyện tới chân long cảnh rồi. Bản vương bị thần tức long hỏa của nó thiêu bị thương, suýt nữa đã bị thiêu chết rồi. Thiết là yêu vương vẫn uất nói. Thiết là yêu vương toàn thân bị thiêu khiến máu chảy đầm đìa, đến giờ vẫn chưa hồi phục được. Nếu không phải địa ngô yêu Hoàng ra tay thì hắn đã bị thiêu thành cho rồi ánh mắt thiết la yêu vương lóe lên một tia tàn nhẫn, nói. Địa ngô yêu hoàng đại nhân, tu vi của ngài dừng ở chân nhân tầng thứ 9 đã vạn năm, tuy có thực lực chiến đấu được với vạn cổ cảnh, nhưng dù sao cũng không phải tu vi vạn cổ cảnh thật sự. Nếu bắt được con thần long đó, thôn vệ long nguyên của nó, uống máu nó, chắc chắn sẽ xung kích được vạn cổ cảnh. Địa ngô yêu hoàng có chút động tâm, trong cửu đại yêu hoàng, thực lực của hắn là yếu nhất, tu vi vẫn mãi dừng ở chân nhân tầng thứ 9 mất cả vạn năm cũng không thể đột phá vạn cổ cảnh trong yêu tộc huyết dịch của thần long là cao quý nhất nếu nuốt được long nguyên uống long huyết chưa biết chừng sẽ thật sự sung kích lên vạn cổ cảnh đến lúc đó là hắn có thể ngang hàng với tám yêu hoàng còn lại ninh tiểu xuyên vừa dâng trấn yêu tháp cho thiên mộng yêu hoàng là đại công thần giờ ra tay với hắn chắc chắn sẽ kích nộ thiên mộng yêu hoàng đại nhân địa ngô yêu hoàng nói thiết la yêu vương hận ninh tiểu xuyên và tiểu hồng tới tận xương tủy lẽ nào lại cứ thế tha cho chúng? Không phải tha mà là đợi thời cơ tốt hơn. Ánh mắt địa ngô yêu hoàng lóe lên tiếu ý nham hiểm. Tốt nhất là kẻ khác ra tay giúp chúng ta. Chúng ta chỉ cần đi dọn tàn cục là được rồi. Thiết là yêu vương nói. Ai sẽ ra tay giúp ta? Long tộc. Địa ngô yêu hoàng nói. Long thái nhất, thiên chữ thiên kiêu của long tộc đã đánh thức được huyết mạch thần long. Những ai cùng cảnh giới đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi đi nói với hắn rằng trong yêu tộc có một con ấu thần long chân chính, chỉ khi thắng được ấu thần long chân chính là có thể nói là vô địch. Thiết la yêu vương mắt sáng lên. Hắn sẽ ra tay sao? Địa ngô yêu hoàng nho mắt thành sợi chỉ, cười khàn. Chắc chắn hắn sẽ ra tay. Nếu long thái nhất ra tay thì con ấu thần long kia và diệt nhân vương chết là chắc, khắc khắc. Thiết la yêu vương cười oán độc, dường như đã nhìn thấy bộ dạng diệt nhân vương và ấu thần long chết, trong tay long thái nhất vậy. Hắn lập tức tới động phủ của long thái nhất. Trong lứa trẻ yêu tộc, có ba vị thần chữ tư chất tuyệt đỉnh, ngân giáp thần huyết long thái nhất là một trong số đó là tử tôn của long tộc long thái nhất vừa ra đời đã có huyết mạch và thể chất vượt trội so với sinh linh khác thiên phú dị bẩm từ nhỏ tới lớn chưa từng thua ai từ đó tạo nên sự cao cao tại thượng trong mắt không có ai của hắn thiết la yêu vương tới bên ngoài động phủ của long thái nhất còn chưa vào trong đã bị một luồng long khí đẩy bật ra ngoài phù đệ của bản tạo kẻ nào vào chết một giọng nói cường thế truyền vào tai thiết la yêu vương khiến đầu óc hắn trống rỗng suýt chút nữa đang ngã ra đất thiết la yêu vương đại kinh toàn thân toát mồ hôi lạnh không hổ là thần chữ tu vi thật đáng sợ thiết la yêu vương cúi người vái lạnh tại hạ thiết la yêu vương có tin tức quan trọng muốn bẩm báo điện hạ lẽ nào ngươi không biết bản tạo bế quan tu luyện ở đây xung kích chân long cảnh tầng thứ ba nếu không phải tin tức quan trọng mà dám làm phiền bản tạo nhất định sẽ không tha cho ngươi thiết la yêu vương cười nói hồi bẩm điện hạ chắc chắn là tin tức quan trọng Điện Hạ vẫn có danh vô địch trong những người cùng đẳng cấp, nhưng gần đây yêu tộc có một con ấu thần long, nó nói nó mới là vô địch, là sinh linh cao quý nhất thế gian, long tộc khác đều chỉ là hậu duệ của huyết mạch không thuần chính. Cánh cửa đá của động phủ bùng một tiếng nổ tung, một luồng long khí tựa cuồng phong tràn ra từ bên trong đánh bay Thiết La yêu vương đi. Một tiếng long ngâm vang lên, Long thái nhất đi ra từ trong động phủ, thân người cao gầy, mặc long giáp màu bạc mi thanh mục tú, khí thế hiên ngang, tới trước mặt thiết la yêu vương, nhấc hắn lên. Nhắc một vị yêu vương mà như nhắc một tên lâu la, ánh mắt lạnh băng sắc bén nói. Người nói ai là hậu duệ của huyết mạch không thuần chính. Thiết la yêu vương có thể cảm nhận rõ ràng sát khí từ Long Thái Nhất, nếu chỉ cần hắn nói sai một câu chắc chắn sẽ bị Long Thái Nhất xe sát. Là, là con ấu thần Long đó. Nó nói, khi ấy ta đã ra tay giáo huấn nó nhưng bị thần tức Long Hỏa của nó thiêu, suýt nữa đã chết trong tay nó. Long Thái Nhất buông tay, thiết là yêu vương rời phịch xuống đất. Lại có thần Long chân chính xuất thế. Đúng là tốt quá. Bản tạo từ lâu đã muốn biết thần Long chân chính sẽ mạnh như thế nào. Long Thái Nhất bùng phát chiến ý. Bản vương dẫn đường cho điện hạ. Thiết là yêu vương cười, lập tức dẫn Long Thái Nhất tới động phủ diệt nhân vương. Ninh Tiểu Xuyên ngoài tu luyện thì cũng chỉ biết tu luyện. Chẳng có gì vui cả. Cả Tiểu Linh Nhi cũng dính lấy Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thì nàng ta cũng tu luyện tu luyện thì có gì hay chứ? Tiểu Hồng mặc váy đỏ rực, hai chân trắng nõn để trần đi trong đại mộng trạch hái dược tài theo dặn dò của Ninh Tiểu Xuyên. Kỳ Việt cầm làn đi sau Tiểu Hồng, cười. Bọn ta dù sao cũng là con người, muốn có chỗ đứng ở yêu tộc thì phải không ngừng nâng cao tu vi. Tu vi của đại vương càng cao thì địa vị của chúng ta trong yêu tộc sẽ càng cao. Ủa, hỏa loan ma cô. Hoa, đã 4.000 năm tuổi cơ đấy. Tiểu Hồng mở to mắt, nhìn một cây nấm ở phía xa, mừng rỡ kêu lên cây hỏa loan ma cô đó đã có trí tuệ, nghe thấy tiếng tiểu hồng thì lập tức cảm giác được nguy hiểm. Dễ của nó mọc ra hai cái chân bỏ chạy. Giống như quả cầu lửa bay trên mặt đất vậy. Nấm, nấm, đừng có chạy. Tiểu hồng lập tức triển khai thần long tật tốc đuổi theo cây nấm mọc chân kia, tóm lấy rồi nhổ khỏi mặt đất. Uỳnh. Đột nhiên một thanh chiến kiếm màu bạc bay từ trên trời xuống cắm trước mặt tiểu hồng. Kiếm khi sắc bén chặt đôi hỏa loan ma cô thành hai phần. Tiểu hồng tức điên. Ai, kẻ nào làm. Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương từ trên trời đáp xuống đứng phía đối diện Tiểu Hồng. Ngươi chính là con ấu thần long." Long Thái Nhất liếc mắt nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt đầy chiến ý. "Hồi bẩm điện hạ, chính là nó." Thiết La Yêu Vương nói. Thiết La Yêu Vương vốn dẫn Long Thái Nhất tới động phủ Diệt Nhân Vương, không ngờ trên đường lại thấy Tiểu Hồng, định trừ bỏ Tiểu Hồng trước rồi đối phó với Diệt Nhân Vương. Kỷ Việt thấy Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương, biết mình không thể động tới được lập tức quay người bỏ chạy về động phủ diệt nhân vương gọi cứu binh. Tiểu Hồng thì không hề sợ hãi. Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất và Thiết La Yêu Vương, khóe miệng hơi nhướn lên, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, nói. Thiết La Yêu Vương, lần trước không thiêu chết ngươi, ngươi còn dám quay lại gây chuyện. Thiết La Yêu Vương cười. Tiểu nha đầu, có biết vị đây là ai không? Đó là thiên kiêu của Long tộc vĩ đại, Long Thái Nhất Điện Hạ. Gặp Điện Hạ còn không mau hành lễ. Long tộc. Tiểu Hồng nhìn Long Thái Nhất, quan sát một lúc, lắc lắc đầu. Long khí còn không thuần, căn bản không phải hậu thế của thần Long thuần huyết. Nghe thế ánh mắt Long Thái Nhất trở nên lạnh lẽo, nói. Quả nhiên là ngông cuồng, để bản tạo xem rốt cuộc người có bản lĩnh thế nào. Vù. Ngón tay Long Thái Nhất khẽ động, thanh chiến kiếm bạc cắm dưới đất lập tức bay lên. Chiến kiếm bạc phát ra âm thanh giống như tiếng long ngâm, lại giống tiếng dao long, trong ánh sáng bạc bắn ra 81 đạo kiếm quang. Tiểu Hồng cảm nhận được nguy hiểm, hòa diệm long rực răng rộng bọc lấy cơ thể biến thành quả cầu lừa bùm kiếm quăng lóe lên tiểu hồng lập tức bay về phía sau cánh tay bị kiếm chém hai nhát long huyết nhỏ xuống đất nếu không phải tiểu hồng có chân long chi thể sức mạnh phòng ngự đại tăng thì một kiếm vừa rồi của long thái nhất đã chặt đứt hai tay tiểu hồng rồi người cũng chẳng biết đạo lý gì cả sao có thể nói động thủ là động thủ ngay được tiểu hồng nhìn vết máu trên tay cảm thấy long thái nhất quá vô lý thực lực của ấu thần long lại chỉ vậy thôi sao thật khiến ta thất vọng. Long Thái Nhất không khách khí nói. Nghe Long Thái Nhất nói, Tiểu Hồng cũng bừng bừng lửa giận, miệng phun thần tức Long Hỏa, biến thành một biển lửa tấn công Long Thái Nhất. Ly Hỏa chảo. Long Thái Nhất đánh ra một món trí tôn khí giống như lồng chim bằng sợi tơ vàng, biến thành một cái thần chảo khổng lồ bọc lấy toàn thân mình. Thần tức Long Hỏa tới trước hỏa chảo thì không thể tiến tiếp được nữa. Giao pháp quyết tu luyện thần tức Long Hỏa ra đây, bản tạo sẽ tha cho ngươi. Long Thái Nhất nói. Chỉ thần long tộc mới biết pháp quyết tu luyện thần tức long hỏa, còn các chân long, á long khác căn bản không được tiếp xúc tới pháp quyết. Ta đâu có động chạm gì tới ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà ra tay với ta? Hơn nữa ta dựa vào cái gì mà phải truyền pháp quyết tu luyện thần tức long hỏa cho ngươi? Tiểu Hồng nhìn Long Thái nhất như nhìn một tên ngốc. Dưới sự luyện hóa của thần tức long hỏa, ly hỏa chảo dần bị tan chảy. Thần tức long hỏa mạnh thật, Long Thái nhất thầm kinh ngạc. Con ấu thần long đó chắc chắn tinh thông rất nhiều thần thông của thần long tộc, nếu bắt được nó, không chỉ có thể lấy được pháp quyết thần tức long hỏa mà còn nhiều pháp quyết khác nữa. Long thái nhất hạ quyết tâm phải bắt được tiểu hồng. Hắn hét lên một tiếng, điều khiển chiến kiếm phá vỡ thần tức long hỏa. Kiếm khí giống như một dòng sông bạch nhằm tiểu hồng chém xuống. Long thái nhất tuy không phải thế hệ sau của thần long tộc, nhưng cũng là một con chân long, đánh thức được huyết mạch thần long, huyết mạch long tộc cũng rất thuần chính, thiên phú dị bẩm có thể nói là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó gặp của long tộc long thái nhất vốn là tên cuồng tu luyện kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh thông vô số thần thông long tộc trong cùng cảnh giới chiến đấu lực của long thái nhất không không thua kém tiểu hồng huống hồ tu luyện của long thái nhất đã sắp đột phá chân long cảnh tầng thứ ba tu vi cao hơn tiểu hồng quá nhiều tiểu hồng chỉ có thể dựa vào thần long tật tốc mới miễn cưỡng tiếp chiêu được nhưng rõ ràng là rất nguy hiểm trên người đã có vài vết thương không hổ là thần long tật tốc nếu ta có thể tu luyện được Thần Long Tật Tốc, chiến lực chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều. Long Thái Nhất càng thêm quyết tâm bắt Tiểu Hồng. Trận chiến giữa Long Thái Nhất và Tiểu Hồng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các sinh linh yêu tộc khác. Tiểu nữ hài kia là ai mà dám giao thủ với Long Thái Nhất, đúng là không muốn sống nữa rồi. Một lão giả cấp bậc yêu vương nhìn trận đấu phía xa, khẽ lắc đầu. Đó là Long Thái Nhất, thiên kiêu kiệt xuất nhất Long tộc vạn năm trở lại đây. Cho dù là vị lão giả này đã là chân nhân cảnh giới thứ tư mà cũng không dám tùy tiện giao đấu với Long Thái Nhất. Tiểu nữ hài đó cũng thật lợi hại, có thể kiên trì được lâu như vậy dưới kiếm của Long Thái Nhất. Hình như nó cũng là Long Tộc, trên đầu còn có hai cái sừng rồng. Hà hà, tu vi của Long Thái Nhất cường đại đến mức nào chứ? Hắn chỉ là muốn bắt sống tiểu Long nữ đó nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Nếu hắn muốn giết thì căn bản không cần quá năm chiêu. Người vừa nói là một nữ yêu tinh mặc y phục mỏng tang, gợi cảm. À ta có sáu cái đuôi cáo, trên người lưu động yêu khí cường đại giống như cả một tầng xương mê huyễn bọc lấy toàn thân. Phàm những sinh linh yêu tộc nào nhìn ả à là đều như bị câu mất hồn, không thể rời mắt đi được. Có người nhận ra yêu nữ sáu đuôi này, kêu lên kinh ngạc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, đó là con gái của cửu vĩ thiên hậu, một trong tam đại thần chữ, Đát Hy. Nghe nói Đát Hy là thiên sinh hồ tiên chi thể, xinh đẹp tuyệt luân, tuổi còn trẻ mà đã tu luyện ra sáu đuôi. Trong lịch sử cửu vĩ hồ tộc chưa một ai có tốc độ tu luyện nhanh hơn xuất hiện cùng lúc hai vị thần chữ nếu long thái nhất giao thủ với đát hy thì không biết ai thắng nhỉ họ đều chưa từng thua đặc biệt là đát hy nghe nói căn bản không ai có thể là đối thủ của nàng ta những sinh linh thách đấu còn chưa giao đấu đã bại trong tay nàng ta rồi sao lại như vậy vì những kẻ thách đấu vừa nhìn nàng ta đã bị hút mất hồn phách cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho nàng ta những sinh linh kia nghe những lời đồn về đát hy đều hít vào một hơi khí lạnh lập tức rời ánh mắt không dám nhìn về hồ ly tinh kia nữa ninh tiểu xuyên và tiểu linh nhi sau khi được kỷ việt báo tin cũng lập tức tới ngay thấy long thái nhất khiến tiểu hồng toàn thân đầy thương thế tiểu linh nhi vô cùng đau lòng định ra giúp tiểu hồng một tay soạt nhưng ninh tiểu xuyên đã nhanh hơn một bước gọi ma kiếm ra chém một đạo kiếm quang đỏ rực bùm ma kiếm và ngân kiếm đâm vào nhau tạo thành một luồng khí cùng bạo đánh bay vô số sinh linh yêu tộc đứng xung quanh đó chỉ có một số ít yêu vương vẫn đứng vững tại chỗ ninh tiểu xuyên chắn trước mặt tiểu hồng Ngón tay bắn ra một giọt huyền dịch chín màu lên người Tiểu Hồng. Ao, thân thể Tiểu Hồng lập tức được ánh sáng chín màu bao bọc, thương thế lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi thương thế lành lại, Tiểu Hồng căm phẫn nhìn Long Thái Nhất, trợn hai con mắt tròn xoe lên. Ninh Tiểu Xuyên, hắn không biết nói lý gì hết. Vừa gặp đã bắt ta giao pháp quyết tu luyện thần tức Long Hỏa nếu không sẽ giết ta, cũng không biết là rồng hoang ở đâu ra nữa. Long Thái Nhất nhìn Ninh Tiểu Xuyên, hơi kinh ngạc. Ngươi là tên thiên kiêu của nhân tộc đó? không ngờ gặp lại ngươi ở đại mộng trạch lần gặp trước ở quang minh thánh thổ không chiến được với ngươi đó vẫn luôn là điều bản tạo tiếc nuối giờ đã lại gặp bản tạo sẽ đánh bại ngươi trước mặt tất cả sinh linh yêu tộc so với lần gặp ở quang minh thánh thổ tu vi đã tăng lên nhiều đã đột phá chân long cảnh tầng thứ hai đỉnh phong rồi chắc chắn hắn đã dùng nửa viên vương phẩm nhân cấp đan mà phệ thần tiểu thử để lại và năng lượng của huyết hà thì mới tu luyện nhanh như vậy nếu ngươi đã theo yêu tộc thì bản tạo sẽ không giết ngươi nếu ngươi thua trong tay ta thì phải dâng con thần long kia cho bản tạo, ta sẽ tha cho ngươi một đường sống." Long Thái Nhất nói. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Tiểu Hồng là bạn của ta, không phải chiến sủng. Ta không có quyền quyết định cho ai hết. Ngươi là đang sợ đúng không? Sợ sẽ thua bản tạo." Long Thái Nhất vô cùng tự tin vào mình, hắn nghĩ Ninh Tiểu Xuyên sợ hắn cũng là chuyện bình thường. Ninh Tiểu Xuyên nói: "Nếu ngươi muốn chiến, ta sẽ theo ý ngươi, nhưng nếu ngươi muốn gây bất lợi cho bằng hữu của ta, thì ta chắc chắn sẽ cho ngươi phải trả giá rất đắt câu này không chỉ nói cho long thái nhất ngươi mà ta muốn cảnh cáo toàn bộ những ai có mặt ở đây nếu các ngươi dám đối phó với bằng hữu của ta ta đảm bảo sẽ cho các ngươi chết một cách khó coi ờ yêu tộc thì sức mạnh chính là tất cả ninh tiểu xuyên biết rõ muốn có chỗ đứng vững chắc ở đây thì tuyệt đối không được mềm yếu phải thật cường thế càng mạnh sẽ càng khiến những sinh linh yêu tộc tự cho mình cao cao tại thượng kia biết sợ thật thú vị Đá thì nheo mắt lại thành đường chỉ nhìn nam tử đối diện long thái nhất dường như rất hứng thú với ninh tiểu xuyên một nhân loại đầu hàng yêu tộc mà dám ngông cuồng như vậy đâu cần điện hạ phải ra tay bản vương sẽ giáo huấn tên cuồng đồ này một lão giả yêu tộc sau lưng có đôi cánh đen giống như một con rơi khổng lồ bay tới trên đỉnh đầu ninh tiểu xuyên đây là vị yêu vương chân nhân cảnh độc bức yêu vương ăn bách độc tu luyện được yêu thể kịch độc độc bức yêu vương vừa bay tới đỉnh đầu ninh tiểu xuyên mồm phun ra một đám mây độc biến không gian vài trăm dặm tràn đầy độc khí. Độc tính lớn thật. Một yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ nhất không hề hít thở, mà khí độc đã chui vào cơ thể qua lỗ chân lông. Chỉ nháy mắt ra của yêu vương đó đã tím ngắt lại. Những sinh linh yêu tộc kia lập tức lùi về sau, không dám để độc khí dính vào người. Ninh Tiểu Xuyên đứng trong trung tâm độc khí, bị bao phủ hoàn toàn, đất dưới chân hắn cũng bị xâm thực biến thành bùn độc đen xì khi tất cả sinh linh yêu tộc đều tưởng Ninh Tiểu Xuyên đã bị độc khí thôn vệ thì... Vù! Một đạo kiếm quăng bay ra từ bên trong khói độc. Ma kiếm xuyên qua yêu thể của độc bức yêu vương, để lại một cái lỗ máu to bằng cái chậu. Độc bức yêu vương kêu lên thảm thiết, lập tức đập cánh bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên đứng giữa đám độc khí, hít sâu một hơi, ngay lập tức tất cả độc khí bị hút vào bụng hắn, luyện hóa thành chân nguyên. Sao? Có thể. Độc bức yêu vương tông nhìn cảnh đó mà mắt muốn rơi xuống đất. Ngoài hắn ra chưa từng có một sinh linh nào dám hít khí độc như vậy. Thể chất của hắn quá biến thái, đúng là bách độc bất xâm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Độc Bức Yêu Vương, ánh mắt thêm vài phần hàn ý. Thấy ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, Độc Bức Yêu Vương đại kinh, tưởng Ninh Tiểu Xuyên muốn giết hắn, sợ quá quay người bỏ chạy. Thật khiến yêu tộc mất mặt. Một yêu vương trên đầu mọc sừng bạc trầm giọng nói, "Ta sẽ gặp tên tiểu tử con người đó xem hắn rốt cuộc mạnh như thế nào." Kim Giác Yêu Vương nói, "Tên tiểu tử đó không đơn giản." đừng để thuyền lật trong rãnh. Ngân giác yêu vương triển khai yêu thể chân thân, biến thành cự nhân với cái sừng bạc dài hơn 60 mét, giơ tay là nhấc được cả ngọn núi mấy trăm mét ném về phía Ninh Tiểu Xuyên. Uỳnh! Một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên chém đôi ngọn núi lớn, nắm đấm của ngân giác yêu vương từ đằng sau ngọn núi đánh ra, tạo thành tiếng gió rít đánh lên người Ninh Tiểu Xuyên. Hứng một quyền của bản vương còn không mau. À, sao có thể? Nụ cười trên mặt ngân giác yêu vương cứng đờ, một cơn đau kịch liệt từ nắm đấm truyền tới giống như đấm trúng một cái đinh vậy ngân giác yêu vương có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ hai năng lượng lớn vô cùng có thể đánh tan cả sơn hà phá vỡ đại địa nhưng nắm đấm của hắn đã bị ninh tiểu xuyên đỡ được trong mắt ngân giác yêu vương ninh tiểu xuyên chỉ to bằng con kiến sao có thể có sức mạnh nhục thân khủng bố đến vậy ninh tiểu xuyên đứng vững vàng tại chỗ còn ngân giác yêu vương thì lùi sau liền chín bước mới lấy lại được thăng bằng thở phì phò nhìn ninh tiểu xuyên ánh mắt trở nên nghiêm túc hắn nói tiểu tử giỏi lắm cũng có vài phần bản lĩnh hãy xem tử kim hồ lô của ta ngân giáp yêu vương lấy ra một món trí tôn khí hình hồ lô tỏa ra ánh tử kim quang dưới sự tác động của chân nguyên tử kim hồ lô không ngừng phình lên to như ngọn núi lơ lửng trên đầu ninh tiểu xuyên trấn tử kim hồ lô oanh kích thẳng xuống ninh tiểu xuyên tại chỗ ninh tiểu xuyên vừa đứng xuất hiện một cái hố lớn một đòn đánh trượt ngân giáp yêu vương đánh tiếp đòn thứ hai ninh tiểu xuyên không tránh né nữa hai chân đứng tấn hắn hạ thấp trọng tâm hai tay giang ngang vận địa kinh dùng thiên địa nguyên khí liên hệ với đại địa chi khí ngưng tụ giữa hai tay tung ra một quyền hắn giống như dung nhập với đại địa thành một thể giống như ngọn núi sừng sững vững như bản thạch thiên địa nguyên khí từ nắm đấm trào ra tựa dòng sông không bao giờ cạn bùm tử kim hồ lô bị đánh bay đi ngân giáp yêu vương mắt trợn tròn cảm giác ninh tiểu xuyên giống như con thú hoang hình người dùng sức mạnh nhục thân đối kích với trung phẩm trí tôn khí mà có thể đánh bay được trí tôn khí. Nhục thân như vậy còn cường đại hơn cả yêu thú. Ngân giác, ta giúp ngươi một tay. Kim giác yêu vương thấy ngân giác yêu vương không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên, lập tức lấy ra một cái hồ lô đỏ rực đánh về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tử kim hồ lô của ngân giác yêu vương và hỏa hồng hồ lô của tử kim yêu vương đều là bảo vật hái từ một ngọn cây linh đằng. Sau khi được yêu hỏa tế luyện trở thành món trung phẩm trí tôn khí, hai cái hồ lô hợp thành một thậm chí có thể phát huy được uy lực của thượng phẩm trí tôn khí. Tu vi của kim giác yêu vương mạnh hơn ngân giác yêu vương một bậc, là chân nhân cảnh tầng thứ hai đỉnh phong rồi. Hai đại yêu vương liên thủ, cùng đánh ra tử kim hồ lô và hỏa hồng hồ lô. Hai chiếc hồ lô xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau khi xoáy biến mất thì hai hồ lô hợp thành một, biến thành tử kim hồng hồ lô. Kim giác yêu vương cầm tử kim hồng hồ lô, sự tự tin tăng lên vài lần, trầm giọng nói. Ninh tiểu xuyên, ta gọi ngươi, ngươi có dám đáp lại có gì không dám ninh tiểu xuyên nhìn cái tử kim hồng hồ lô cảm nhận luồng khí tức thượng phẩm trí tôn khí từ nó kim giác yêu vương gọi ninh tiểu xuyên uỳnh ninh tiểu xuyên không đáp lời hắn mà lấy ra hỗn thế chiến trùy một chùy đánh xuống đánh bật cả tử kim hồng hồ lô cả kim giác yêu vương và ngân giác yêu vương đi á à, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên nếu không phải có tử kim hồng hồ lô chặn đằng trước thì một chùy vừa rồi đã có thể đập nát cả kim giác yêu vương và ngân giác yêu vương. Kim giác yêu vương mặt mũi thảm hại bò dậy từ dưới lòng đất, toàn thân đều là máu. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nuốt lời, nói ta gọi ngươi sẽ đáp, tại sao đột nhiên ra tay? Chiến trùy của ta chính là lời đáp tốt nhất với ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nhặt tử kim hồng hồ lô lên, nói. Kim giác yêu vương, ta gọi ngươi có dám đáp. Có gì mà? Kim giác yêu vương vừa định thể hiện mình không có gì sợ hãi, thì thấy Ninh Tiểu Xuyên chĩa hồ lô về phía mình, sự cường thế lập tức biến mất, sắc mặt tái nhợt, rồi lắc đầu quầy quậy. Không dám. Ninh Tiểu Xuyên lại chĩa hồ lô về phía Ngân Giác Yêu Vương. Ngân Giác Yêu Vương, ta gọi ngươi có đám đáp. Ngân Giác Yêu Vương toàn thân run rẩy nói. Diệt nhân vương, bọn ta đều là làm việc cho thiên mộng yêu hoàng đại nhân, dĩ hòa vi quý, bình tĩnh, bình tĩnh. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Long Thái Nhất, nói. Long Thái Nhất, ta gọi ngươi có dám đáp long thái nhất đã từng nghe nói đến tử kim hồ lô và hồng hỏa hồ lô đó là hai chiếc hồ lô cấp trung phẩm trí tôn khí do một vị yêu hoàng cường đại hái từ một cây linh đằng ngoài biển rồi được tôi luyện mấy nghìn năm mới thành hai chiếc hồ lô hợp nhất uy lực rất đáng sợ có thể chứa cả thế giới người cầm tử kim hồng hồ lô gọi ngươi một tiếng nếu trả lời thì ngươi sẽ bị hút vào trong hồ lô luyện hóa thành nước long thái nhất nhìn tử kim hồng hồ lô trong tay ninh tiểu xuyên sắc mặt biến đổi nói vô vị bản tạo không chơi trò ấu trĩ như vậy ngừng một chút long thái nhất lại nói nếu ngươi đã có thực lực đánh bại kim giác và ngân giác thì có nghĩa ngươi đáng cho bản tạo ra tay mang bản lĩnh thực sự của ngươi ra để ta xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào vù long thái nhất thét một tiếng dài thân thể phình to thành một con cự long bạc dài mấy trăm mét tung ra một cái long trào sắc nhọn điện quang bắn ra sức mạnh nhục thân của chân long mạnh tới mức tùy tiện một trào cũng đủ cho trời đất dung chuyển đứng trước một con chân long, Ninh Tiểu Xuyên quả thực giống như một hạt bụi vậy. Uỳnh! Ninh Tiểu Xuyên nhắc hỗn thế chiến trùy lên, đánh mạnh lên móng vuốt của long thái nhất khiến hắn phải rụt về. Thời gian gần đây tu vi của Ninh Tiểu Xuyên lại có tiến bộ rất lớn, không cần dùng tới sức mạnh của thần ma trí tôn thể, cũng nhắc hỗn thế chiến trùy lên được. Ninh Tiểu Xuyên quăng hỗn thế chiến trùy vài vòng rồi nhằm thẳng con cự long trên trời, mà ném tới. Hỗn thế chiến trùy đánh trúng bụng cự long khiến nó giống lên thảm thiết. Uỳnh uỳnh! hỗn thế chiến chùy rơi xuống khiến cả đại địa dung chuyển sinh linh yêu tộc giật thót mình nhìn cây chiến chùy dưới mặt đất cây chiến chùy đó có lẽ phải nặng hàng trăm vạn cân ngay cả long thái nhất cũng có chút không đỡ nổi một vị yêu vương có trí tò mò lớn nhân lúc ninh tiểu xuyên và long thái nhất đang hỗn chiến liền định ra nhắc hỗn thế chiến chùy lên long thái nhất vốn tưởng sau khi biến thành bản thể chân long thì có thể đánh bại ninh tiểu xuyên dễ dàng nhưng hắn không ngờ sức mạnh nhục thân của ninh tiểu xuyên lại cường hãn đến vậy nhục thân của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Long Thái Nhất biết mình đã khinh địch, lập tức sửa chữa, biến thành hình người, cánh tay khẽ động, một cái vảy bạc trên người biến thành thanh chiến kiếm bạch sắc chém về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ngay sau đó, cái vảy thứ hai biến thành thanh chiến kiếm khác, thanh thứ ba, thanh thứ tư. Liền một lúc bay ra 10 thanh chiến kiếm từ bốn phương tám hướng tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên cũng bay ra 10 thanh chiến kiếm, mỗi thanh đều là hạ phẩm trí tôn khí, cường đại hơn chiến kiếm của Long Thái Nhất, Long thái nhất không hề hoảng hốt, gầm lên. Long lân hóa kiếm. Trên người hắn bay ra ba nghìn cái vảy rồng biến thành ba nghìn thanh chiến kiếm. Một dòng kiếm hà màu bạc bay dưới chân hắn. Để xem cụ tượng thần thông kiếm của người nhiều hơn hay vảy rồng của bản tạo nhiều hơn. Ninh Tiểu, xuyên điều động cả 19 thanh cụ tượng thần thông kiếm tạo thành kiếm trận bảo vệ hắn. Ở giữa, Ninh Tiểu xuyên, tu vi của con rồng này đã là chân long cảnh tầng thứ hai đỉnh phong. Tu vi của người yếu hơn hắn sẽ chịu thiệt rất lớn chúng ta hợp thể đi. Tiểu Hồng thấy Ninh Tiểu Xuyên rơi vào thế yếu, lập tức liên lạc với hắn hy vọng hai người hợp thể đối phó Long Thái Nhất. Không cần, hắn là chân Long cảnh tầng thứ hai đỉnh phong thì ta, cũng là chân nhân cảnh tầng thứ hai đỉnh phong, không hề thua kém hắn. Ninh Tiểu Xuyên tâm niệm khẽ động, bốn đạo tâm thần đang tu luyện ở ngôi sao tím, trong chán Tiểu Linh Nhi lập tức về cơ thể. Bốn đạo tâm thần đó lần lượt tham ngộ tiếp thần đạo, địa kinh, diệt thế kinh và tử hà kinh, đã ở 9 năm tại ngôi sao tím đó, sau khi bốn đạo tâm thần quay trở lại cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lập tức chuyển, hết thành quả tham ngộ võ đạo, về bản thể. Chỉ một khoảnh khắc nhưng Ninh Tiểu Xuyên dường như đã bế quan chín năm. Uỳnh! Từ trong cơ thể hắn phát ra tiếng động khẽ, Tu Vi trực tiếp xung kích lên chân nhân cảnh tầng thứ hai. Tuy chỉ là sơ kỳ nhưng sự lý giải của hắn về võ đạo có thể ngang với võ giả chân nhân cảnh tầng thứ ba. Đây chính là thành quả chín năm tham ngộ của bốn đạo tâm thần. Hỗn nguyên nhất khí kiếm. Ninh Tiểu xuyên chậm rãi giơ ma kiếm lên, tử khí chào về phía hắn tạo thành một vùng mây tím ngắt. Trong đám mây có hư ảnh của một hoàng giả, đó chính là ảnh của Tử Kim Hoàng Chủ. Hỗn nguyên nhất khí kiếm là chiêu mạnh nhất mà Tử Kim Hoàng Chủ sáng tạo ra. Thi triển chiêu này có thể lấy thần thực mà Tử Kim Hoàng Chủ để lại trong trời đất cho mình dùng. Một kiếm chém xuống đánh bật cả ba nghìn thanh kiếm bạc của Long Thái Nhất bay đi, kiếm khí tiếp tục chém xuống người Long Thái Nhất. Bùm bề mặt thân thể long thái nhất hiện lên một tầng ngân quang chặn đứng ma kiếm quầng sáng đó chỉ lóe lên một cái rồi biến mất ninh tiểu xuyên thu ma kiếm về nhìn long thái nhất hơi nheo mắt lại trí tôn phù long thái nhất có trí tôn phù bảo hộ ninh tiểu xuyên cũng không thấy có gì lạ thiên kiêu long tộc như hắn mà không có trí tôn phù bảo vệ mới là chuyện lạ ninh tiểu xuyên nói long thái nhất nếu ngươi không có trí tôn phù thì một kiếm vừa rồi ngươi đã chết rồi Trí Tôn Phù đã đỡ cho Long Thái Nhất phần lớn công kích vừa rồi, nhưng vẫn còn một phần sức mạnh sộc vào cơ thể khiến hắn bị thương nhẹ. Long Thái Nhất chưa từng bị chịu thiệt thòi lớn như vậy, nói. Ngươi muốn nói bản tạo thua rồi. Chỉ cần bản tạo chưa ngã xuống thì chưa thua. Thái Long chân võ. Ào. Thần lực tựa khói xương từ bốn phương tám hướng tụ về cơ thể Long Thái Nhất. Cơ thể hắn sáng bừng, khí tức không ngừng tăng lên, sau lưng xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc thấp thoáng có thể thấy chính giữa vầng trăng là một con thần long đang cuộn mình long thái nhất đã đánh thức huyết mạch viễn cổ thần long mượn thần lực của thần long tập trung vào cơ thể khiến tu vi của hắn trong thời gian ngắn tăng lên tầng thú khủng bố trong lứa trẻ của cả thiên hư đại lục thực lực của long thái nhất có thể xếp trong ba hạng đầu tiên sắc mặt ninh tiểu xuyên trở nên căng thẳng nhưng thật ra với sự khủng bố với long thái nhất thì thậm chí hắn có thể là đệ nhất cường giả của thiên hư đại lục nếu Ninh Tiểu Xuyên không đột phá lên chân nhân cảnh tầng thứ hai, thì phải mặc thứ thần huyết y mới đánh bại được Long Thái Nhất. Nhưng thiên tài như Long Thái Nhất chắc chắn có đại vận khí, chẳng ai đảm bảo được trên người hắn không có bảo vật hơn cả thứ thần huyết y. Uỳnh! Long Thái Nhất sau khi có được sự bổ trợ của sức mạnh viễn cổ thần Long, miệng phun ra một luồng khí, lập tức biến thành cơn cuồng phong thổi bay vài chục ngọn núi trong đại mộng trạch. Một vị yêu vương chân nhân cảnh tầng thứ tư vì tự cho mình tu vi cường đại, đứng trong vòng phạm vi chiến đấu của Long Thái Nhất và Ninh Tiểu Xuyên. Phụt, một ngọn núi, do Long Thái Nhất thổi lên đập trúng lưng vị yêu vương kia khiến hắn thổ huyết. Sinh linh yêu tộc chạy tháo mạng cách xa nghìn dặm mới kịp thở. Vị yêu vương kia sau khi thoát khỏi phạm vi chiến đấu của Ninh Tiểu Xuyên và Long Thái Nhất quệt máu nơi khóe miệng song kinh hãi nói. Long Thái Nhất không hổ là người đứng đầu tam đại thần chữ, mới là chân Long cảnh tầng thứ hai thôi mà chiến lực đã khủng khiếp như vậy sau khi dùng tới thần lực của viễn cổ thần long e là có thể ngang ngửa chân nhân cảnh tầng thứ năm đạt hy cũng lui ra xa nghìn dặm đôi mắt yêu mị có vài phần ngưng trọng long thái nhất lợi hại thật chẳng trách mà ngông cuồng như thế có lẽ cả lớp trẻ thiên hư đại lục không ai là đối thủ của hắn đạt hy suy đoán nếu nàng ta giao đấu với long thái nhất ở trạng thái mạnh nhất thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đỡ được 10 chiêu sau đó thua là kết cục không có gì phải bàn cãi cũng không biết vị đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc Bắc Cương kia có tiếp được ba chiêu của Long Thái Nhất không. Ánh mắt Đát Hy có vài phần tò mò. Dù sao chiến lực mà Ninh Tiểu Xuyên thể hiện cũng rất khả quan, có lẽ sẽ không bị chết ngay sau một chiêu của Long Thái Nhất, ít nhất cũng phải đỡ được hai ba chiêu. Uỳnh uỳnh. Bên trong vòng chiến của Ninh Tiểu Xuyên và Long Thái Nhất, thần quang chói lóa, bạo phát dao động năng lượng khiến trời đất rung chuyển. Long Thái Nhất dùng tới thần lực của Viễn Cổ Thần Long, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể không dùng tới hỗn nguyên nhất khí kiếm, và khai thiên tích địa đao để mượn thần lực của tử kim hoàng chủ và thiên đế. Chỉ trong một tuần trà, một người một rồng đã đối quyết 27 chiêu, tất cả đều là thần lực, mỗi chiêu đều mang sức mạnh vượt quá sức mạnh tự thân của họ. Thi triển thần thuật vô cùng tiêu hao chân nguyên. Đại chiến liên tục như vậy, Long Thái Nhất và Ninh Tiểu Xuyên đều không còn nhiều chân nguyên, gần như sắp cạn sạch rồi. Long Thái Nhất thở phì phỏ, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại khó đối phó đến vậy trên trán ninh tiểu xuyên cũng ướt đẫm mồ hôi ta không thể thi triển thần thuật lẽ nào ngươi có thể mượn sức mạnh viễn cổ thần long long thái nhất nói tuy chân nguyên đã hết nhưng sức mạnh nhục thân của bản tạo ngươi cũng không thể chống đỡ được long thái nhất gầm lên một tiếng dài lại biến thành con cự long bạc từ trên trời lao xuống móng vuốt nhằm ninh tiểu xuyên đánh tới ninh tiểu xuyên đứng trên hư không sắc mặt vô cùng bình tĩnh khi long thái nhất lao xuống trong tay ninh tiểu xuyên xuất hiện nửa cây cổ kích chân nguyên trong người ninh tiểu xuyên truyền vào cây kích không ngừng kích phát năng lượng bản nguyên của món trí tôn vương khí này khi còn là chân nhân cảnh tầng thứ nhất ninh tiểu xuyên chỉ phát huy được một phần năng lượng bản nguyên của tinh la kích sau khi lên chân nhân cảnh tầng thứ hai hắn đã phát huy được hai phần có vẻ như chỉ tăng thêm một phần sức mạnh nhưng nó tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cộng một bằng hai uy lực của trí tôn vương khí lên một tầng cao mới ao ninh tiểu xuyên lao vút về phía trước tinh la kích nhằm thẳng bụng long thái nhất đâm tới Trí tôn phù trên người Long Thái nhất lại phát huy tác dụng, một tầng ngân quang bọc lấy cơ thể hắn chặn tinh la kích lại. Nhưng sức mạnh của trí tôn phù không phải là mãi mãi. Vừa nãy Ninh Tiểu Xuyên đã khiến sức mạnh trí tôn phù tiêu hao đi không ít. Trí tôn phù tạo thành quầng sáng nhưng chỉ chặn được tinh la kích trong một khoảnh khắc, rồi bị xuyên thủng. Mất đi sự bảo hộ của trí tôn phù, lớp vảy rồng của Long Thái nhất không chặn nổi trí tôn vương khí phát huy sức mạnh bản nguyên, yếu đối tự con rồng giấy tinh la kích xuyên thẳng vào bụng long thái nhất rồi bay ra từ sau lưng cây cổ kích đã thấm đẫm máu đỏ tươi con cự long bạc gầm lên thảm thiết cả cơ thể lào đảo gần như sắp rơi xuống ninh tiểu xuyên cầm cây kích đầy máu bay lên đỉnh đầu long thái nhất long thái nhất ngươi có nhận thua không long thái nhất gầm lên phẫn nộ ta không phục rõ ràng chân nguyên của ngươi đã cạn sao có thể còn để dùng trí tôm vương khí ninh tiểu xuyên nói nói cho ngươi biết cũng không sao ta có hai nguyên thần chân nguyên gấp đôi người khi nãy chỉ mới cạn một nửa thôi ngươi còn không nhận thua không nhận long thái nhất vô cùng cao ngạo từ nhỏ tới giờ hắn chưa bao giờ biết thua là gì tuyệt đối không chịu nhận thua ninh tiểu xuyên nhấc hỗn thế chiến trùy lên dùng sức mạnh một tỷ ba trăm năm mươi triệu cân công kích đỉnh đầu long thái nhất xương sọ của cự long vỡ nát hai mắt tối sầm lại lập tức rơi xuống đất cái rầm vị tuyệt thế thiên kiêu của long tộc đã chết ngất đôi mắt đắt hy lóe kỳ quang đôi môi đỏ mọng hé mở có phần không thể tin nổi, Long thái nhất thua rồi. Đừng nói là đát hi, tất cả sinh linh yêu tộc đều há hốc mồm sững sờ, cầm sắp rơi cả xuống đất. Ninh Tiểu Xuyên vốn định đánh thêm một đòn nữa lên đầu cự long, nhưng hai vị lão giả long tộc đã tới. Họ sợ long thái nhất bị Ninh Tiểu Xuyên giết nên từ xa đã hô lên. Diệt Nhân Vương, xin hãy nương tay. Điện hạ đã thua, mong ngươi đừng ra tay nữa. Tiếp tục thì tính mạng điện hạ sẽ không thể giữ nổi. Long tộc trước nay luôn coi mình có huyết mạch cao quý. Không coi sinh linh khác ra gì, nhưng trước chiến lực cường đại của Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả trưởng lão của Long Tộc cũng không thể không cúi mình, chỉ để giữ mạng cho Long Thái nhất. Hai vị trưởng lão kia đều la chân Long cảnh tầng thứ ba, chắc chắn là đại nhân vật của yêu tộc, nhưng họ không có tự tin đánh bại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên biết không thể giết Long Thái nhất, thấy hai trưởng lão Long Tộc tới thì thu hỗn thế chiến trùy về, nói, xin hỏi hai vị trưởng lão, điện hạ Long Tộc đả thương bằng hữu của ta, món nợ này tính thế nào? một trưởng lão cười trừ. Long tộc đồng ý dùng thông linh kỳ dược vào huyền thạch để bồi thường, không biết diệt nhân vương nghĩ sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Thôi được, ta muốn 20 cây thông linh kỳ dược từ 5.000 tuổi trở lên, ngoài ra là 3.000 viên thiên phẩm huyền thạch. Nghe Ninh Tiểu Xuyên mở miệng, một vị trưởng lão phẫn nộ, định xông tới thì bị vị kia ngăn lại. Người kia đau lòng, nghiến răng nói. Bọn ta đồng ý, Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu Long Tộc đã có thành ý như vậy, bản vương trả Long Tộc điện hạ cho các ngươi. Ta tin với danh dự của Long tộc, trong vòng 3 ngày sẽ đưa đồ bồi thường tới phủ đệ của ta nhỉ? Trong 3 ngày, chắc chắn sẽ đưa tới. Vị trưởng lão kia lòng đau như cắt nhưng không thể không đồng ý. Với sự cao ngạo của Long tộc, một khi đã đồng ý thì không thể nuốt lời. Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần về động phủ đợi họ đưa tới là được. Nếu Ninh Tiểu Xuyên không đi theo Thiên Mộng Yêu Hoàng, thì căn bản không thể hạch sách Long tộc như vậy, cho dù hắn có đánh bại Long thái nhất thì Long tộc cũng có cách giết chết hắn. Nhưng giờ thì khác rồi tất cả sinh linh đều biết ninh tiểu xuyên là diệt nhân vương mà thiên mộng yêu hoàng sắc phong những cường giả hàng đầu long tộc đều không dám mạo hiểm đắc tội thiên mộng yêu hoàng để giết một tiểu bối con người bất luận thiên mộng yêu hoàng có phải thật sự phong thưởng người này không nhưng thiên mộng yêu hoàng đã làm như vậy có nghĩa là ninh tiểu xuyên là người của thiên mộng yêu hoàng ai dám giết ninh tiểu xuyên nghĩa là xúc phạm tới thiên mộng yêu hoàng lớp trẻ long tộc có thể đối phó với ninh tiểu xuyên nhưng ngay cả long thái nhất còn thua thì ai có thể là đối thủ của hắn ninh tiểu xuyên chính vì hiểu rõ điều này nên mới dám hạch sách long tộc như vậy thấy long thái nhất thua thiết la yêu vương lập tức bỏ chạy nhưng ninh tiểu xuyên sao có thể cho phép hắn chạy thoát lần nữa thiết la yêu vương người còn muốn chạy sao ninh tiểu xuyên chặn đường thiết la yêu vương tay vẫn cầm hỗn thế chiến trùy tim thiết la yêu vương run lên lập tức quay người thì thấy tiểu hồng và tiểu linh nhi đã chặn phía sau căn bản không cho hắn cơ hội chạy thoát sau khi chứng kiến trận chiến giữa ninh tiểu xuyên và long thái nhất thiết la yêu vương căn bản không dám giao đấu với ninh tiểu xuyên lấy dũng khí nói ninh tiểu xuyên bản vương là yêu vương dưới trướng địa ngô yêu hoàng người dám động tới ta địa ngô yêu hoàng chắc chắn sẽ không tha cho ngươi vậy sao ninh tiểu xuyên vung chùy lên đánh thẳng lên người thiết la yêu vương khiến thân hình hắn nát bét chỉ một đòn đơn giản đã khiến một vị yêu vương mất mạng truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé. Những sinh linh ở phía xa đều cảm thấy tim như lên cơn co giật, nghĩ bụng, diệt nhân vương chính là một cái thế hung nhân, giống như loại người không sợ trời không sợ đất, sau này không nên động tới thì hơn. Trong một tòa yêu điện ở yêu tộc Thánh Quốc, dầm, nghe tin về cái chết của thiết la yêu vương, địa ngô yêu hoàng phẫn nộ đấm xuyên thủng một cái cột đồng đường kính 3 mét. Đáng hận, một nhân loại nhỏ nhoi dám không coi bản hoàng ra gì. Bản hoàng nhất định phải giết hắn. Địa ngô yêu hoàng gầm lên phẫn nộ vốn dĩ nhân vật nhỏ như Ninh Tiểu Xuyên không đáng để hắn bận tâm. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại có ấu thần long, có thể giúp địa ngô yêu hoàng đột phá vạn cổ cảnh, hắn không thể coi trọng Ninh Tiểu Xuyên hơn một chút. Phái tâm phúc thiết la yêu vương đi đối phó Ninh Tiểu Xuyên, nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên giết, điều này khiến hắn không còn mặt mũi nào nữa. Địa ngô yêu hoàng sao có thể không phẫn nộ. Một lão yêu vương toàn thân mọc lông trắng nói. Yêu hoàng đại nhân, hà tất phải động nộ độ vì một kẻ nhỏ bé như vậy. Giờ chưa thể động tới hắn, tại sao lại không thể? Địa ngô yêu hoàng lạnh giọng, lão yêu vương kia nói, giờ ở thiên hư đại lục, tất cả sinh linh đều biết thiên mộng yêu hoàng mới tấn phong hắn là diệt nhân vương. Nếu yêu hoàng đại nhân giờ ra tay giết hắn chắc chắn sẽ có người nói ngài, không coi thiên mộng yêu hoàng ra gì, cố ý gây khó dễ thiên mộng yêu hoàng. Nếu chọc giận thiên mộng yêu hoàng thì rất bất lợi cho đại nhân. Địa ngô yêu hoàng dần bình tĩnh lại, ánh mắt thâm trầm. Diệt nhân vương, chắc chắn phải chết. Ấu thần long, bắt buộc phải đoạt được. Vị lão yêu vương kia nói: "Muốn giết diệt Nhân vương, bắt ấu thần long thật ra không khó, chỉ là phải đợi cơ hội." "Cơ hội gì? Giờ Diệt Nhân vương đã đi theo yêu tộc, hơn nữa còn là thuộc hạ của Yêu Hoàng Đại Nhân thì phải nghe lệnh của Đại Nhân. Chỉ cần Đại Nhân hạ lệnh cho hắn dẫn đại quân yêu tộc đi tấn công nền văn minh nhân loại, hắn lẽ nào dám không nghe theo? Chỉ cần rời khỏi yêu tộc thánh quốc, Yêu Hoàng Đại Nhân giết hắn không phải dễ như trở bàn tay hay sao?" Đến lúc đó, chỉ cần ngài nói với mọi người diệt nhân vương bị cường giả nhân tộc phẫn nộ giết chết. Đương nhiên ngài sẽ không đắc tội với thiên mộng yêu hoàng. Địa ngô yêu hoàng nhìn lão yêu vương, nói. Đồ ngu, người nghĩ thiên mộng yêu hoàng dễ lừa vậy sao? Ai giết diệt nhân vương lẽ nào bà ta không biết? Lão yêu vương cười. Thiên mộng yêu hoàng vốn hận ngũ hành áo nhân tộc. Phong ninh tiểu xuyên làm diệt nhân vương vì hắn ta dâng chấn yêu tháp. Thật ra thiên mộng yêu hoàng không hề thích diệt nhân vương. Chỉ là không tìm được lý do giết hắn mà thôi nếu đại nhân thay thiên mộng yêu hoàng trừ bỏ diệt nhân vương, thì thiên mộng yêu hoàng còn vui ấy chứ. Địa ngô yêu hoàng nghe thế cảm thấy cũng có lý, khẽ gật đầu, trong đầu bắt đầu vạch kế hoạch. Chỉ cần rời khỏi yêu tộc Thánh Quốc thì đó chính là lúc diệt nhân vương phải chết. Động phủ diệt nhân vương. Trở về động phủ, Ninh Tiểu Xuyên lại ngồi bên huyết hà tiếp tục tu luyện. Tu vi tăng càng nhanh thì tiêu hao huyền thạch càng nhanh. Khi xung kích chân nhân cảnh, Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng đã tiêu hao mất 72 vạn viên địa phẩm huyền thạch huyền thạch họ có gần như đã cạn vì thế hắn mới đòi ba viên thiên phẩm huyền thạch từ long tộc ninh tiểu xuyên lấy ra một cái hộp đỏ đây chính là quốc khố của thiên sư đại đế quốc vì sáu mặt của hộp đều bố trí trận pháp cấp chân nhân ninh tiểu xuyên vẫn chưa thể mở nó ra giờ ninh tiểu xuyên là chân nhân cảnh tầng thứ hai định thử phá vỡ trận pháp xem sao đây là quốc khố của ngũ phẩm văn minh cao cấp gia tài của hàng vạn năm rốt cuộc sẽ có nhiều tài nguyên tới mức nào Ninh Tiểu Xuyên điều động Diệt Thế Ma Hỏa bọc lấy hộp để nó luyện hóa. Phụt phụt, trận pháp bên ngoài hộp rất lợi hại, Diệt Thế Ma Hỏa luyện hóa nửa giờ vẫn không hề có thay đổi gì. Nghe nói vị vua khai quốc của Thiên Thu Đại Đế quốc là Linh Cát chân nhân, hồi còn trẻ từng đi theo Thiên Đế, là một vị chân nhân rất cường đại. Trận pháp trên quốc khố có lẽ là do đích thân Linh Cát chân nhân bố trí. Cùng lúc với luyện hóa trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên cũng nghiên cứu nó. Theo suy đoán của Ninh Tiểu Xuyên, Người bố trí trận pháp này ít nhất cũng là chân nhân cảnh tầng thứ 6, muốn luyện hóa nó không phải dễ dàng. Mất 3 giờ luyện hóa, cuối cùng trận pháp cũng có dấu hiệu tan chảy. Ninh Tiểu Xuyên lại tiếp tục cố gắng, mất nửa ngày nữa cuối cùng cũng luyện hóa được hoàn toàn trận pháp trên quốc khố. Mở. Chiếc hộp vốn chỉ to bằng nắm tay ngay lập tức biến thành một tòa đại điện đỏ rực. Cái hộp này là một món hạ phẩm trí tôn khí, có tên là Thế giới Càn Khôn. Trên hoành phi có viết bốn chữ cổ xưa Thế giới Càn Khôn sau khi vào thế giới càn khôn, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể coi là thật sự mở tầm mắt. Tài nguyên tu luyện trong này nhiều đến kinh người, trên mặt đất rộng mênh mông là vô số những ngọn núi huyền thạch. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, địa phẩm huyền thạch gần như đều chất thành núi. Trong đó có một số ít thiên phẩm huyền thạch, cũng chỉ hơn 40 viên, mỗi viên đều được cất trong hộp. Ninh Tiểu Xuyên tính toán qua, huyền thạch trong thế giới càn khôn nếu đổi thành địa phẩm huyền thạch thì cũng có hơn 4000 vạn viên. Ngoài huyền thạch còn có rất nhiều đan dược, Trung cấp đan, cao cấp đan và nhân cấp đan. Đan dược quý được cất trong bình, còn trung cấp đan và cao cấp đan đều được cất trong đan chỉ. Cũng không biết trong đan chỉ có bao nhiêu vạn viên nữa. Huyền thạc, đan dược, huyền khí chiến binh, khải giáp, khoáng thạch. Các loại bảo vật chất đống trong thế giới càn khôn thật khiến người ta kinh ngạc. Ninh Tiểu Xuyên sau khi lấy những thứ có ích cho mình thì cất thế giới càn khôn đi. Đây là quốc khố của ngũ phẩm văn minh cao cấp, tài nguyên nhiều kinh người, nên tận dụng thế nào cho tốt. Có cách rồi ninh tiểu xuyên quyết định chuyển tài nguyên trong thế giới càn khôn tới ngọc lam đế quốc giao cho lão hầu ra chỗ hạ trung thượng phẩm huyền thạch này không có tác dụng gì mấy với ninh tiểu xuyên nhưng với tu sĩ ở ngọc lam đế quốc thì lại có thể giúp họ nâng cao tu vi trung cao cấp đan cũng là bảo vật đối với ngọc lam đế quốc sẽ bị tranh giành sau khi quyết định ninh tiểu xuyên liền tìm cơ hội đưa thế giới càn khôn tới ngọc lam đế quốc kỷ việt từ ngoài đi vào cúi chào ninh tiểu xuyên rồi nói đại vương Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Ngô Vi ở bên ngoài cầu kiến. Ninh Tiểu Xuyên nói, chúng còn dám tới gây chuyện. Không phải, chúng tới có việc cần giúp đỡ, đã đợi bên ngoài nửa ngày rồi. Kỳ Việt nói, cho chúng vào đi. Một lúc sau Kim Giác và Ngân Giác Yêu Vương tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên tu luyện. Thấy Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức quỳ mọc xuống. Kim Giác Yêu Vương khóc giống lên. Diệt nhân vương, cầu xin ngài trả tử kim hồng hồ lô cho huynh đệ bọn ta đi. Nếu không huynh đệ ta chết chắc mất ngân giác yêu vương cũng nước mắt giàn giụa bi thương nói thật sự sẽ chết chắc kim giác yêu vương nói lão tổ tông đã nói nếu bọn ta không đem được tử kim hồng hồ lô về thì sẽ phế tu vi của bọn ta biến về nguyên hình bọn ta tu luyện một vạn tám nghìn năm mới có được tu vi như hiện nay thật không cam tâm ngân giác yêu vương thì càng bi ai hơn thật sự không cam tâm mà kim giác yêu vương lại nói lão tổ tông trước giờ chưa bao giờ nói hai lời nếu ngài đã nói sẽ phế tu vi bọn ta thì chắc chắn không phải đùa đâu." Ngân Giác Yêu Vương nói. "Không phải đùa đâu." Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. "Kim Giác, Ngân Giác, các ngươi cũng là yêu vương, khóc lóc như vậy thì ra thể thống gì? Nếu Diệt Nhân Vương có thể trả tử kim hồng hồ lô cho huynh đệ ta, đừng nói khóc lóc, ngay cả bảo bọn ta làm trâu ngựa cũng không tử." Kim Giác Yêu Vương nói. "Thật sự không tử." Ngân Giác Yêu Vương nói. "Ninh Tiểu Xuyên nói. Muốn ta trả cũng được thôi." nhưng các ngươi phải giúp ta làm ba việc đừng nói ba ba mươi việc cũng không thành vấn đề kim giác yêu vương mừng rỡ thật sự không thành vấn đề ngân giác yêu vương nói còn ba việc gì thì giờ ta chưa nghĩ xong đợi nghĩ xong rồi sẽ cho các ngươi biết giờ các ngươi hãy dùng danh nghĩa yêu thần để thề đi nghe tới việc dùng danh nghĩa yêu thần để thề kim giác ngân giác yêu vương đều do dự đây không phải chuyện đùa dùng danh nghĩa yêu thần thì bắt buộc phải giữ lời nếu phản bội lời thề chỉ có đường chết Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt, xem ra các ngươi không dám thề. Ai nói không dám? Giờ thề, thề luôn. Kim Giác Yêu Vương và Ngân Giác Yêu Vương, vì muốn lấy lại tử kim hồng hồ lô đành dùng danh nghĩa yêu thần thề, sẽ giúp Ninh Tiểu Xuyên làm ba việc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.